Đồ ăn mùi vị hơi khác, tôi thấy không bằng món ăn ngon ở Bắc Kinh. Mỗi một khí hậu nuôi dưỡng một dạng người, món ăn thành phố lỗ nhiều muối nhiều hành nhiều tỏi, nếu không con người tỉnh tề sao lại nóng nảy đến thế. Chắc là ăn tỏi quá nhiều rồi. Diệp Thiên Nam kỳ thật cũng không phải nhận xét người tỉnh tề, là mượn đề tài này nói chuyện của mình. Tôi không cảm thấy người tỉnh tề nóng tính, mà cảm thấy tính tình bọn họ rất thẳng. Phỏng đoán nguyên nhân là vì khí hậu, vùng ôn đới Trung Quốc khí hậu gió mùa và khí hậu Bắc Kinh khác nhau rất lớn. Chu Hồng Cơ biết ý đồ của Diệp Thiên Nam, y và Diệp Thiên Nam xem như người cùng chung một đường, nhưng bình tĩnh mà xem xét, tuy cùng đường, nhưng cũng không phải hoàn toàn đồng tâm. Dù sao không cùng một phe phái. Thủ tướng rất quan tâm tình hình tỉnh tề, cũng rất quan tâm sự trưởng thành của anh. Diệp Thiên Nam biết không thể vòng vo, Chu Hồng Cơ là người thông minh. Thủ tướng không sợ Hạ Tưởng ở tỉnh tề lại gây sức ép khởi sóng gió. Thời gian trước đây ở Bắc Kinh, Thủ tướng đặc cách gặp mặt Hạ Tưởng, đưa ra rất nhiều hy vọng đối với hắn, chỉ tiếc, Hạ Tưởng tuổi trẻ, trong lòng không ghi nhớ lời Thủ tướng. Diệp Thiên Nam là chỉ cuộc gặp giữa Thủ tướng và Hạ Tưởng ở trong nhà lão cổ, là một lần không hẹn mà gặp. Đương nhiên một lần gặp kia, cũng không có lưu ấn tượng sâu sắc cho Hạ Tưởng. Cảm tạ Thủ tướng đã quan tâm đối với tôi. Tất nhiên thái độ cung kính phải biểu lộ, Chu Hồng Cơ mỉm cười. Hạ Tưởng mới đến tỉnh tề chưa được 2 ngày, anh Thiên Nam liền vội vàng tới rồi, có phải chuyện bé xé ra to không? Diệp Thiên Nam lắc đầu nói. Thời gian ông là cùng Hạ Tưởng cộng sự còn ngắn, không biết Hạ Tưởng túc trí đa mưu. Đừng để vẻ ngoài trẻ trung của hắn mê hoặc, trên quan trường Hạ Tưởng là một tên lão luyện. Chu Hồng Cơ không nói lời nào, lại cầm đũa lên, vừa ăn đồ lại vừa hơi hơi suy nghĩ, làm như tán thành, lại làm như từ chối cho ý kiến. Diệp Thiên Nam kín đáo mà mỉm cười, hắn nhìn ra Chu Hồng Cơ không kiên định, nhưng sau khi cười xong, trong lòng vẫn chút nuối tiếc, Chu Hồng Cơ lớn hơn Hạ Tưởng vài tuổi. Trên thực tế về tâm cơ và lòng dạ vẫn không bằng một góc của Hạ Tưởng, y sao có thể cùng Hạ Tưởng phân cao thấp. Vẫn là cần phải tiến thêm một bước trưởng thành mới được. Trưởng thành không chỉ cần tài năng và kinh nghiệm, còn cần kiên trì. Chu Hồng Cơ đúng là thiếu kiên nhẫn. Hồng Cơ, tôi nói thẳng, Thủ tướng quan tâm chính là kế hoạch lớn của sản nghiệp muối nghiệp. Diệp Thiên Nam đơn giản nói rõ, y không chỉ rõ, nhưng dường như không nói đến chỗ sáng. Thì có vẻ Chu Hồng Cơ không thể lĩnh hội hết ý nghĩ của gã, khiến cho gã rất là buồn bực, cùng người một nhà nói chuyện như thế này còn tốn công như vậy. Sự việc Lỗ Thành Lương, gây náo loạn quả thật là không nhỏ. Một Lỗ Thành Lương nhỏ bé không làm nổi sóng gió đâu, anh Thiên Nam. Chu Hồng Cơ vẻ mặt không sao, khoát tay áo. Anh cứ việc yên tâm, tỉnh tề có tôi, có chủ tịch tỉnh Tôn, dù là Hạ Tưởng có gây sức ép cũng không làm nổi sóng gió. Có thêm một Lý Đinh Sơn cũng vô dụng. Tỉnh tề, còn có Khâu Nhân Lễ. Diệp Thiên Nam nhắc nhở một câu. Tỉnh tề, cũng có Hà Giang Hải. Chu Hồng Cơ lập tức đáp lại một câu. Với Hà Giang Hải cầm đầu bang bán đảo, hoàn toàn có thể khống chế tinh thần Khâu Nhân Lễ. Diệp Thiên Nam không cho là đúng, nhưng vẫn liên tiếp gật đầu, tỏ vẻ tán thành với Chu Hồng Cơ, nhưng có lời nên nói vẫn phải nói ra. Thế lực địa phương tỉnh tề. Cũng không chỉ mỗi bang bán đảo, chính là bang bán đảo có giúp cũng không thể bền chắc như thép, ông phải cẩn thận hạ lực. Chẳng những phải cẩn thận hạ lực, càng phải đề phòng Lý Quang Vinh lên chức. Chu Hồng Cơ tự tin tràn đầy mỉm cười. Anh Thiên Nam quả không đơn giản, không những tỉnh táo, đã đem thế lực tỉnh tề tìm hiểu rõ ràng. Ngoài đúng là khen Diệp Thiên Nam, trên thực tế cũng là tâng bốc mình, lời nói ra chính là chỉ y cũng hiểu biết tỉnh tề, biết rất sâu sắc. Không phải là chẳng hay biết gì. Diệp Thiên Nam biết, gã ở tỉnh Tương thảm bại đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng của gã, Chu Hồng Cơ ở mặt ngoài đối với gã khách khí, trên thực tế trong lòng, vẫn hơi có ý khinh thường, lần nữa nhắc nhở đối với gã, cũng không để ở trong lòng, hơn nữa khắp nơi còn lộ ra tự tin nắm vững trong tay. Nếu khinh địch như thế, sớm muộn gì sẽ thiệt thòi lớn ở trong tay Hạ Tưởng. Nếu không bởi vấn đề sản nghiệp muối, Diệp Thiên Nam đã không kiên nhẫn xoay quanh Chu Hồng Cơ, nhưng Thủ tướng giao cho trọng trách trên vai, không thể không tận lực làm. Dù sao việc y nên làm cũng đã làm rồi, sẽ ở thành phố Lỗ thêm một tuần. Cùng Chu Hồng Cơ đàm phán, không thể nói không thu hoạch được gì, cũng là hiệu quả rất tốt, Chu Hồng Cơ tự đề cao mình trí tuệ hơn người, mắt cao hơn trán cũng có thể lý giải, Diệp Thiên Nam sẽ không đi chấp nhặt y,
cán bộ luôn luôn trưởng thành tại các bộ và ủy ban trung ương Bắc Kinh đều ít nhiều có khuyết điểm về phương diện này, vừa ra khỏi Bắc Kinh mới biết được, Bắc Kinh nước sâu, thì địa phương hóa ra càng là địa thế hiểm trở. Tuy nhiên gặp mặt Tôn Tập Dân, còn thu được kết quả mong muốn. Tôn Tập Dân cũng không mời Diệp Thiên Nam ăn cơm, chỉ là tự mình đi vào phòng Diệp Thiên Nam, cùng y đi sâu nói chuyện với nhau. Tôn Tập Dân so với Chu Hồng Cơ thì điềm đạm, chắc chắn hơn, cũng biết Diệp Thiên Nam này đến thành phố Lỗ, có ý nghĩa quan trọng, càng biết Diệp Thiên Nam thay mặt ai, y đối với Diệp Thiên Nam làm ra ba lời hứa hẹn. Một, tỉnh Tề nghiệp chế muối giá trị sản lượng 5 trên 10 tỷ, là một sản nghiệp vô cùng trọng tỉnh Tề, không cho phép bất cứ kẻ nào cho dù với lý do gì làm ảnh hưởng lớn đến hình ảnh tỉnh Tề. Hai, kiên quyết chứng thực chỉ thị tinh thần của Thủ tướng, thiết thực nắm bắt tốt quản lý công tác nghiệp muối. 3. Nếu người cá biệt mang đến uy hiếp đối với nghiệp muối tỉnh Tề, nhẹ thì mất chức điều tra, nặng thì chuyển giao cơ quan tư pháp xử lý, tuyệt không nương tay. Tôn Tập Dân so với Chu Hồng Cơ lãnh đạm hơn, ít nhất lời nói thật sự là đường hoàng, cẩn thận. Về phần 3 điểm trên, Tôn Tập Dân có thể kiên định chứng thực hay không, hoặc là nói, y có thể nói sao làm vậy ở tỉnh Tề hay không, thì là chuyện khác. Dù có được lời hứa nghiêm chỉnh trọng Tôn Tập Dân, dù Chu Hồng Cơ thái độ đoan chính, đáp ứng cũng rất tốt, Diệp Thiên Nam tuy không yên tâm lắm, nhưng vẫn an tâm ở lại, quyết định đợi thêm một tuần. Thật đúng là để y đợi được cơ hội, Chu Hồng Cơ chỉ lo nhìn chăm chú vào Lý Đinh Sơn, Tôn Tập Dân cũng chỉ đem ánh mắt đặt trên người Hạ Tưởng, nhưng biết rõ thủ đoạn Hạ Tưởng như Diệp Thiên Nam thì trước sau chỉ đem ánh mắt gắt gao mà dừng ở trên người Lỗ Thành Lương. 3 ngày sau, y phát hiện chỗ khác thường, Lỗ Thành Lương im lặng rời khỏi thành phố Lỗ, thẳng đến thành phố Ngũ Nhạc. Mà thành phố Ngũ Nhạc là thành phố lớn của sản nghiệp muối tỉnh Tề. Lỗ Thành Lương rời khỏi, Tôn Tập Dân không phát hiện ra còn chưa tính, Chu Hồng Cơ cũng là hoàn toàn không biết gì, khiến cho Diệp Thiên Nam thất vọng, nếu không phải y ở thành phố Lỗ, thì chuyến đi thành phố Ngũ Nhạc của Ô Thành Lương, lừa dối được tất cả, đã được thành công. Vốn định âm thầm báo cho Tôn Tập Dân hoặc Chu Hồng Cơ biết, sau nghĩ lại, Diệp Thiên Nam thay đổi kế sách, nếu lần này y không có thủ đoạn lợi dụng, thì sẽ không là Diệp Thiên Nam nữa. Diệp Thiên Nam thông qua con đường bí mật, đem tin tiết lộ cho Hà Giang Hải. Hà Giang Hải vừa nhận được tin báo, liền ra tay. Từ sân bay thành phố Lỗ đón Tào Thù Lê, tâm trạng Hạ Tưởng coi như không tồi, tuy hắn cũng nghe được tin Diệp Thiên Nam có khả năng sẽ ở thành phố Lỗ một thời gian, nhưng không hề ảnh hưởng đến cảm xúc của hắn. Diệp Thiên Nam có ý ở trong thời gian bao lâu, thiên hạ rộng lớn, Diệp Thiên Nam có thể đi lại, tự nhiên cũng có thể tùy ý lui tới thành phố Lỗ. Và lại cho dù Diệp Thiên Nam dù không ở thành phố Lỗ, người ở Bắc Kinh, cũng có thể điều khiển rất nhiều sự việc. Hạ Tưởng cũng nghĩ tới khả năng, Diệp Thiên Nam đến thành phố Lỗ, nhất định muốn gặp Tôn Tập Dân, Chu Hồng Cơ và Hà Giang Hải, tạo thành hợp tác nhất định, bởi vì hệ bình dân của Diệp Thiên Nam cùng Hà Giang Hải có lợi ích qua lại, phe phản đối của Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ thì không có, mà theo tin tức từ con đường nào đó mà hắn biết được. Hợp tác giữa Chu Hồng Cơ và Hà Giang Hải, trước mắt có khúc mắc nho nhỏ. Diệp Thiên Nam người đang ở thành phố Lỗ, hiển nhiên là muốn hóa giải mầm họa ngầm giữa Tôn Tập Dân và Hà Giang Hải. Cứ để mặc Diệp Thiên Nam bận việc, hắn tạm thời hưởng thụ thời gian nhàn rỗi khó có được trước đã. Hạ Tưởng không dẫn theo lái xe và thư ký, đích thân lái xe đến đón. Hắn không muốn khoa trương, nghĩ thầm cùng Tào Thù Lê trải qua thế giới hai người trong nửa ngày. Vì càng nổi tiếng, muốn có thời gian thanh tĩnh càng khó. Điều khiến Hạ Tưởng bất ngờ chính là Tào Thù Lê đến, dường như đã lật ngã quân bài domino quan trọng đầu tiên, sau đó không lâu lại có vài người đẹp đến thành phố Lỗ ngắm cảnh du lịch, khiến hắn thuận tiện tiêu khiển một phen. Có thể khiến Phó Bí Thư Tỉnh ủy làm lái xe, em thật sự cực kỳ vinh hạnh. Tào Thù Lê vừa lên xe đã trêu Hạ Tưởng. Không chừng cả tỉnh Tề, cũng không có mấy người có thể mời được anh đích thân lái xe, có phải không? Em bay nửa này còn chưa mệt, vừa đặt chân xuống đất liền lấy anh làm trò tiêu khiển, có phải khoa tay múa chân được Phó Bí Thư Thành ủy, mới khiến em đặc biệt cảm thấy hài lòng. Hôm nay không tồi, có ánh nắng mặt trời, trời trong sáng sủa, Mercedes-Benz chạy trên đường cao tốc sân bay, Hạ Tưởng tâm trạng tốt liền cùng Tào Thù Lê đấu võ mồm. Quên nói cho em biết, tỉnh Tề bắt nguồn tư tưởng Nho giáo mà ra. Cái gọi là nhập gia tùy tục, em phải học tam tòng tứ đức, nghe chưa? Ở tỉnh Tề, phụ nữ phải nghe lời đàn ông, không được nói điều kiện, không được nói một lý do, có nghe không?
có nghe hay không? Hạ Tưởng tự cho là hợp tình nói liền một mạch, hỏi liên tiếp câu cuối nhưng không nghe thấy lời đáp lại, vừa quay đầu thì thấy Tào Thù Lê đã dựa vào ghế ngủ ngon lành. Ánh sáng xuyên qua cửa kính xe dọi xuống ánh mắt Tào Thù Lê, lông mi và gương mặt, theo ô tô chạy đi mà ánh sáng biến đổi, xoay vòng quanh một người đẹp tuyệt mỹ đang ngủ. Hạ Tưởng cho xe đi chậm lại, mở âm nhạc, truyền khúc đàn tranh êm ả mong rằng có thể xua đi phần mệt mỏi trên đường đi của Tào Thù Lê. Thân là phó bí thư tỉnh ủy, đồ dùng sinh hoạt trong nhà đều là đầy đủ mọi thứ, không cần quan tâm. Tào Thù Lê sau khi về đến nhà, cũng chỉ cần dựa theo thẩm mỹ của cô bố trí đơn giản là được. Ở trên đường cô ngủ một giấc, vừa vào cửa đã lên tinh thần, nhanh nhẹn xắn tay áo giúp Hạ Tưởng dọn dẹp, đem trong ngoài chỉnh sửa hoàn toàn, cô mới vừa lòng, một bên đem quần áo bẩn cho vào máy giặt. Một bên oán giận, đàn ông cho dù nhiều tuổi, quan chức rất cao, vĩnh viễn giống con nít cần người ta chăm sóc. Phụ nữ dù xấu đẹp, hay không còn trẻ, vĩnh viễn cần có người nói lời vâng dạ bên tai. Hạ Tưởng không chút nể tình mà đáp. Tào Thù Lê cầm gối ném về phía Hạ Tưởng. Nói bừa, em khi nào khiến anh nói lời vâng dạ? Anh khi nào ăn nói dễ nghe? Nếu không nhầm, phải trước kia có nói lời dễ nghe với chị Liên phải không? Nói đến Liên Nhược Hạm, Hạ Tưởng gần đây đến điện thoại Liên Nhược Hạm cũng không nhận được, không khỏi cười và nói. Còn nói cô ấy, hiện tại cô ấy mang dáng vẻ gì nữa, người ở nơi nào anh cũng không biết nữa là. Người đương nhiên ở Mỹ, tuy nhiên anh muốn gặp chị ấy không dễ dàng. Tào Thù Lê thu dọn xong, ngồi xuống. Nghĩ lại anh cũng khá đáng thương, không được tự do tự tại, muốn ra nước ngoài còn phải được Trung ương phê duyệt, thật phiền toái. Phiền toái là có chút, nhưng là quả thật có tất yếu, Hạ Tưởng nghĩ thầm rằng, hắn là lực lượng hậu bị được Tổng Bí Thư gắng sức bồi dưỡng, có thể tùy tiện xuất ngoại mới là lạ, nếu chẳng may ở nước ngoài xảy ra bất cứ sự tình không máy gì, thì có khả năng tạo thành sự kiện to bằng trời. Vẫn là ngoan ngoãn mà ở lại trong nước cho xong. Nhớ tới Liên Nhược Hạm thì lại liền nhớ đến Cổ Ngọc. Cổ Ngọc gần đây tình trạng không tồi, theo hắn biết, đang khai thác thị trường, đăng ký Thế Gia Cổ Ngọc, xuyên suốt toàn quốc, toàn bộ cơ quan đầu não cả nước, đại lý chính thức thứ nhất khai trương ở Tương Giang, nhà đại lý thứ hai tại thành phố Yến đã tìm được địa chỉ tốt, đang trong khẩn trương lắp đặt các thiết bị. Đại lý thứ ba, Cổ Ngọc chuẩn bị mở ở thành phố Lỗ. Bởi cô cho rằng số 3 là may mắn mà hiện tại hắn ở thành phố Lỗ, cho nên cô nhất định phải mở nhà đại lý thứ 3 ở thành phố Lỗ. Mở rộng bước tiến coi như thuận lợi, Cổ Ngọc tỏa sáng tuổi xuân rạng rỡ, bay qua bay lại, trở thành người bay trên không trung, lại bận đến kinh khủng. Nghiêm Tiểu thì được Mai Hiểu Lâm chiếu cố, ở Tương Giang cũng mở ra cục diện, mà Phó Tiên Tiên đã mở rộng kinh doanh ở vài thành phố cấp 3 tỉnh Tương, tiến triển rất tốt. Ngay ngày hôm qua Phó Tiên Phong còn gọi điện thoại, tỏ vẻ vô cùng ưng ý đối với thành viên tổ chức kinh tế và chính trị mà Hạ Tưởng để lại, chủ động muốn thay hắn chăm nom, để hắn yên tâm. Sự tình có thể khiến đồng chí Phó Tiên Phong chủ động ứng phó, chắc chắn là chuyện tốt có lợi đối với bản thân y, Hạ Tưởng cũng rất vừa sự lòng sắp đặt của chính mình, thắng lợi hai bên vĩnh viễn là quan điểm chính, tuy nhiên nghe Cổ Ngọc nói, Nghiêm Tiểu Thị và Phó Tiên Tiên sắp tới cũng chuẩn bị tiến quân vào thị trường thành phố Lỗ. Khiến hắn có chút đau đầu, bây giờ còn một đống việc lớn cần giải quyết, các cô muốn đầu tư là chuyện tốt, nhưng hiện tại hắn không nắm bắt rõ tình hình kinh tế. Nhưng không ai ngăn được bước chân quân đoàn người đẹp, đợi bọn họ đến rồi tính tiếp vậy. Vì nguyên do đón Tào Thù Lê, Hạ Tưởng cố ý xin nghỉ nửa ngày, buổi sáng không đi làm. Giữa trưa, cùng Tào Thù Lê ăn một bữa cơm, buổi chiều Hạ Tưởng theo lẽ thường đi làm, đẩy cửa phòng làm việc ra, thì ngạc nhiên phát hiện. Ngô Thiên Tiếu vắng mặt. Đổi lãnh đạo khác, khi vào cửa phát hiện thư ký vắng mặt, chắc chắn không thoải mái. Thư ký chính là luôn luôn chuẩn bị vì lãnh đạo phục vụ, vào thời gian lãnh đạo cần, tìm không thấy bóng người đâu, làm thư ký cái gì. Nhưng Hạ Tưởng thì không vậy, hắn lập tức đoán được chắc có chuyện gì đang xảy ra, vì hắn không sắp xếp việc cho Ngô Thiên Tiếu làm, hơn nữa Ngô Thiên Tiếu cũng phải là người không có việc thì chạy loạn cả lên. Một khi đã như vậy, Hạ Tưởng cũng dứt khoát không hề nghĩ nhiều, liền pha một ly nước ấm, sau khi ngồi xuống mới mở tài liệu ra, điện thoại lập tức vang lên. Là Lý Đinh Sơn. Phó Bí Thư Hạ, có chuyện muốn báo cáo với anh một chút. Lý Đinh Sơn nói rất vội. Anh có bận không, phiền anh đến văn phòng tôi một chuyến. Hạ Tưởng cũng không khách khí cúp điện thoại mở cửa đi lên lầu, hắn ở tầng 5, Lý Đinh Sơn ở tầng 7,
đẩy cửa phòng làm việc Lý Đinh Sơn, phát hiện Ngô Thiên Tiếu đã ở đấy. Phó Bí Thư Hạ, Thành Lương xảy ra chuyện rồi. Nhanh vậy, Hạ Tưởng sửng sốt, lẽ ra Lỗ Thành Lương mới nhận chức không lâu, không nên tiếp xúc với nội tỉnh sâu hơn, hơn nữa cũng không nghe nói Lỗ Thành Lương có hoạt động gì, làm sao thế chứ? Phó chủ nhiệm Lỗ chơi gái ở thành phố Ngũ Nhạc, bị cảnh sát bắt được tại chỗ. Ngô Thiên Tiếu cười lạnh một tiếng. Phó chủ nhiệm Lỗ bị người hãm hại. Hạ Tưởng trong lòng vô cùng khiếp sợ, Lỗ Thành Lương tới thành phố Ngũ Nhạc làm cái gì, hắn cũng không rõ lắm, nhưng bị cảnh sát tại hiện trường bắt được đang chơi gái ở Ngũ Nhạc, rõ ràng chính là do người hãm hại. Lỗ Thành Lương háo sắc làm liều, cũng không đến mức vừa đến thành phố Ngũ Nhạc thì tìm phụ nữ. Hơn nữa còn bị người ta bắt giữ ban ngày ban mặt, không phải cúa mất mặt sao? Rốt cuộc sao lại thế này nhỉ? Hạ Tưởng nhanh chóng bình tĩnh trở lại, hắn biết, Lý Đinh Sơn lấy Trần Thu Đống chơi gái ra nói, nhưng chỉ là nói miệng không bằng chứng, được thôi, Lỗ Thành Lương là mượn cơ hội thượng vị, rồi xoay người vừa vặn bị bắt, thủ đoạn trả thù sắc bén. Lỗ Thành Lương đi Ngũ Nhạc làm gì? Ngũ Nhạc có nhà máy muối lớn nhất tỉnh Tề, Thành Lương qua đó, là muốn âm thầm điều tra một số chứng cớ. Lý Đinh Sơn tức giận bất bình nói. Y sau khi tới, trước tiên trực tiếp đi thăm ruộng muối, đạt được một phần tư liệu, sau khi trở lại nhà khách, có vài tên cảnh sát tiến vào, nói y chơi gái. Y vừa thấy thì choáng váng, trong phòng có một người phụ nữ đẹp ngồi đó, tự xưng tiểu thư, nói là y gọi tới, còn nói xong cả giá cả. Phó chủ nhiệm Lỗ có một thói quen, vừa vào nhà khách là phải tắm rửa trước, thời gian tắm còn rất dài. Ngô Thiên Tiếu bổ sung một câu. Lỗ Thành Lương có thói quen này, Hạ Tưởng có thể hiểu, không ít cán bộ đảng viên đều có thói quen, chí công vô tư, ăn nhà nước dùng nhà nước ở nhà nước, đến tắm cũng tắm nhà nước, có thể tắm ở bên ngoài thì tắm ở bên ngoài, về nhà tắm cho phí điện nước ư. Hiện tại không phải trách Lỗ Thành Lương thiển cận, theo phân tích tình thế, Lỗ Thành Lương chẳng những là bị người hãm hại, còn bị người bán đứng, bởi thói quen của y đều bị người ta nắm rõ tường tận. Với cấp bậc của Lỗ Thành Lương, nếu cơ quan công an địa phương làm việc, bình thường sẽ không đem sự việc làm lớn, nhưng sự việc đã gây huyên náo, hơn nữa còn sợ nó không đủ lớn, liền chứng minh một điểm, kẻ thù không những chuẩn bị đầy đủ, mà còn có chuẩn bị trước sau, không định buông tha Lỗ Thành Lương. T, R, U, I, E, N, I, I, C, O, M. Được lắm, thủ đoạn hay, Hạ Tưởng cười thầm trong lòng. Hạ Tưởng biết tức giận chỉ vô dụng, cũng không tỏ vẻ lo lắng. Phó Chủ tịch tỉnh Lý, ông hãy tìm hiểu chi tiết tình hình lúc ấy. Thiên Tiếu, anh đi mời trưởng ban thư ký Hạ đến văn phòng của tôi một chuyến. Hạ Tưởng cũng không ở lại văn phòng Lý Đinh Sơn, vừa xuống lầu đã phát hiện Hạ Lực chờ ở cửa văn phòng hắn. Nhanh thật, không mời tự đến, Hạ Lực biểu hiện rất tích cực, phản ứng nhanh chóng, Hạ Tưởng lại cảm thấy tất cả có cái gì không đúng ở đây, hắn quay người nói với Ngô Thiên Tiếu. Anh đi làm việc trước đi. Ngô Thiên Tiếu hiểu ý, xoay người đi lên lầu. Hạ Tưởng mời Hạ Lực đi vào phòng làm việc, sau khi đóng cửa, không đợi hắn hỏi, Hạ Lực trực tiếp đã nói. Phó Bí Thư Hạ, vừa rồi Vũ Huyên gọi điện thoại tới nói, khi y biết được thì đã muộn, Cục Công an thành phố đã bắt người, hơn nữa Lỗ Thành Lương rất không phối hợp, còn cãi nhau ầm ĩ, Cục trưởng Công an AP Vương Trạch Nhân nói rõ, nhân chứng vật chứng rõ ràng, sự thật vô cùng xác thực. Hạ Tưởng không tiếp lời. Tiếng di động của Hạ Lực vang lên, y vội nghe điện thoại, vừa nghe xong sắc mặt thay đổi. Phó Bí Thư Hạ, tình thế không khống chế được. Sóng gió đầu tiên, đột nhiên xảy ra. Tình thế quả thực không khống chế được. Lỗ Thành Lương chẳng những không phối hợp với Cục Công an thành phố Ngũ Nhạc điều tra lấy bằng chứng, còn tuyên bố sẽ tố cáo lên tỉnh ủy. Bởi thái độ ông ta phẫn nộ xúc động quá đáng, không có chút cúi đầu nhận lỗi, không hiểu được thế nào là lấy lùi vì tiến. Cảnh sát Ngũ Nhạc giận dữ, không ai nể mặt lưu tình, trực tiếp đem chuyện ông ta báo lên Sở Công an tỉnh. Sở Công an tỉnh lập tức thông báo cho Ủy ban Kỷ luật tỉnh, Ủy ban Kỷ luật tỉnh Chu Hồng Cơ tự mình ra chỉ thị. Nếu sự thật xác thật, nghiêm trị không tha. Theo sau phái ra hai nhân viên công tác Ủy ban Kỷ luật tỉnh, cùng cảnh sát Sở Công an tỉnh, khẩn cấp chạy tới Ngũ Nhạc. Phản ứng dây chuyền liên tiếp nhau càng chứng minh dự đoán Hạ Tưởng, đối phương chẳng những tính kế tỉ mỉ, còn nắm rõ cách đối nhân xử thế của Lỗ Thành Lương như lòng bàn tay, chắc rằng Lỗ Thành Lương sau khi bị vu cáo không giữ được bình tĩnh. Lỗ Thành Lương náo loạn, tốt,
đối phương liền nhân cơ hội đổ thêm dầu vào lửa, mặc kệ cuối cùng Lỗ Thành Lương có thể lật lại bản án không, hiện tại đem sự việc làm lớn rồi tính. Dù sao kẻ mất mặt chính là Lỗ Thành Lương. Trí tuệ chính trị không phải nói chuyện đường hoàng bình thường, không phải biểu diễn giả vờ giả vịt trên truyền thông tin tức, mà là thời khắc mấu chốt phải bình tĩnh mà ứng xử, là khi gió mây ào ạt thì ngay tức khắc bật người, lúc nước lên là lúc ngăn lũ. Lỗ Thành Lương là người trọng tình nghĩa, tự nguyện vì sự thật mà trả giá hết thảy, nhưng vấn đề là, có tinh thần trọng nghĩa và dũng khí thôi chưa đủ, phải có kiên nhẫn và trí tuệ. Trí tuệ trong quan trường là thứ tất yếu để sinh tồn. Hạ Tưởng không có chút gì kinh hoàng và phẫn nộ giống trong tưởng tượng của Hạ Lực, trái lại, Hạ Tưởng nghe được Sở Công an tỉnh và Ủy ban Kỷ luật tỉnh kết hợp hành động, càng thêm bình tĩnh, chậm rãi ngồi xuống, thoáng suy nghĩ im lặng trong giây lát, sau đó nói một câu khiến Hạ Lực kinh hãi. Tin rằng Cục Công an thành phố Ngũ Nhạc sẽ chấp pháp công bằng, không gây ra án oan. Hạ Lực trong lòng khó hiểu vô cùng, Hạ Tưởng là không muốn quan tâm đến. Không ngờ Hạ Tưởng sau đó lại nói một câu, khiến cho Hạ Lực lập tức ý thức được thủ đoạn dày dặn mà lâu ngày của Hạ Tưởng. Tôi lập tức xin chỉ thị bí thư Khâu, đem vụ án liệt vào vào án lớn tỉnh ủy điều tra, đề nghị bên tỉnh ủy do trưởng ban thư ký đi đầu, phụ trách cùng ủy ban kỷ luật tỉnh, sở công an tỉnh phối hợp, cùng với thành ủy, cục công an thành phố Ngũ Nhạc, điều tra cho ra chân tướng sự việc. Hạ Lực thiếu chút nữa ngồi bịch xuống sofa, phía bên kia muốn đem sự việc làm lớn. Đổi người khác, chắc chắn sẽ che giấu, phó bí thư Hạ ngược lại, hắn lại cố tình lửa cháy đổ thêm dầu, dường như thấy sự việc chưa đủ chấn động. Vừa nghĩ kỹ lại, Hạ Lực không khỏi hít một hơi khí lạnh, thủ đoạn quả thật cao minh, vụ án trực tiếp do ủy ban kỷ luật, ban thư ký tỉnh ủy đăng ký còn không tính, còn muốn trực tiếp dưới sự giám sát của tỉnh ủy, có ý là cứ tùy tiện náo loạn, muốn quậy lớn cỡ nào thì cứ làm lớn cỡ đó, càng náo nhiệt càng không thể xong việc mới tốt. Đến lúc ấy chứng minh Lỗ Thành Lương trong sạch, chẳng những cục trưởng thành phố Ngũ Nhạc tự động lên nhận khuyết điểm từ chức, còn liên lụy bí thư thành ủy Ngũ Nhạc Chu Vũ Huyên cũng phải bị dính dáng. Hạ Lực trong lòng rất rõ, chắc chắn Lỗ Thành Lương là bị người hãm hại. Thủ đoạn cay độc của Hạ Tưởng còn ở chỗ, để y ra mặt phụ trách phối hợp lý do thật đầy đủ, vì trưởng ban thư ký tỉnh ủy chính là tổng quản tỉnh ủy, việc lớn việc nhỏ việc vặt, chỉ cần là việc đại biểu tỉnh ủy ra mặt. Y đều có thể đại diện ý ngoài chính là không vừa lòng đối với việc Chu Vũ Huyên không tác động sâu đến bên trong sự việc. Suy ngẫm lại, Hạ Lực lại càng giật mình, hay là Hạ Tưởng hoài nghi điều gì đối với mình. Hạ Lực không muốn nghĩ tiếp, phó bí thư trước mắt còn trẻ hơn y, còn vừa tới đã bình tĩnh như vậy, nhưng cho y cảm giác rất khác biệt. Nếu nói lúc Hạ Tưởng vừa đến, khiến y cảm thấy ôn hòa và thong dong, thì Hạ Tưởng hiện tại, tuy rằng không có tức giận lại không có kích động. Nhưng bỗng nhiên lúc đó liền như một tòa núi cao mây sâu, làm cho người ta thấy không rõ bản chất thật. Danh hiệu, Ngọc Diện Sát Thủ, của Hạ Tưởng quả nhiên không phải truyền thuyết, thật sự là chuẩn xác mà hình tượng. Lập tức nhớ tới những gì đã làm của Hạ Tưởng ở tỉnh Tương, Hạ Lực trong lòng nhanh chóng phập phồng, có phải nên thành khẩn một chút đối với Phó Bí Thư Hạ, đỡ phải đến lúc y bị Phó Bí Thư Hạ cho vào sổ đen. Tuy nhiên ý nghĩ này chỉ lóe qua rất nhanh. Hạ Lực lại lập tức trở lại bình tĩnh, còn chưa đến lúc, không thể chỉ bằng một việc mà kết luận cách đối nhân xử thế và năng lực của Hạ Tưởng, tai nghe không căn cứ, mắt thấy mới là thật, y từ muốn tận mắt thấy một mặt chưa từng có từ trước đến nay của Hạ Tưởng. Vậy theo chỉ thị tinh thần xử lý của Phó Bí Thư Hạ? Hạ Lực gật đầu đồng ý, lại bổ sung một câu. Cá nhân tôi tin tưởng đồng chí Lỗ Thành Lương sẽ không làm càn. Hạ Tưởng khẽ gật đầu, đầy ẩn ý nói. Tính mẫn cảm chính trị của đồng chí Chu Vũ Huyên, cần đề cao. Hạ Lực trong lòng đột nhiên nhảy dựng, Phó Bí Thư Hạ vừa trước mặt y nói như vậy, rốt cuộc là bất mãn với Chu Vũ Huyên, hay bất mãn với y. Sau đó Hạ Lực rời đi, vội đi về phía Khâu nhân lễ báo cáo công tác, y vừa mới đi, Ôn Tử Tuyền liền tới. Ôn Tử Tuyền toàn thân mặc một chiếc váy dài, tuy rằng sắc đẹp khiêm tốn, nhưng bởi vì thân thể của cô rất cuốn hút. Nên càng làm nổi bật chiếc váy dài, trông đẹp vô cùng. Hạ Tưởng lúc này tự nhiên không lòng dạ nào thưởng thức cái đẹp của cô, hắn đang chuẩn bị đến chỗ Khâu nhân lễ tự mình nói chuyện, liền trực tiếp hỏi Ôn Tử Tuyền. Trưởng ban thư ký Ôn có chuyện gì, nếu không vội để nói sau, tôi muốn báo cáo công tác với bí thư Khâu. Không vội đương nhiên không vội. Ôn Tử Tuyền thản nhiên cười, sau đó có lẽ nhớ ra gì, cảm thấy hiện tại không phải là lúc cười, liền nghiêm túc nói.
Tôi chỉ nói hai câu, chiếm phó bí thư Hạ một phút thôi. Hạ Tưởng gật đầu không nói, tỏ vẻ đồng ý. Ôn Tử Tuyền dường như có một chút do dự, dừng lại khoảng dăm ba giây, mới lấy can đảm nói. Phó bí thư Hạ, phó cục trưởng cục công an thành phố Ngũ Nhạc Ôn Tử Kỳ là em trai tôi. Tốt thôi, một sự việc Lỗ Thành Lương, đều nghe tin lập tức hành động, muốn đục nước béo cỏ hay là muốn mượn thời cơ lên chức. Hạ Tưởng mắt không rời Ôn Tử Tuyền trong giây lát, phụ nữ hơn 40 tuổi, tuy rằng đôi mắt có chút nếp nhăn, nhưng làn da rất trắng, ánh mắt rất sáng, cũng phải thừa nhận cô rất tùy mị thướt tha, nhưng khiến Hạ Tưởng hứng thú không phải dung mạo Ôn Tử Tuyền, mà là suy nghĩ trong lòng cô. Mỗi người đều có tâm tư đầu cơ, chẳng kể nam hay nữ, chỉ cần là người trong quan trường, ở một số việc quan trọng đều muốn xếp vào hàng, cũng cho thấy rõ hành động và quyết tâm, hành động này của Ôn Tử Tuyền là muốn cho thấy lập trường. Hạ Tưởng lo nghĩ, nói. Không tồi, chị em đều rất có năng lực, Ôn Tử Kỳ. Tên rất đẹp, chữ như châu ngọc trai. Sau đó đứng dậy bước đi. Có công tác để nói sau, tôi còn có việc. Ôn Tử Tuyền vô cùng kính trọng mà thay Hạ Tưởng mở cửa, đưa Hạ Tưởng đi ra ngoài. Khi Thiên Tiếu không ở đây, có chuyện gì, Phó Bí Thư Hạ cứ việc bảo với tôi một tiếng. Chờ bóng Hạ Tưởng biến mất ở chỗ rẽ, Ôn Tử Tuyền hồi tưởng lại từng câu từng chữ mà Hạ Tưởng vừa nói, bỗng nhiên Hạ quyết tâm, lấy điện thoại ra. Tử Kỳ, hãy nghe chị nói, cơ hội của em đã tới, nhất định phải nắm bắt, nếu không cả đời em cứ vùi ở địa phương nhỏ, đừng trách chị không nhắc em trước. Khâu Nhân Lễ trong văn phòng, Hạ Lực đã kể lại tình hình chi tiết, báo cáo xong tất cả cho Khâu Nhân Lễ, Khâu Nhân Lễ không nói lời nào, cứ im lặng. Im lặng suốt cho đến khi Hạ Tưởng xuất hiện. Tuy rằng không thể nói rằng Khâu Nhân Lễ trăm lần trăm phần hiểu biết, nhưng dù sao cơ hội tiếp xúc của trưởng ban thư ký tỉnh ủy và tỉnh ủy rất nhiều, Hạ Lực biết rõ Khâu Nhân Lễ im lặng, ý nghĩa là gì. Trước kia, Khâu Nhân Lễ và phó tỉnh ủy mới nhận chức có quan hệ bình thường. Cùng y quan hệ tuy không tồi, nhưng cũng không phải quá thân thiết, trong ấn tượng của y, hình như bí thư Khâu ở tỉnh Tề đều không có quan hệ quá mức chặt chẽ với ai cả. Nhưng Hạ Tưởng vừa đến, đã thay đổi vận mệnh. Hạ Lực vốn tưởng rằng đối nhân xử thế của bí thư Khâu chính là như thế, với tất cả đều đối xử bình đẳng, vẫn duy trì khoảng cách không gần không xa, bởi vì nguyên nhân là sự kiêu ngạo của gia tộc lớn hay vì nguyên nhân gì khác, tóm lại bí thư Khâu biểu hiện vô cùng trầm ổn mà khiêm tốn ở tỉnh Tề. Cũng không kéo bè kết phái, không muốn qua đối kháng, đối với thế lực địa phương mạnh mẽ, hình như vẫn là thái độ nhường nhịn. Càng có một điểm, bí thư Khâu đến tỉnh Tề thời gian cũng không lâu, còn chưa tiến hành qua một lần điều chỉnh nhân sự, chẳng lẽ nguyên nhân là thế lực địa phương tỉnh Tề quá lớn đã ăn sâu bén rễ? Hạ Lực không thể lý giải Khâu Nhân Lễ ở tỉnh Tề là đi theo hướng nào, y thậm chí cho rằng, trước nhiệm kỳ mới sang năm, hoặc là trước tháng 11 năm nay. Bí thư Khâu có khả năng rời tỉnh Tề, chẳng lẽ không phải nói rõ, bí thư Khâu nhậm chức tỉnh Tề, chẳng những không xây dựng lực lượng thân tín, cũng không để lại gì nữa. Nhưng Hạ Tưởng đã đến, thay đổi cái nhìn của Hạ Lực về Khâu Nhân Lễ, bởi vì sự khiêm tốn trước kia làm cho người ta không cảm thấy được sự tồn tại Khâu Nhân Lễ, thay thế được nhân vật đứng đầu tỉnh ủy mơ hồ biểu lộ quyền uy và dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay một kích. Đúng vậy, Hạ Lực hiện tại cảm giác chính là... Khâu Nhân Lễ trước mắt đã quét sạch thế suy sụp trước kia, đột nhiên đúng lúc ánh lên một tia khiến người ta không rét mà run, khiến Hạ Lực có cú sốc trong lòng, hình như không quen biết Khâu Nhân Lễ vậy. Sau đó nghĩ lại cũng phải, Khâu Nhân Lễ dù thế nào cũng là người cầm lái nhà họ Khâu một trong bốn dòng họ lớn của Bắc Kinh, chẳng lẽ không có khí thế và quyết đoán. Trước kia không bộc lộ, không có hành động gì ở tỉnh Tề, cũng là thời cơ không đúng, hiện tại Hạ Tưởng đã đến, khiến bí thư Khâu khí thế to lớn. Xem ra, vận mệnh tỉnh Tề phải thay đổi. Hạ Lực xem xét thời thế, y cũng hiểu biết Khâu Nhân Lễ lại tiếp xúc chặt chẽ với Hạ Tưởng một khoảng thời gian, phân tích lại tình thế trước mắt, ngay lập tức cho ra kết luận, bí thư Khâu muốn liên kết với phó bí thư Hạ. Chính phó tỉnh ủy liên kết, chẳng những có thể đè ép chủ tịch tỉnh, càng có thể chèn ép cán bộ trưởng ban tổ chức, ép tới nâng đầu không dậy nổi. Tỉnh Tề, phải nổi gió to, là đúng lúc kiên định lập trường. Bởi đây là lần đầu tiên Hạ Lực thấy Khâu Nhân Lễ có vẻ mặt ngưng trọng như thế, y chỉ biết, việc bí thư Khâu đối với Hạ Tưởng, chắc là toàn lực ủng hộ. Hạ Lực trong lòng tự nhiên nảy ra một ý nghĩ mãnh liệt trong đầu, có thể bí thư Khâu sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình, liên kết với Hạ Tưởng để dứt khoát hẳn hoi điều chỉnh nhân sự tỉnh Tề.
nói không chừng đúng thật là như vậy. Thời gian Hạ Tưởng gõ cửa vào cũng là lúc Hạ Lực đúng dậy chào, mà điều khiến y kinh ngạc chính là, Bí Thư Khâu đến cả Tôn Tập Dân cũng không khom người hạ thấp mình, thế mà với Hạ Tưởng lại đứng dậy chào. Liền càng chứng thực suy đoán của Hạ Lực, giao tình giữa Bí Thư Khâu và Phó Bí Thư Hạ, có khả năng xa hơn người bình thường, như vậy đã nói rõ trên vấn đề Lỗ Thành Lương, sẽ là lần hợp tác chặt chẽ đầu tiên giữa Hạ Tưởng và Khâu Nhân Lễ. Sự việc, quả nhiên làm lớn chuyện. Hạ Tưởng vừa tới đã đánh vỡ không khí trầm mặc mà nặng nề ở văn phòng Bí Thư Tỉnh ủy. Không đợi Hạ Tưởng mở miệng, Khâu Nhân Lễ đã chủ động nói. Bí Thư Hạ, tôi cũng hiểu rõ về tình hình hiện nay, đề nghị của anh tôi cho rằng có thể thực hiện được. Chỉ nói một câu với Hạ Tưởng, Khâu Nhân Lễ lại xoay người nhìn Hạ Lực nói. Hạ Lực, hiện tại anh đại biểu cho tỉnh ủy, liên hệ với Ủy ban Kỷ luật tỉnh, Sở Công an tỉnh, nếu như có gì quan trọng, anh hãy tự mình đi thành phố Ngũ Nhạc một chuyến. Bí Thư Tỉnh ủy chỉ thị, nhất định phải tuyệt đối chấp hành. Hạ Lực lập tức đáp ứng. Tôi sẽ kiên quyết làm đúng theo chỉ thị của Bí Thư Khâu. Anh ta lại nhìn về phía Hạ Tưởng. Bí Thư Hạ còn có tinh thần chỉ thị gì không? Hạ Tưởng khoát tay chặn lại. Tôi không có gì muốn nói, chỉ hy vọng đồng chí Hạ Lực thực sự làm hết trách nhiệm của mình, không phụ sự ủy thác quan trọng của tỉnh ủy. Không làm oan uổng một người tốt, nhưng cũng không thể buông tha một người xấu. Hạ Lực vừa đi ra tới cửa. Hạ Tưởng như chợt nhớ, lại nói thêm một câu. Đúng rồi, nếu không đủ người, có thể cho trưởng ban thư ký Ôn cùng anh đi tới thành phố Ngũ Nhạc. Bí Thư Hạ giống như thuận miệng nói, lại cũng không phải thật sự thuận miệng mà nói, hơn nữa đầu tiên còn nhấn mạnh không đủ người, cũng không phải nói vì người không đủ mới chỉ thị bổ sung người. Hạ Lực chợt nhớ ra cục trưởng cục công an Ngũ Nhạc Ôn Tử Kỳ đúng là em trai của Ôn Tử Tuyền, gã lập tức hiểu rõ điểm mấu chốt bên trong. Lại càng thêm khâm phục đạo lý dùng người của Bí Thư Hạ. Vội vàng xuống lầu, không hề giống dáng vẻ của một trưởng ban thư ký tỉnh ủy, không vội vàng hấp tấp như mọi khi, Hạ Lực gần như là chạy chậm xuống lầu. Đi vào văn phòng Ôn Tử Tuyền. Ôn Tử Tuyền đang gọi điện thoại, vừa thấy Hạ Lực đẩy cửa vào, vội vàng buông điện thoại, hỏi. Trưởng ban thư ký, có gì cần phải làm sao? Hạ Lực nhớ tới phó thác của Hạ Tưởng, nói. Tỉnh ủy lập một tổ điều tra nhỏ để điều tra vấn đề Lỗ Thành Lương, do tôi dẫn đầu cùng Ủy ban Kỷ luật tỉnh, Sở Công an tỉnh phối hợp. Do nhân sự trong tổ không đủ, cô cũng tham gia. Thấy Ôn Tử Tuyền vừa mừng vừa sợ càng chứng minh cho phỏng đoán của mình, anh ta lại nói thêm. Bí Thư Hạ chỉ đích danh cô cùng tôi đến Ngũ Nhạc. Trong nháy mắt, ánh mắt Ôn Tử Tuyền lóe sáng, hơi kinh ngạc hỏi một câu. Bí Thư Hạ thật sự đã đích thân chỉ định tôi. Sau đó cô ta lại ý thức được mình không nên hỏi như vậy, xấu hổ vội mỉm cười. Đã khiến trưởng ban thư ký chê cười rồi, anh cũng biết, phụ nữ thích nhất là bất ngờ. Bí Thư Hạ có thể chỉ đích danh tên của tôi thật sự là làm cho người ta rất bất ngờ. Có thể khiến Bí Thư Hạ tán thưởng, thật sự là vinh hạnh của tôi. Hạ Lực nghĩ thầm rằng, đi tới Ngũ Nhạc là dính vào vũng nước đục, có cái gì mà vinh hạnh. Là một hành trình liên quan tới lập trường và đội ngũ. Chỉ có con đường phía trước, không có đường lui. Hơn nữa nếu chẳng may chọn đội không tốt, về sau khó có thể làm lại. Nhưng Ôn Tử Tuyền hưng phấn như vậy, anh ta thật sự đã đoán được. Khẳng định là Ôn Tử Tuyền đã chủ động muốn dựa vào Hạ Tưởng. Tâm tư anh ta liền chớp động, một sự kiện Lỗ Thành Lương, mới lộ ra một chút manh mối, mây ở khắp nơi đã di chuyển, đều chuẩn bị mượn cơ hội gây dựng đội ngũ và chiếm trước địa hình có lợi. Chẳng lẽ nói... Liên kết giữa Bí Thư Khâu và Bí Thư Hạ lại rõ ràng và đầy uy lực như vậy. Chẳng lẽ nói, anh ta không phải là đang gần quan được ban lộc, nhanh hơn người khác một bước, chiếm tiên cơ. Hạ Lực liền cố ý nhắc nhở Ôn Tử Tuyền một chút. Trưởng ban thư ký Ôn đi Ngũ Nhạc đúng lúc có thể gặp người nhà rồi. Ôn Tử Tuyền dùng tay sờ lên trán, làm như chờ tỉnh ngộ. Ai chà, đúng thật, trưởng ban thư ký không đề cập tới, tôi thực đã quên mất chuyện này. Nói đến Tử Kỳ, về sau còn phải nhờ trưởng ban thư ký trông nom cậu ấy nhiều rồi. Trong lòng Hạ Lực cười đầy mỉa mai, là phụ nữ hơn 40 tuổi rồi, đừng em mờ bộ ngây thơ nữa, tuy nhiên vẻ mặt anh ta cũng rất sinh động. Nói sao thì nói, cũng không phải là người ngoài, còn nói trông nom làm gì. Nói sau này trông nom chính là khách khí rồi. Sau khi so chiêu vài câu, Hạ Lực thu tâm tư, vẫn là chính sự quan trọng hơn.
y lại lên tầng chia tay với Chu Hồng Cơ, Hà Giang Hải sau đó ngồi lên xe chuyên dụng, đi thẳng đến Ngũ Nhạc. Trước khi lên xe còn gọi điện thoại cho Chu Vũ Uyên, nghiêm túc trịnh trọng giải thích vài câu. Đi Ngũ Nhạc lần này, sự tình quan trọng, trong lòng Hạ Lực cảm thấy rất bất an, bởi vì đi một bước, có khả năng sẽ không còn đường rút lui. Đồng thời anh ta càng biết rằng, dưới sự giúp đỡ của Bí Thư Hạ, Bí Thư Khâu ở tỉnh Tề cuối cùng sẽ phải ra tay rồi. Tuy rằng chưa bao giờ từng chứng kiến thủ đoạn của Khâu Nhân Lễ, nhưng anh ta có lý do để tin tưởng, Bí Thư Khâu từng đảm nhiệm qua chức trưởng ban Bộ An ninh Quốc gia, chẳng những có thủ đoạn khí thế hơn người, chỉ sợ còn là một con người thâm trầm khiến người ta khó có thể biết. Cùng lúc Hạ Lực rời khỏi thành phố Lỗ, trong văn phòng Tôn Tập Dân, Chu Hồng Cơ ngồi ở ghế đối diện, trên mặt mơ hồ có vẻ lo âu. Sự tình có phải có chút náo loạn nào hay không? Anh ta nắm chặt hai tay, bỗng chốc lại đứng lên. Một chút việc nhỏ như vậy, tỉnh ủy lại không hỏi han gì đã nhúng tay ngang vào, cuối cùng là có ý tứ gì? Là ý gì? Tôn Tập Dân cười lạnh một tiếng. Tôi còn muốn hỏi Hà Giang Hải thực sự có ý định gì? Còn muốn hỏi cậu, Hồng Cơ, lần trước cậu và Hà Giang Hải đã nói chuyện như thế nào? Chu Hồng Cơ kinh ngạc nói. Cái gì cũng không nói, tôi chỉ ứng phó anh ta cho qua chuyện, chỉ cần anh ta đề cập đến vấn đề chính, tôi đều trốn tránh mà không đáp. Hà Giang Hải liều lĩnh ra tay, bắt Lỗ Thành Lương, sẽ chọc giận Khâu Nhân Lễ. Tôn Tập Dân rất bất mãn đập lên bàn vài cái. Cậu còn hùa theo làm cái gì? Sao, Ủy ban Kỷ luật và Sở Công an tỉnh liên kết hành động? Cậu còn ngại sự tình ít huyên náo không đủ, còn ngại nước không đủ mạnh sao? Tôi cảm thấy đó là một cơ hội. Chu Hồng Cơ ở trước mặt Diệp Thiên Nam thì ngạo nghễ tự đắc, ở trước mặt Tôn Tập Dân, lại vô cùng khiêm nhường. Chủ tịch tỉnh Tôn, sự tình chỉ có bút tích của một mình Hà Giang Hải, tôi chỉ trợ giúp, cũng không phải người khởi xướng. Hơn nữa tôi cảm thấy nói không chừng theo tình thế phát triển, cuối cùng có thể nắm được thế chủ động. Nói cho cùng, Khâu Nhân Lễ cũng không có uy phong gì. Anh ta cho dù tức giận, thì có thể làm được gì? Có thể làm được gì? Tôn Tập Dân tức giận cười. Tôi có thể nói cho cậu một sự thật to lớn. Tôi cũng chưa từng thấy Khâu Nhân Lễ tức giận, nhưng tôi phải nhắc nhở cậu một sự thật là, Khâu Nhân Lễ từng đảm nhiệm trưởng ban Bộ An ninh Quốc gia được vài năm, nhân tài ở trong tay anh ta nhiều vô số, hơn nữa ai ăn phải cũng đều ngậm bồ hòn. Anh ta ở tỉnh Tề 2 năm, vẫn không hề gây ra động thái nào thì cậu cho là anh ta đang ngủ gật sao? Chu Hồng Cơ nhỏ hơn Tôn Tập Dân không ít tuổi. Lại là cấp dưới, hơn nữa quan hệ cá nhân cũng không tồi, đối với phê bình của Tôn Tập Dân chỉ có thể khiêm tốn lắng nghe, tuy nhiên vẫn kiên trì với ý nghĩ của mình. Chủ tịch tỉnh Tôn, Lỗ Thành Lương đến Ngũ Nhạc là điều tra sự thật về ngành muối, anh ta chạm đến điểm then chốt rồi, khẳng định phải bị đốn ngã. Sự tình do Hà Giang Hải gợi ra, chúng ta cũng không thể không tỏ chút thái độ, ít nhiều cũng cho Diệp Thiên Nam một chút thể diện. Hồng Cơ à! Lỗ Thành Lương chạm đến chính là điểm mấu chốt của Hà Giang Hải, mới dính dáng đến điểm mấu chốt của Diệp Thiên. Không phải là chúng ta. Hơn nữa cậu không nghĩ, Hà Giang Hải trước đó cũng không thông báo cho cậu, đến khi sự tình náo loạn lớn mới báo một tiếng, rõ ràng là khăng khăng làm theo ý mình. Còn có một điểm khả nghi nữa. Cậu chẳng lẽ không thấy việc Lỗ Thành Lương vừa đến Ngũ Nhạc đã bị người tới bắt thông dâm, thật quá trùng hợp đi. Lúc này Hồng Cơ mới ý thức được vấn đề mấu chốt. Chẳng lẽ nói, sau lưng anh ta còn có bóng dáng của Diệp Thiên Nam? Đừng quên, giữa Diệp Thiên Nam và Hà Giang Hải, hiển nhiên có quan hệ về lợi ích. Tôn Tập Dân thấy Chu Hồng Cơ cuối cùng cũng đã hiểu ra, cũng thấp giọng xuống, đứng lên, đi tới trước mặt Chu Hồng Cơ. Hồng Cơ, cậu thử nghĩ lại xem toàn bộ sự tình có chỗ nào đáng để suy nghĩ sâu xa không? Chu Hồng Cơ không phải không có trí tuệ chính trị, chỉ có điều ít gặp được sự tình như vậy. Ở địa phương không chỗ nào không cần tới thủ đoạn chính trị, vẫn là do kiến thức anh ta quá ít, nhưng anh ta thực sự là một người thông minh, nói một chút liền hiểu ngay, cũng biết đủ nội tình chính trị, cũng có năng lực phán đoán thế cục hơn người, nếu không, cũng sẽ không được tuyển chọn làm lực lượng dự bị sau này cần bồi dưỡng. Nếu anh ta là kẻ bất tài, thì có nâng đỡ cũng không đứng dậy được. Bỗng nhiên anh ta nghĩ tới điều gì, Chu Hồng Cơ kinh hãi nói. Chẳng lẽ Lỗ Thành Lương là bị người hãm hại, toàn bộ sự tình là cạm bẫy do con người làm ra? Tôn Tập Dân gật gật đầu. Cuối cùng thì cậu cũng đã hiểu được mắt xích quan trọng,
nếu không phải Khâu Nhân Lễ và Hạ Tưởng xác định Lỗ Thành Lương trong sạch, sao lại không tiếc công làm cho sự việc tiếp tục náo loạn lớn lên? Sự tình càng huyên náo, cuối cùng nếu chứng minh được Lỗ Thành Lương trong sạch, như vậy toàn bộ sự việc trở thành trò khôi hài. Nếu là trò khôi hài bình thường thì còn không tính, trò khôi hài chính trị, là muốn có người liên quan gánh vác trách nhiệm chính trị. Sự tình càng huyên náo thì lại càng ác liệt, cuối cùng kẻ nhận trách nhiệm cấp bậc càng cao. Chu Hồng Cơ bừng tỉnh. Nếu chẳng may cuối cùng thẩm tra ra Lỗ Thành Lương trong sạch, Cục trưởng Công an thành phố Ngũ Nhạc Vạn Nguyên Thành sợ là không bảo đảm. Đâu chỉ là một Cục trưởng Công an. Ánh mắt Tôn Tập Dân ngấm ngầm hiện lên một tia khác thường. Nếu làm không tốt thì cả thành phố Ngũ Nhạc đều phải rung chuyển. Sau khi Khâu Nhân Lễ đến tỉnh Tề, còn chưa điều chỉnh nhân sự, sự kiện Lỗ Thành Lương chính là một con đường lửa. Chu Hồng Cơ đem toàn bộ sự kiện từ đầu tới đuôi suy nghĩ lại một lần, rồi tán thưởng nói. Không đơn giản, đều là cao thủ chính trị. Tuy nhiên tôi còn không rõ chính là, Hà Giang Hải lẽ nào không suy xét qua kết quả thất bại. Hà Giang Hải cũng không phải là ngọn đèn cạn dầu, cậu cứ chờ coi là được rồi. Trong lòng Tôn Tập Dân đã có dự tính trước nói. Trước tiên không cần quan tâm Hà Giang Hải có sách lược đối phó như thế nào, Hồng Cơ, trước hết cậu phải nghĩ lập trường tiếp theo của cậu. Cậu là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh, thái độ của cậu rất quan trọng. Chu Hồng Cơ hiểu rõ điều gì, gật gật đầu. Tôi biết nên làm như thế nào. Sau đó, Chu Hồng Cơ lập tức gọi một cuộc điện thoại, cố ý giải thích mình đang cùng Sở Công an tỉnh chạy tới Ngũ Nhạc, yêu cầu vài nhân viên ủy ban kỷ luật tỉnh chú ý tới công việc. Lập trường ủy ban kỷ luật tỉnh, vô tình, xuất hiện thay đổi tinh tế. Tại văn phòng bí thư đảng ủy công an tỉnh, Hà Giang Hải đang cùng Viên Húc Cường gặp mặt. Sự tình coi như cũng thuận lợi, ông Viên, cơ hội đã tới. Hà Giang Hải không che giấu được sự hưng phấn. Ủy ban kỷ luật tỉnh và Sở Công an tỉnh liên kết hành động, hơn nữa Cục Công an thành phố Ngũ Nhạc cũng phối hợp, Lỗ Thành Lương không chết cũng phải lột lớp ra ngoài rồi. Lý Đình Sơn hiện tại hẳn là nhảy dựng lên rồi, tuy nhiên dường như Hạ Tưởng còn rất trấn tĩnh. Giang Hải, anh không nghĩ nếu chẳng may sự tình không như ý muốn, xuất hiện sai sót, cuối cùng mọi việc sẽ kết thúc như thế nào? Viên Húc Cường bình tĩnh hơn Hà Giang Hải rất nhiều. Khâu Nhân Lễ và Hạ Tưởng phản ứng rất nhanh, Hạ Lực đã tự mình đưa quân tới Ngũ Nhạc, bí thư thành ủy Ngũ Nhạc Chu Vũ Huyên lại là bạn học của Hạ Lực. Vấn đề là Hạ Lực chưa chắc đã thật sự đồng lòng với Khâu Nhân Lễ. Hà Giang Hải ha hả mỉm cười. Còn có một điểm nữa, lão Viên, anh cũng biết thành phố Ngũ Nhạc cũng không yên ổn, Chu Vũ Huyên không thể khống chế được thế cục Ngũ Nhạc. Chắc thắng không? Chắc thắng rồi. Hà Giang Hải tự đắc cười. Cho dù không thắng, cũng tuyệt đối không thua được, tôi nắm chắc 100%. Thời gian Diệp Thiên Nam ở thành phố Lỗ coi như cũng không tệ. Mùa xuân ở thành phố Lỗ ấm áp hơn so với mùa xuân ở Bắc Kinh, không hề có bão cát. Ngoại trừ nhiều món ăn không quen, nhưng cái khác đều có thể làm ông ta an tâm, vui đến quên cả trời đất. Đúng lúc trưởng ban thư ký tỉnh ủy Hạ Lực đang đích thân chạy tới Ngũ Nhạc, Diệp Thiên Nam đang đến nhà khách thăm hỏi nói chuyện với trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Lưu Đắc Ích. Bí thư Diệp, mong anh giúp tôi gửi lời hỏi thăm tới Thủ tướng. Lưu Đắc Ích vô cùng cung kính, giống như lúc Diệp Thiên Nam vẫn còn đang tại vị. Phải nói thật rằng, Lưu Đắc Ích thật lòng rất tôn trọng Diệp Thiên Nam. Hơn nữa anh ta một lòng cho rằng, Diệp Thiên Nam nhất định còn có một ngày khôi phục lại địa vị. Mặc dù Tôn Tập Dân yên lặng suốt 2 năm không làm gì khác chợt lên chức chủ tịch tỉnh. Còn Diệp Thiên Nam ít nhất 1 năm nữa cũng vẫn là phó bí thư tỉnh ủy. Vì có người quyền thế làm chỗ dựa nên được trọng dụng. Diệp Thiên Nam ha hả cười. Đắc Ích, Thủ tướng rất quan tâm tới giai đoạn trưởng thành của cậu. Sau khi nói một câu khách sáo thí nghiệm lần nào cũng đúng. Ông ta lại không tiếp tục đi sâu vào đề tài này, bởi vì có khi chỉ nói qua một chút mà ngược lại tạo hiệu quả rõ rệt. Cậu làm trưởng ban tổ chức cán bộ ở tỉnh Tề, công tác rõ ràng có hiệu quả. Thật ra lấy thân phận hiện tại của Diệp Thiên Nam, nói như vậy cũng rất không thỏa đáng, cho dù bây giờ ông ta còn đang làm chức phó bí thư tỉnh ủy, cũng không phải phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Tề, vậy mà lại từ trên cao nhìn xuống mở miệng đánh giá công tác của Lưu Đắc Ích, thật sự là quá tự cao tự đại rồi. Diệp Thiên Nam không phải là người không hiểu lý lẽ. Ông ta cố ý làm như vậy là có dụng ý chính trị rất sâu xa. Ông ta cũng không phải quá nhàn rỗi, mà đến thành phố Lỗ du lịch cho khuây khỏa,
cho dù có thời gian rỗi không bằng ở thủ đô quan hệ đi lại với những quan chức đương thời. Ở thành phố Lỗ, ngoại trừ gắn bó với Tôn Tập Dân và Hà Giang Hải, ông ta còn vì kế hoạch mưu cầu ích lợi lâu dài của chính mình, đương nhiên sẽ không nói ra với người ngoài về ý tưởng sâu trong lòng mình. Tôi còn có rất nhiều việc làm còn chưa được thỏa đáng, Bí Thư Diệp nếu nhìn thấy tôi có chỗ nào chưa tốt, cứ việc phê bình. Thái độ của Lưu Đắc Ích thật sự là không thể chê được, ở trước mặt Diệp Thiên Nam liền tỏ thái độ của người cấp dưới, so với ở trước mặt Hạ Tưởng lại càng cung kính hơn, dường không phải anh ta đang đối mặt với Diệp Thiên Nam, mà là Thủ tướng đích thân tới gặp anh ta vậy. Vậy là được rồi, điều Diệp Thiên Nam muốn đã đạt được hiệu quả. Trưởng ban Lưu quá khiêm tốn rồi. Tôi nói rồi, công tác của cậu đặc biệt rất xuất sắc. Diệp Thiên Nam khi thấy Lưu Đắc Ích có thái độ đúng như mong muốn, liền hợp thời chuyển đề tài. Ở tỉnh Tề, trưởng ban Lưu quan hệ gắn bó với ai vậy? Người mà Lưu Đắc Ích tôn kính không phải là Diệp Thiên Nam, là nhân vật phía sau Diệp Thiên Nam. Anh ta biết rõ Diệp Thiên Nam đến thành phố Lỗ làm gì, cẩn thận suy nghĩ, rồi mới nghiêm túc nói. Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Tần Khản và trưởng ban tuyên giáo Tiễn Hoa Văn. Sau này có thể gần gũi hơn với Hồng Cơ, cũng nên thường xuyên báo cáo công tác với Chủ tịch tỉnh Tôn. Diệp Thiên Nam trực tiếp chỉ ra vấn đề chính. Phải đoàn kết nhiều đồng chí, tình thế tỉnh Tề hiện tại càng ngày càng ác liệt. Tôi hiểu. Lưu Đắc Ích liên tục gật đầu. Anh ta không phải chỉ hiểu ở ngoài miệng, mà trong lòng anh ta cũng thực sự hiểu được. Hạ Tưởng và Lý Đinh Sơn đến, khiến thực lực Khâu Nhân Lễ lớn mạnh, mà Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ vừa nhậm chức. Cũng làm cho phe phái tỉnh Tề dày đặc hơn bao giờ hết. Phải biết rằng gần 2 năm trước, tỉnh Tề vẫn là cục diện người tỉnh Tề thống nhất thiên hạ. Nhưng các thế lực ở tỉnh Tề hiện nay đã bị phân chia thành mấy phe phái, hơn nữa ngay cả thế lực bản địa ở tỉnh Tề cũng có sự rạn nứt, chôn xuống những tai họa ngầm ở khắp nơi. Lúc này đây, sự kiện Lỗ Thành Lương nếu làm không tốt sẽ trở thành một mồi lửa lớn. Lưu Đắc Ích làm trưởng ban tổ chức cán bộ. Hiểu rất rõ rằng Khâu Nhân Lễ thân là nhân vật số một của tỉnh ủy, sớm muộn gì cũng sẽ có một cuộc điều chỉnh nhân sự. Sau khi nghe ngóng tình hình, anh ta không dám nói rằng mình hiểu về Khâu Nhân Lễ nhiều đến mức nào, nhưng anh ta vẫn cảm thấy được vài điều khác lạ. Sau khi Hạ Tưởng đến, thế lực của Khâu Nhân Lễ dần dần lớn mạnh lên rất nhiều. Diệp Thiên Nam cảm thấy thỏa mãn mỉm cười. Lưu Đắc Ích cũng có năng lực lĩnh ngộ tốt hơn so với kỳ vọng của ông ta. Nhưng cuối cùng có thể rơi xuống thực tế hay không, vẫn chưa biết được, may mà ít nhất về bước đầu tiên còn đang vô cùng thuận lợi. Mặc kệ suy nghĩ của ông ta cuối cùng có thể thực hiện được hay không, nhưng trước tiên ông ta muốn ở thành phố Lỗ mượn cơ hội chu toàn đánh vào cơ sở của tỉnh Tề, coi như không phí công mài đao đốn củi. Nếu chẳng may có một ngày, Diệp Thiên Nam vẫn vô cùng chờ mong tới nhiệm kỳ mới diễn ra sau một năm nữa. Không ai có thể tưởng tượng được một năm sau ông ta sẽ lại ra tay thế nào, rõ ràng là lui ra rồi, thật ra lại không giống như không lui ra, đến nỗi còn thuận lợi làm cho người khác không xem nhẹ sự tồn tại của ông ta. Chẳng qua Diệp Thiên Nam thật sự không ngờ là, khi ông ta ở thành phố Lỗ, vô cùng bất ngờ gặp mặt Hạ Tưởng. Lúc Hạ Tưởng trở lại phòng làm việc, thì Ngô Thiên Tiếu đang im lặng ngồi trên chiếc ghế của thư ký, vô cùng bình tĩnh làm công tác của một thư ký. So với biểu hiện của anh ta lúc ở văn phòng của Lý Đinh Sơn có thể nói giống như hai người khác nhau. Hạ Tưởng vừa mới ngồi xuống, liền nhận được điện thoại của Chu Vũ Huyên. Hạ Tưởng cũng không ấn tượng với Chu Vũ Huyên cho lắm, bởi vì Chu Vũ Huyên làm việc quá mức thận trọng dè dặt, có lẽ nguyên nhân cũng bởi vì có Hạ Lực ở bên trong. Lần trước hắn đề xuất về vấn đề tặng cho hắn muối thô với Chu Vũ Huyên, đến giờ còn chưa có kết quả. Cẩn thận là chuyện tốt. Nhưng Thành Hoặc không phải có lời đáp mới được, hơn nữa Chu Vũ Huyên phản ứng với sự kiện Lỗ Thành Lương quá chậm, độ mẫn cảm về mặt chính trị rất thấp. Hạ Tưởng đang tính chuẩn bị loại bỏ Chu Vũ Huyên. Bí thư Hạ, có vài tình huống muốn báo cáo với anh một chút, không biết anh có thấy bất tiện không? Chu Vũ Huyên cung kính mà tha thiết nói. Vũ Huyên, có chuyện gì cứ nói đi. Hạ Tưởng lãnh đạm nói. Chu Vũ Huyên cũng cảm giác được Hạ Tưởng tỏ thái độ xa lánh. Cũng tự biết vấn đề ở đâu, vội nói. Thật ra tổng cộng có hai chuyện. Chuyện thứ nhất chính là chuyện lần trước trưởng ban thư ký căn dặn về vấn đề muối thô. Tôi vừa nghe chỉ thị đã tính làm cho tốt, nhưng gần đây tôi vẫn chưa có cơ hội đi thành phố Lỗ. Nếu giao cho người khác lại cảm thấy lo lắng, cho nên mới làm chậm trễ như vậy, mong bí thư Hạ tha thứ. Chuyện thứ hai là vấn đề đồng chí Lỗ Thành Lương ở Ngũ Nhạc xảy ra chuyện,
Tôi làm bí thư thành ủy, chưa làm tốt trách nhiệm của mình. Thành ủy đã giao trách nhiệm cho văn phòng thành ủy, do trưởng ban thư ký thành ủy dẫn đầu, cùng với sự phối hợp của Cục Công an thành phố để giải quyết, điều tra chân tướng sự việc. Chu Vũ Huyên gọi điện thoại tới tương đương với một lần tỏ rõ thái độ lập trường của mình, hàm xúc lộ ra mấy vấn đề, trong đó có hai vấn đề khiến cho Hạ Tưởng phải suy nghĩ sâu xa. Thứ nhất là Chu Vũ Huyên không đủ khả năng khống chế thành phố Ngũ Nhạc, Cục Công an thành phố nằm trong tay thị trưởng Trì Lâm Hòa, lời nói của ông ta không có nhiều tác dụng. Thứ hai là Chu Vũ Huyên sở dĩ chưa đưa muối thô tới, là bởi vì Hạ Lực chuyển lời chậm. Chu Vũ Huyên nói rất hàm xúc, nhưng vẫn rõ ràng không lầm đã cho truyền lại một tin tức, Hạ Lực cũng không phải nhanh chóng nói cho anh ta biết về sự việc muối thô, mà là anh ta cố ý trì hoãn thời gian. Hạ Lực, quả nhiên tâm tư thâm trầm. Sau khi Hạ Tưởng kết thúc cuộc điện thoại của Chu Vũ Huyên, ấn tượng của hắn với Chu Vũ Huyên có chút thay đổi, nhưng đối với Hạ Lực lại càng hoài nghi nhiều hơn. Trước kia trưởng ban thư ký Hạ và Hà Giang Hải giận nhau mà chia tay mỗi người một ngả, bất giác lại hiện ra trong đầu Hạ Tưởng. Kết luận của Hạ Tưởng đối với việc Hạ Lực bỗng chốc người ở doanh tàu lòng ở Hán, còn quá sớm, nhưng nếu nói anh ta toàn tâm toàn ý với Khâu Nhân Lễ, cũng không chính xác. Tình trạng của Hạ Lực hiện giờ khiến Hạ Tưởng rất khó có thể xác định được. Có lẽ trong hành trình tới Ngũ Nhạc lần này, Hạ Lực thông quá trình trực tiếp xử lý hậu quả trước mắt sẽ làm lộ rõ khuynh hướng của anh ta. Sau khi tan tầm, Hạ Lực gọi điện thoại tới báo cáo công tác, nói là mới đến Ngũ Nhạc, buổi tối sẽ gặp mặt Lỗ Thành Lương. Về đến nhà, Hạ Tưởng đã thấy Tào Thù Lê làm xong cơm chiều, có phụ nữ trong nhà cảm giác cũng thật sự không tồi. Phụ nữ ở nhà, trong lòng đàn ông có thể yên tâm sắp đặt. Hạ Tưởng đem sự tình Lỗ Thành Lương quẳng ra khỏi đầu. Dù sao đêm nay cũng chưa thể có kết quả gì, nếu không sai thì chắc khoảng 2 đến 3 ngày mới có kết quả. Tào Thù Lê biết hắn thích nhất là ăn bánh mì loại lớn, lại nấu một bát cháo kê, còn chuẩn bị dưa muối cho hắn. Hạ Tưởng hiện tại đã sớm chán các món thịt cá ở bên ngoài, buổi tối thà rằng chỉ ăn cháo ăn dưa muối, cũng không muốn đi ra ngoài ăn cơm. Trong khách sạn lộng lẫy cũng vĩnh viễn không thể cảm nhận được sự ôn hòa ấm áp như ở nhà. Hạ Tưởng vừa ăn cơm, vừa nghe Tào Thù Lê nói liên miên, cằn nhằn về một vài sự việc ở thành phố Yến và Bắc Kinh. Hạ Tưởng đặc biệt cảm thấy thoải mái, một ngày mệt nhọc đều biến mất không thấy nữa, tâm tình lập tức dễ chịu hơn rất nhiều. Sau khi ăn xong, Hạ Tưởng vốn định đi ngủ sớm vì hôm sau còn có rất nhiều sự việc khẩn cấp phải giải quyết. Nhưng vừa nằm xuống bất ngờ lại nhận được một cuộc điện thoại. Không ngờ là Cổ Ngọc. Cổ Ngọc gọi điện cũng chưa hẳn là bất ngờ hơn nữa là tin tức mà Cổ Ngọc nói cho Hạ Tưởng, một tin tức giật gân, khiến hắn khó có thể bình tĩnh lại, thậm chí còn dở khóc dở cười. Này, không quấy rầy anh nghỉ ngơi chứ? Cổ Ngọc nói giọng có vẻ trầm thấp, dường như có tật giật mình. Vợ anh có ở nhà hay không? Buổi tối có phụ nữ gọi điện thoại cho anh, thì anh có thể bị phạt quỳ trên bàn phím hay không vậy? Cũng không biết phải làm sao, Hạ Tưởng không biết nên khóc hay cười, Tào Thù Lê đang tắm rửa, hắn liền to gan nói. Được rồi, có chuyện gì thì nói mau đi, đừng lén lút như vậy. Đáng lẽ không có việc gì, giờ em lại náo loạn như vậy, dường như trở thành chuyện nam nữ rồi. Được, nói giống như anh thật không có việc gì ấy. Cổ Ngọc cười khanh khách, hiển nhiên tâm tình không tồi. Em vốn định đến thành phố Lỗ mở cửa hàng bán ngọc, nhưng bỗng nhiên phát hiện có một cách kinh doanh mới, lợi nhuận rất lớn, triển vọng rất mê người, nên nghĩ muốn thương lượng với anh một chút. Cổ Ngọc cũng học cách lên giọng, phụ nữ, càng về sau càng khó lường. Hạ Tưởng lo lắng Tào Thù Lê sẽ đột nhiên xuất hiện, vội nói. Nói chuyện phải rõ ràng, nói mau em phát hiện ra cái gì mới hả? Phơi muối. Dầm, một tiếng, trong lòng Hạ Tưởng gõ lên một tiếng trống, thậm chí không cần đoán cũng biết là chủ ý của ai. Thật sự là thông minh, chẳng những phòng ngừa chu đáo, hơn nữa quanh co, muốn Cổ Ngọc cản đường hắn. Hoặc là nói, muốn dùng lợi ích bịt miệng hắn. Mới có một chút gió thổi cỏ lay, đã khẩn trương như thế. Hắn bây giờ còn chưa thực sự nhúng tay vào ngành muối, đến khi thật sự tiếp cận chân tướng sự tình, trời biết sẽ còn có cản trở lớn cỡ nào nữa. Tuy nói chuyện kinh doanh muối là chuyên doanh, nhưng dường như chưa có người thực sự đầu tư, nhưng Hạ Tưởng cũng biết, có thể xin công văn phê duyệt, sau đó đầu tư vào một nhà máy sản xuất muối, chỉ cần Cục Công nghiệp muối cho con dấu chứng nhận quyền sản xuất, kinh doanh muối có thể hợp pháp đưa ra thị trường tiêu thụ.
Đầu tư chế biến muối, chỉ cần giành được công văn phê duyệt, chỉ cần Cục Công nghiệp muối thông qua, chẳng những là cho lợi nhuận lớn, còn là lợi ích lớn đến mức kinh người. Lại là một vấn đề nan giải, Hạ Tưởng do dự một lát, vẫn lại nói. Anh vẫn nghĩ là em nên làm ngành sản xuất mà mình đã hiểu rõ thì tốt hơn. Cổ Ngọc tức giận. Em đã biết anh không chịu ủng hộ em. Vài người có hảo tâm đã nói anh sẽ phản đối, em còn không tin, không ngờ anh thật sự không thèm để tâm tới việc kinh doanh của em. Hạ Tưởng kinh ngạc hỏi. Ai nói với em là anh sẽ phản đối? Còn có thể có ai? Cổ Ngọc tính tình trẻ con, cáu kính thở hổn hển nói. Ông nội nói, Hứa Quan Hoa cũng nói, còn có cả Thủ tướng nữa. Hạ Tưởng thật sự không cách nào hình dung được tâm tình của mình. Nói thật, Cổ Ngọc cũng không phải là người tham tiền, hơn nữa cô có trong tay 500 triệu và 1 tỷ, đối với cô ấy mà nói, chỉ khác biệt về con số mà thôi, thực tế cũng không có ý nghĩa gì. Cô không có dã tâm gì, trong lòng chỉ muốn chơi đùa như một đứa trẻ. Nhưng có người thấy sự bình thường và rất đơn thuần của cô, mà tung ra mồi nhử, cố tình làm Cổ Ngọc tin là thật. Tuy nhiên lại nói, ngành sản xuất chế biến muối to lớn như vậy, riêng một mình Tỉnh Tề liền đã vượt qua sản lượng giá trị 10 tỷ. Đối với Cổ Ngọc cũng không tính là gì, Cổ Ngọc dung tay một năm kiếm 300 tới 500 triệu, cũng là mưa bụi. Vấn đề là, Hạ Tưởng nhúng tay vào vấn đề công nghiệp muối. Ừ thì cải cách thúc đẩy công nghiệp muối từ dưới lên trên, cũng không phải là muốn mượn cơ hội giành lợi riêng cho mình. Nếu hắn sớm có ý tưởng mưu lợi cho mình, cũng không đi tới tình hình như hôm nay. Hiện tại cũng sẽ không thể thẳng lưng vững vàng tiến bước. Nói không chừng đã sớm bị người đánh cho phải quay người bỏ chạy. Đối thủ của hắn cũng rất thông minh, không đe dọa hắn, lại lợi dụng Cổ Ngọc, hiển nhiên biết Cổ Ngọc chính là điểm yếu của hắn. Thủ tướng nói như thế nào? Hạ Tưởng cảm thấy rất hứng thú với lời nói của thủ tướng, lại càng cảm thấy hứng thú đối với người đã ra mặt lợi dụng Cổ Ngọc. Ai đã nói với em về việc sản xuất muối? Ai cần anh lo? Anh không đồng ý, em lại thay đổi chủ ý, không phơi muối nữa, từ bây giờ sẽ phơi nắng anh một tháng. Cổ Ngọc thật sự là nực cười, nói tức giận liền tức giận, trực tiếp cúp điện thoại. Hạ Tưởng hoàn toàn không thể nói gì được nữa rồi. Hạ Tưởng nhìn đồng hồ, bây giờ cũng đã khuya rồi. Lúc này bất luận gọi điện thoại cho lão Cổ hay Hứa Quan Hoa hắn cũng cảm thấy không thích hợp lắm, nên đành từ bỏ ý định. Tuy nhiên càng nghĩ càng cảm thấy câu chuyện kỳ lạ đến nực cười. Hắn không biết là nên cảm thấy may mắn vì uy danh của mình đang rất thịnh, hay là nên cảm giác thật sự bất hạnh vì nhất cử nhất động của mình đều bị chú ý chặt tới vậy. Cũng may Cổ Ngọc cũng không thực sự trở thành lực cản. Bởi vì tính tình Cổ Ngọc rất mau quên. Hơn nữa có người ngấm ngầm xúi giục Cổ Ngọc đầu tư chế tạo muối, chỉ sợ cũng chỉ định cảnh cáo một cách kín đáo mà thôi, hoặc nên nói là nhắc nhở. Sáng sớm hôm sau, Hạ Tưởng vừa mới đến văn phòng, đã liên tiếp nhận được mấy cuộc điện thoại. Ôn Tử Tuyền là người đầu tiên gọi điện thoại tới, cuộc điện thoại của cô cũng hoàn toàn có thể dự đoán trước được. Bí thư Hạ, tối hôm qua tôi gặp được Lỗ Thành Lương, tình trạng của anh ta cũng không tệ lắm. Tôi đã truyền đạt lại lời của Chủ tịch Tỉnh Lý cho anh ta nghe. Ôn Tử Tuyền ở trong điện thoại sẽ không nói được nhiều lắm, nhưng vẫn cấp bách nhắc tới Ôn Tử Kỳ. Tử Kỳ vô cùng ngưỡng mộ Bí thư Hạ, đặc biệt bảo tôi mang một ít thổ sản trở về. Lý Đinh Sơn sai Ôn Tử Tuyền chuyển lời tới Lỗ Thành Lương. Hạ Tưởng có chút kinh ngạc, tuy nhiên cũng không nghĩ nhiều, chủ yếu là do Ôn Tử Tuyền cố gắng đề cử Ôn Tử Kỳ quá mãnh liệt, khiến hắn cảm thấy không biết phải làm sao. Đàn bà rốt cuộc vẫn cứ là đàn bà, tâm tư không cần quá nhỏ bé như vậy được không? Trên quan trường, có một số việc từ từ sẽ đến, gấp cũng không được. Gấp quá, sẽ thành trò cười. Đương nhiên, nói ngược lại, đàn bà rốt cuộc vẫn là đàn bà, vẫn có ưu thế nhất định. Nhất là Ôn Tử Tuyền lúc nói chuyện giọng nói tự nhiên rất tự tính, rất có hương vị của đàn bà, thay là lãnh đạo bình thường khác đối với cô ấy thật sự cũng khó có cái nhìn không tốt. Người thứ hai gọi điện thoại tới là Hạ Lực. Số lần Hạ Lực báo cáo công tác rõ ràng là nhiều hơn so với trước kia, tất nhiên là có liên quan tới sự kiện Lỗ Thành Lương, nhưng giọng điệu anh ta so với trước kia lại có sự khác biệt rất lớn, anh ta vẫn cung kính nhưng lại tỏ vẻ nhiệt tình hơn nhiều. Hạ Tưởng liền hiểu được tâm tư Hạ Lực đã xuất hiện sự thay đổi đầy tinh tế. Bởi vì xử lý sự kiện Lỗ Thành Lương, Hạ Lực phải kiên định lập trường, không thể có thái độ ba phải cái nào cũng được. Trong sự kiện Lỗ Thành Lương chỉ có thể có hai kết quả,
trong sạch và không trong sạch. Hạ Lực mặc kệ có khuynh hướng kết luận thế nào, đều đã đắc tội một trong hai phía. Cho nên hành trình Hạ Lực tới Ngũ Nhạc, là hành trình lựa chọn một trong hai vấn đề, hơn nữa lại nhất định phải chọn lựa, không thể về tay không. Lúc ấy, Hạ Tưởng yêu cầu Hạ Lực đi tới Ngũ Nhạc thực sự là có ý đó, mà lúc ấy Khâu Nhân Lễ không chút do dự liền truyền đạt mệnh lệnh tới Hạ Lực, cũng có thể nói rằng, Khâu Nhân Lễ tuyệt đối không hồ đồ, thật sự rất tỉnh táo, trong lòng hiểu rõ, nắm chắc thế cờ. Hạ Lực báo cáo rất ngắn gọn, có ba tình huống. Thứ nhất là Lỗ Thành Lương khăng khăng khẳng định là anh ta trong sạch. Căn bản không có tìm gái chơi. Thứ hai là Cục Công an thành phố Ngũ Nhạc khăng khăng là nhận được tố cáo từ quần chúng đưa lên, mới có thể ngay tại trận bắt được trai gái gian dâm, nhân chứng vật chứng đều có. Ba là Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố Ngũ Nhạc Ôn Tử Kỳ ở trong cuộc họp đưa ra quan điểm rất khác biệt, nói có khả năng tồn tại tình huống bắt lầm, anh ta đang thu thập chứng cứ có liên quan. Cuối cùng Hạ Lực lại bổ sung một chút, Bí thư Thành ủy Chu Vũ Huyên đối với tình tiết vụ án này đặc biệt coi trọng, tự mình đứng đầu đôn đốc điều tra. Hiện tại, toàn bộ thành phố Ngũ Nhạc bởi vì sự kiện Lỗ Thành Lương, từ trên xuống dưới đang loạn cả lên. Ngũ Nhạc hỗn loạn cũng là bình thường, tuy cấp bậc của Lỗ Thành Lương không cao, nhưng đừng nói là làm kinh động ủy ban kỷ luật tỉnh và sở công an tỉnh, ngay cả ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban thư ký tỉnh ủy cũng đích thân tới Ngũ Nhạc, thì mọi người đều biết rằng sự tình không tầm thường. Hạ Tưởng cũng không quan tâm tới thế cục Ngũ Nhạc thế nào, đều có Hạ Lực ra mặt để lập lại trật tự. Cũng có Chu Vũ Huyên nắm giữ thế cục, hắn chỉ quan tâm tới lập trường của Hạ Lực. Trưởng ban thư ký Hạ, sau khi nghe ngóng, cá nhân anh nghĩ gì về Lỗ Thành Lương? Hạ Tưởng trực tiếp đem vấn đề nan giải này đặt trước mặt Hạ Lực. Hạ Tưởng cảm thấy bất ngờ khi Hạ Lực không chút do dự liền đưa ra đáp án. Cá nhân tôi cho rằng, đồng chí Lỗ Thành Lương trong sạch. Đúng là một câu trả lời rất đanh thép, xác định rất rõ lập trường của mình, Hạ Tưởng buông điện thoại. Vui mừng mỉm cười. Hạ Lực xác định rõ tình thế, ở thời khắc mấu chốt không chút do dự biểu lộ lập trường, chứng minh anh ta là một trưởng ban thư ký tỉnh ủy có giác ngộ chính trị rất cao. Nếu nói cuộc điện thoại của Hạ Lực cũng không bất ngờ, thì cuộc điện thoại của Lý Vinh Thăng lại hoàn toàn không nằm trong suy nghĩ của Hạ. Bởi vì sự kiện Lỗ Thành Lương phát sinh ở Ngũ Nhạc, cũng không kinh động tới hội nghị thường vụ tỉnh ủy, hoàn toàn không liên quan tới Lý Vinh Thăng. Lý Vinh Thăng tuy rằng cũng là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, nhưng anh ta là bí thư thành ủy thành phố Phẩm Đô, nếu sự việc không được đưa ra trước hội nghị thường vụ, bình thường anh ta cũng không nên hỏi đến sự tình ở thành phố cấp 3 khác. Tuy nhiên lý do của Lý Vinh Thăng rất phong phú. Bí thư Hạ, Thành Lương xảy ra chuyện, tôi rất đau lòng, cũng rất căm phẫn. Tôi làm bạn với anh ta cũng nhiều năm, tôi tin tưởng vào phẩm hạnh và cách đối nhân xử thế của Thành Lương. Anh ta sẽ không đi chơi gái. Lại càng không ngốc đến mức đi chơi gái ở khu vực khác. Lý Vinh Thăng biểu lộ lập trường vô cùng rõ ràng. Hy vọng bí thư Hạ đôn đốc bên dưới điều tra, có thể điều tra rõ chân tướng sự việc, cho Thành Lương một công đạo. Lý Vinh Thăng là bạn của Lỗ Thành Lương. Thật sự đây là lần đầu tiên Hạ mới nghe nói như vậy, cũng liền tạm thời nghe thế. Hắn để ý thấy Lý Vinh Thăng gọi điện thoại tới không phải do mối quan hệ với Lỗ Thành Lương, mà là anh ta lựa chọn thời cơ gọi điện. Để củng cố lập trường với hắn. Đây cũng là cuộc trò chuyện lần đầu tiên của Hạ Tưởng và Lý Vinh Thăng sau khi Hạ Tưởng tới tỉnh Tề. Bí thư Lý, anh tỏ thái độ rất đúng lúc, tôi sẽ đề nghị với bí thư Khâu, sau khi lặng lẽ điều tra có kết quả, sẽ đặc biệt mở hội nghị thường vụ tổng kết một chút về lời đồn đại trong sự kiện Lỗ Thành Lương, và hẳn là sẽ rút ra kinh nghiệm. Hạ Tưởng nói một câu đầy hách dịch, hắn muốn nghe xem Lý Vinh Thăng còn có thể nói cái gì. Bí thư Hạ, có thể gọi tôi là Vinh Thăng. Giọng điệu Lý Vinh Thăng lại thả lỏng xuống một chút. Nói ra thật xấu hổ, bí thư Hạ đến tỉnh Tề vài ngày rồi, tôi vẫn chưa chủ động thể hiện được thân phận chủ nhà của mình. Ngày hôm qua bí thư cổ khi gọi điện có trách tôi là một người chủ nhà chưa đủ tận tình, bí thư cổ còn phê bình tôi công tác không đủ cẩn thận, ngay cả cơm cũng chưa mời bí thư Hạ ăn được bữa nào, tôi có thừa nhận sai lầm với bí thư cổ, chủ yếu cũng là gần đây quá nhiều việc. Lý Vinh Thăng là ám chỉ quan hệ giữa anh ta và cổ thu thật không tồi. Hạ Tưởng cười thầm, đang lúc đồng chí Lỗ Thành Lương ngậm cười. Chuyện của anh ta đang một hồi gió to, thế lực khắp nơi đều gặt hái, chẳng những khiến Lý Vinh Thăng cũng chủ động trồi lên mặt nước. Thậm chí, còn khiến người trước giờ tâm tư thâm trầm như Hạ Lực có thể chân đứng hai thuyền, cũng không thể không đúng lúc củng cố lại lập trường. Tốt,
thật hay cho một trận gió xuân trùng trùng điệp điệp. Sau khi nghe xong vài cuộc điện thoại, Hạ Tưởng lại tới gặp Lý Đinh Sơn. Sau đó, Ấn Tiểu Bạch đích thân đến mời Hạ Tưởng, nói là Bí Thư Khâu có việc cần gặp. Hạ Tưởng đoán được điều gì, nghĩ thầm rằng Khâu Nhân lễ cuối cùng cũng phải hành động, là chuyện tốt, nhưng tổng thể mà nói, vẫn là hơi gấp gáp. Nếu chờ thêm nửa năm nữa, khi hắn đứng vững mới hành động, hiệu quả hẳn là sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng sự tình thường thường không thể vẹn cả đôi đường, cho dù hắn muốn, người khác đã thu xếp vững bước, cũng không có khả năng một mình hắn đi tới, người khác đều dẫm trận tại chỗ. Động thì động cũng tốt lắm, mượn cơn gió Lỗ thành lương, khiến mùa xuân ở thành phố Lỗ đúng lúc đổ một cơn mưa thật dễ chịu. Hạ Tưởng đến cửa văn phòng, còn chưa bước vào, đúng lúc Liêu Đắc Ích từ bên trong đi ra. Vừa thấy Hạ Tưởng, vẻ mặt Liêu Đắc Ích có vẻ xấu hổ, bình thường cười kín đáo, nhiều khi còn cười rất rạng rỡ, vậy mà giờ chỉ đơn giản gật đầu một cái liền vội vàng rời đi. Liêu Đắc Ích chịu đả kích gì sao? Hạ Tưởng vừa vào cửa liền thấy gương mặt Khâu Nhân Lễ trầm tĩnh, đầy âm u lạnh lẽo, sự tự tin, trầm ổn, hòa khí từng vô cùng quen thuộc của Bí Thư Khâu đã không thấy đâu cả. Ở trong mắt Hạ Tưởng, trưởng ban Khâu năm đó lại hiện ra. Hạ Tưởng chỉ biết, Khâu Nhân Lễ đã hạ quyết tâm, hiển nhiên anh ta cũng đã ngấm ngầm chịu đựng đủ lâu. Bí Thư Hạ, tôi tìm anh tới là thương lượng hai chuyện. Khâu Nhân Lễ vung tay lên, Ấn Tiểu Bạch thức thời đóng cửa đi ra ngoài. Thứ nhất là, đã tới nhiệm kỳ mới ở các nơi trong tỉnh Tề. Tôi vừa mới yêu cầu đồng chí Đắc Ích bước đầu đưa ra một phương án. Quả nhiên đã bắt đầu. Tuy nhiên Khâu Nhân Lễ chọn lựa thời điểm cũng thật chính xác, hiện tại vừa tới nhiệm kỳ mới của thành phố cấp 3, dự đoán cũng phải nửa năm sau mới hoàn toàn thay đổi toàn bộ, đến lúc đó cũng đúng lúc đuổi kịp nhiệm kỳ mới của các tỉnh trong cả nước. Căn cứ theo lệ thường, trước khi sang năm mới, các tỉnh trong nước hẳn sẽ bước vào nhiệm kỳ mới, có khi là đổi toàn bộ bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh, có khi là thay đổi luân phiên một người trong đó. Dù sao trên cơ bản, các tỉnh đều phải có động tĩnh mới. Bởi vì đã đến lúc rồi. Thứ hai, theo tin tức từ Ngũ Nhạc truyền đến, đã chứng thật đồng chí Lỗ Thành Lương trong sạch, đồng chí Hạ Lực đang chuẩn bị khởi hành trở về thành phố Lỗ. Ý của tôi là phải mở cuộc họp hội nghị thường vụ, qua sự kiện Lỗ Thành Lương mà tiến hành triển khai chỉnh đốn công tác quản lý đội ngũ công an trong phạm vi toàn tỉnh, nghiêm túc nói về chính khí về chính trị. Đồng thời, nghiêm trị kẻ đã ngấm ngầm hãm hại đồng chí Lỗ Thành Lương. Khâu Nhân Lễ khí thế to lớn, cuối cùng cũng muốn ra tay ở tỉnh Tề. Cái rìu lớn quyền lực của bí thư tỉnh ủy đã giơ cao, một búa đánh xuống, khẳng định sẽ có vô số mũ quan đều rơi xuống đất. Chỉnh đốn đội ngũ công an, rất rõ ràng, đao thứ nhất, liền bổ về phía Hà Giang Hải. Hạ Tưởng khẳng định là có thái độ tán thành, có người động tới Lỗ Thành Lương, không trả lại chẳng phải có vẻ rất không lễ phép. Khâu Nhân Lễ còn muốn nói cái gì nữa, đột nhiên điện thoại vang lên. Anh ta sau khi vừa nhấc điện thoại lên nghe lập tức sắc mặt thay đổi, giận tím mặt. Cái gì, Lỗ Thành Lương đã chết? Ban đầu Hạ Tưởng nghe được Khâu Nhân Lễ há mồm nói ra nếu Lỗ Thành Lương đã bị chứng thật trong sạch, thì khiến trong lòng hắn vừa bất ngờ vừa khâm phục, bởi vì hắn vừa mới nhận được điện thoại, Hạ Lực vẫn không rõ ràng chứng thật Lỗ Thành Lương trong sạch, thì đã nói rõ một điểm, Khâu Nhân Lễ ở Ngũ Nhạc có manh mối. Ngẫm lại cũng phải, dù sao đường đường là bí thư tỉnh ủy. Dù khiêm tốn hơn, dù không tranh với người khác, cũng có không ít người chủ động dựa vào. Với phong cách làm việc và thủ đoạn của Khâu Nhân Lễ, trong thời gian 2 năm ở tỉnh Tề, coi như không cố ý đi làm, cũng có thể âm thầm bồi dưỡng không ít thế lực, chớ quên, Khâu Nhân Lễ cũng từng là Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia. Hạ Tưởng vẫn tin tưởng Khâu Nhân Lễ âm thầm nắm trong tay năng lực, cũng biết y ở tỉnh Tề ở mặt ngoài ngủ gật, kỳ thật âm thầm cũng không có chút thả lòng. Không ngờ. Mắt thấy sự tình tra ra manh mối, Lỗ Thành Lương lại chết bất ngờ. Sao lại thế này, chẳng lẽ đối phương lại phát rồ đến mức nhìn thấy sự tình bại lộ mà giết hại Lỗ Thành Lương? Hạ Tưởng không đợi Khâu Nhân Lễ căn dặn, trực tiếp gọi điện thoại cho Hạ Lực. Đồng chí Hạ Lực, chuyện gì thế? Đã xảy ra chuyện gì, Bí Thư Hạ? Tôi đang chuẩn bị khởi hành trở về thành phố Lỗ, căn cứ chứng cứ mới nhất mà đồng chí Ôn Tử Kỳ thu thập được cho thấy. Đồng chí Lỗ Thành Lương quả thật là trong sạch. Giọng của Hạ Lực rất bình tĩnh, hiển nhiên y còn không biết Lỗ Thành Lương đã xảy ra chuyện. Càng khiến Hạ Tưởng khâm phục thủ đoạn của Khâu Nhân Lễ, không ngờ còn biết được kết quả trước một bước so với Hạ Lực đang ở Ngũ Nhạc.
Hạ Tưởng đang nổi giận trong lòng, tuy rằng hắn không hoài nghi Hạ Lực có tác dụng thúc đẩy gì ở trong cái chết của Lỗ Thành Lương, nhưng thân là trưởng ban thư ký tỉnh ủy, đại diện tỉnh ủy đi xuống đôn đốc điều tra vụ án, lại không biết cái chết của Lỗ Thành Lương trước tiên, chính là vô cùng thất chức, hơn nữa cũng đã nói rõ gã đối với tình thế của thành ủy Ngũ Nhạc phỏng chừng không đủ, cũng không có nắm giữ quyền chủ động. Đồng chí Hạ Lực, Lỗ Thành Lương cũng đã chết rồi, anh còn chưa hay biết gì, anh làm sao đại diện tỉnh ủy đi đôn đốc điều tra. Anh đây là không làm tròn trách nhiệm. Hạ Tưởng giọng điệu rất nặng, không sợ giáp mặt làm cho Hạ Lực mất mặt, chính là muốn nhắc nhở Hạ Lực. Hả? Hạ Lực giật mình kêu một tiếng, còn chưa nói gì, thì từ trong điện thoại đã truyền ra tiếng ầm ĩ, âm thanh rất lớn, Hạ Tưởng hoàn toàn có thể nghe được rõ ràng. Không xong rồi, Lỗ Thành Lương tự sát rồi. Lỗ Thành Lương chạy tội bỏ trốn, bị bắn chết tại chỗ rồi. Lỗ Thành Lương tự sát rồi. Hả, không, là khi chạy trốn đã bị bắn chết. Hạ Tưởng chỉ thông qua điện thoại có thể cảm nhận được cảnh tượng hỗn loạn như thế nào, hắn chau mày, rất bất mãn nói. Đồng chí Hạ Lực, anh làm cho tỉnh ủy rất thất vọng. Trụ sở thành ủy Ngũ Nhạc, Hạ Lực tay cầm điện thoại, ngơ ngẩn tại chỗ, nửa ngày nói không ra một câu. Bí thư Hạ lời nói rất nặng, chẳng những là giọng điệu phê bình của cấp trên đối với cấp dưới, mà còn là đại diện cho tỉnh ủy, là chỉ trích trên cao nhìn xuống, Hạ Lực ngẩn người đúng nửa phút mới tỉnh lại, sau lưng đã ướt đẫm. Sự tình thật sự phải tiếp tục nghiên cứu tỉ mỉ, gã cũng khó chối được sai lầm này, dù sao gã đại diện cho tỉnh ủy đến điều tra, Lỗ Thành Lương lại chết ngay dưới mắt, gã quả thật là vô cùng thất chức, hơn nữa nghe âm thanh ầm ĩ, dường như còn chết không rõ ràng. Có người nói tự sát, có người nói chạy tội bỏ trốn. Chạy tội bỏ trốn cái rắm. Hạ Lực nổi giận, ban đầu đã chứng minh Lỗ Thành Lương trong sạch, còn bỏ trốn cái gì? Rõ ràng là có người muốn nghe nhìn lẫn lộn. Đã lúc nào rồi, vu cáo hãm hại người ta còn chưa đủ, sau khi người ta chết còn không buông tha, ném đá xuống giếng, hơn nữa ý đồ trốn tránh trách nhiệm. Hạ Lực từ sau khi lên chức đến cấp phó tỉnh, xưa nay đều là kiềm chế lửa giận. Hôm nay cũng không thể nhịn được nữa, bộc phát rồi. Chu Vũ Uyên, tôi đại diện tỉnh ủy yêu cầu thành phố Ngũ Nhạc lập tức mở hội nghị thường vụ. Hạ Lực gần như là khàn cả giọng mà giống giận một tiếng. Trụ sở thành ủy Ngũ Nhạc hỗn loạn, ở trong âm thanh giận dữ thất thường của ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban thư ký tỉnh ủy, lập tức lâm vào tĩnh lặng. Hạ Lực không để ý tới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, cầm lấy di động lại gọi đi một số. Điện thoại vang nửa ngày mới chuyển được, bên trong truyền đến âm thanh chậm rì rì của Hà Giang Hải. Xin chào, anh là ai? Hà Giang Hải. Hạ Lực gọi thẳng tên y. Tôi chỉ nói với anh một câu. Hà Giang Hải còn không biết tin tức Lỗ Thành Lương chết bất ngờ, đang ở trong văn phòng nói chuyện với Tần Khản, bị Hạ Lực đột nhiên sặc một cái, lập tức sắc mặt đỏ bừng. Đồng chí Hạ Lực, xin anh nói chuyện khách khí một chút. Hà Giang Hải thể diện tốt. Da mặt mỏng, ghét nhất người khác nói chuyện thô lỗ. Từ nay anh hướng Nam, tôi hướng Bắc, nước giếng không phạm nước sông. Hạ Lực một chút cũng không khách khí, vô cùng mạnh mẽ, cứng rắn nói. Sự tình vượt quá rồi, tặng anh một câu nói, chín quá hóa nấu. Điện thoại cúp rồi, Hà Giang Hải tay cầm điện thoại ngẩn người, không biết làm sao, càng không biết đã xảy ra chuyện gì. Ngẩn ngơ nửa ngày, bỗng nhiên thẹn quá thành giận quẳng điện thoại một cái. Hạ Lực, thật là giỏi. Tần Khản thấy tình hình không ổn, phất phất tay, một câu không nói chắp tay sau lưng xoay người bỏ đi. Đừng thấy Tần Khản bộ dạng cao lớn thô kệch, tầm mắt một chút cũng không thô. May mắn Tần Khản đi đúng lúc, bằng không chờ y nhìn thấy cảnh tượng tiếp theo, thì càng cảm thấy cả người không được tự nhiên. Hà Giang Hải vừa ném điện thoại, chưa nguôi cơn tức, cầm lấy ly nước vừa uống một ngụm, điện thoại lại đột ngột vang lên, lập tức làm cho y sặc đến mặt đỏ bừng. Ho khan nửa ngày mới cầm điện thoại lên, hùng hổ reo lên. Chuyện gì? Trong điện thoại truyền ra một âm thanh dồn dập mà kinh hoàng. Không tốt rồi, bí thư Hà, Lỗ Thành Lương chết rồi. Chết rồi. Hà Giang Hải thật vất vả nuốt xuống một ngụm nước, lập tức mở to hai mắt nhìn, chưa phản ứng kịp. Ai chết rồi? Lỗ Thành Lương, bước đầu điều tra rõ là tự sát. Cái gì? Hà Giang Hải nhất thời thất thần. Tay run lên, ly trà rơi trên bàn, nước chảy khắp bàn, làm ướt toàn bộ điện thoại, văn kiện. Chết như thế nào? Phải đó, vì sao Lỗ Thành Lương chết?
không ai ngờ được Lỗ Thành Lương sẽ chết, đừng nói Hà Giang Hải, Hạ Lực, ngay cả Hạ Tưởng, Khâu Nhân Lễ và Lý Đình Sơn cũng không ngờ được Lỗ Thành Lương sẽ chết, mà còn thật sự là tự sát. Trong khoảng thời gian ngắn, dưới có thành ủy Ngũ Nhạc, trên có tỉnh ủy Tỉnh Tề, điện thoại vang liên tục, vô số người kinh ngạc, vô số người không biết làm sao, còn có vô số người giận không thể át. Không ai ngờ được chính là, cái chết của một phó chủ nhiệm ủy ban quản lý giám sát tài sản nhà nước cấp bậc không cao vị trí cũng không quan trọng, sẽ khơi dậy một trận gió lốc như thế nào ở Tỉnh Tề. Thành ủy Ngũ Nhạc khẩn cấp mở ra hội nghị, ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban thư ký tỉnh ủy Hạ Lực đã chủ trì hội nghị. Trước đó, công an cảnh sát phụ trách trông giữ Lỗ Thành Lương cùng với tất cả nhân viên thành ủy từng trực tiếp tiếp xúc với Lỗ Thành Lương, toàn bộ bị hạn khiến không được rời khỏi tòa nhà thành ủy một bước, người vi phạm miễn chức ngay tại chỗ. Thành ủy Ngũ Nhạc từ trên xuống dưới, như sắp gặp đại địch. Ngoài dự đoán mọi người chính là, Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố Ôn Tử Kỳ cấp bậc không cao, trước kia thanh danh không nổi bật cũng đến dự hội nghị thường vụ, tuy rằng ngồi ở một góc phía sau. Nhưng sự xuất hiện của gã vẫn là vô cùng chói mắt, liên tưởng đến hệ thống công an gây ra tai họa ngập trời, khó tránh người ta miên man bất định đối với cục diện kế tiếp của Cục Công an thành phố. Qua điều tra ban đầu, Lỗ Thành Lương quả thật là tự sát mà chết. Hiện trường tự sát, còn để lại một di thư. Nội dung của di thư làm cho Hạ Lực xấu hổ, sau khi xem xong, vô cùng bi tráng. Tôi là trong sạch, nhưng bị người xấu hãm hại, đã hủy danh tiếng. Đành phải chết để chứng minh trong sạch cả đời. Xin tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh sau khi tôi chết, thích đáng chăm sóc một chút một nhà lớn nhỏ của tôi. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi đề xuất yêu cầu đối với cấp trên, cũng là lần cuối cùng. Có lẽ có dấu vết biểu diễn, có lẽ cũng quả thật buồn giận lẫn lộn, Hạ Lực ở trên hội nghị không chỉ giọng điệu truyền cảm, còn mắt đẫm lệ đối với cả đời của Lỗ Thành Lương tiến hành khẳng định và đề cao. Đồng thời vô cùng tức giận đối với tai họa mà Lỗ Thành Lương ở Ngũ Nhạc gặp phải, hơn nữa nhấn mạnh bí thư Hạ tỉnh ủy làm ra chỉ thị trọng yếu, yêu cầu tra rõ chân tướng sự thật, đòi lại công đạo cho đồng chí Lỗ Thành Lương. Phải quy trách nhiệm, điều tra đến cùng, nên cách chức thì cách chức, nên điều tra thì điều tra, tuyệt đối không nương tay. Hạ Lực sau cùng nói như đinh đóng cột, ánh mắt nhìn chung quanh trên mỗi vị ủy viên thường vụ thành ủy thành phố Ngũ Nhạc có mặt ở đây. Tôi không sợ nói cho mọi người một tin tức nội bộ, nhân sự điều động sắp tiến hành, ai lên ai xuống, bí thư Khâu và bí thư Hạ trong lòng đều có cân nhắc. Luôn mãi nhắc đến Hạ Tưởng và Khâu Nhân Lễ, không có đề cập đến đường đường chủ tịch tỉnh Tôn Tập Dân, các vị ủy viên thường vụ có mặt ở đây đều hiểu rõ là chuyện gì rồi. Không ít người ánh mắt trốn tránh, không ít người như thoáng chút suy nghĩ, cũng có người ánh mắt kinh hoàng, chớp nháy bất định. Càng có người ánh mắt phẫn nộ dừng trên người của Cục trưởng Công an thành phố Vạn Nguyên Thành. Đều trách Vạn Nguyên Thành, muốn gây sức ép cho sự tình, Ngũ Nhạc vốn chính là một thành phố nghèo, ở Ngũ Nhạc nhậm chức, muốn thăng một bước đã rất khó rồi, bây giờ còn tốt, khiến Vạn Nguyên Thành làm ầm ĩ, Ngũ Nhạc đã trở thành trung tâm gió lốc của toàn tỉnh, tất cả mọi người đều sẽ bị liên lụy. Thật là một con sâu làm dầu nồi canh. Thậm chí có người âm thầm nghiến răng nghiến lợi suy nghĩ, Vạn Nguyên Thành. Nếu tiền đồ của tôi vì ông mà bị liên lụy, ông đừng trách tôi trở mặt không nhìn người. Vạn Nguyên Thành dưới ánh mắt nhìn chăm chú ác độc của không ít người, xấu hổ vô cùng, không dám ngẩng đầu, luôn cúi đầu không lên tiếng trên hội nghị, trong ánh mắt cuối cùng lộ ra bất đắc dĩ và kinh hoàng. Buổi trưa sau khi tan ca, Hạ Tưởng có việc phải đến nhà khách tỉnh ủy một chuyến, không ngờ vừa đi vào cửa chính của nhà khách tỉnh ủy, một bóng dáng vô cùng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt. Không phải người khác, chính là Diệp Thiên Nam. Diệp Thiên Nam dường như là vừa mới tản bộ trở về, đi bộ còn hơn, vừa đi vừa thưởng thức hoa cỏ bên đường, thật sự nhàn rỗi tao nhã biết bao. Hạ Tưởng cũng không phải người nhỏ mọn, nhưng hôm nay không biết vì sao, vừa nhìn thấy Diệp Thiên Nam liền nổi giận, hắn có thể đoán ra được trong sự kiện của Lỗ Thành Lương, Diệp Thiên Nam khẳng định đã đóng vai trò không tốt. Hiện tại Lỗ Thành Lương đã chết rồi. Diệp Thiên Nam còn thản nhiên tự đắc ăn vạ ở thành phố Lỗ không đi, thật là xấu, Hạ Tưởng bỗng nhiên có ý tưởng đùa dai, thừa lúc Diệp Thiên Nam chưa chuẩn bị, đột nhiên hô to một tiếng. Ôi, tôi tưởng là ai, thì ra là bí thư Diệp, hân hạnh được gặp. Hạ Tưởng trung khí 10 phần, một tiếng hô to, khắp nơi vang dội. Diệp Thiên Nam ở mặt ngoài dương dương tự đắc, kỳ thật nội tâm đang vô cùng lo âu, thình lình phía sau có người hô to. Lập tức liền nghe ra là giọng của Hạ Tưởng khiến y vừa hận vừa sợ,
không khỏi tự chủ một chút trong lòng vô cùng kinh hoàng, vội vàng xoay đầu, thấy quả nhiên là Hạ Tưởng vẻ mặt tươi cười vô hại đứng ở sau lưng không tới một mét. Diệp Thiên Nam cũng là giật mình một cái, chân không để ý, liền trượt chân, té nhào một cái ngửa mặt lên trời. Chính là muốn anh xui xẻo, Hạ Tưởng một chút cũng không có giác ngộ kính giả yêu trẻ khẩn trương nâng dậy Diệp Thiên Nam, ngược lại rất có hứng thú mà nói với Diệp Thiên Nam một câu. Kỳ thật Diệp Thiên Nam cũng không phải đi tản bộ, mà là đến nhà thuốc bên ngoài mua một ít thuốc cảm và thuốc giải nhiệt. Không sai, Diệp Đại Bí Thư vừa cảm vừa sốt, bây giờ đã trở thành dân chúng bình thường, khi đến thành phố Lỗ lại là đến một mình, mọi chuyện đành phải tự mình đi làm. Ban đầu mọi thứ tiến triển thuận lợi, đêm hôm qua khi nói chuyện điện thoại với Bắc Kinh, còn tràn đầy lòng tin nói thành phố Lỗ tình thế rất tốt, tỉnh tề cục diện ổn định trật tự, mọi thứ nằm trong khống chế. Vừa buông điện thoại xuống, liền nhận được tin tức nội bộ, nói là Lỗ Thành Lương bị chứng thực là trong sạch, Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố Ngũ Nhạc Ôn từ khi thu thập được chứng cứ mới, đã chứng minh Lỗ Thành Lương không có gọi gái. Sau khi biết được tin tức, Diệp Thiên Nam trong lòng nhảy dựng. Nhưng theo sau lại từ chỗ Hà Giang Hải nhận được tin tức, nói là còn có chuẩn bị ở sau, không sợ Ôn Tử Kỳ đánh trả một đòn, chờ ngày mai thì sẽ có tình hình mới xuất hiện. Diệp Thiên Nam mới yên tâm, một lần tỉ mỉ sắp đặt hành động, sao có thể dễ dàng thất bại. Nhớ khi đó y và Hạ Tưởng so chiêu ở tỉnh Tương, cũng là không ngừng lặp lại, Hạ Tưởng không phải luôn chiếm thượng phong. Thế cục tỉnh Tề so với tỉnh Tương càng phức tạp hơn, Hạ Tưởng lại mới đến không lâu. Phỏng chừng ngay cả chỗ dừng chân cũng tìm chưa được, sao có thể đại triển tay chân, cũng không sợ chật eo. Diệp Thiên Nam kỳ thật tận sâu trong đáy lòng làm sao không có kỳ vọng, y kỳ thật cũng đang nghĩ, nếu như y trốn ở sau màn, có thể mượn trợ tay của Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ, lại phát động đầy đủ lực lượng bang bán đảo với Hà Giang Hải đứng đầu, dưới sự kết hợp của hai bên, kẹp Hạ Tưởng ở tỉnh Tề, khiến tỉnh Tề trở thành Waterloo của Hạ Tưởng ngầm cũng không hẳn không có khả năng. Tuy nhiên một người đã mất đi quyền lực, rất nhiều chuyện chỉ có thể suy nghĩ mà thôi, mọi chuyện đều cần mượn trợ lực lượng của người khác, phải phí sức nhiều hơn so với khi quyền lực trong tay, hơn nữa còn chưa hẳn có hiệu quả. Y có trí tuệ hơn nữa, có miệng lưỡi hơn nữa, cũng chỉ có thể cáo mượn oai hùng một phen. Nếu sau lưng y không phải có thủ tướng, bây giờ y ở thành phố Lỗ, đừng nói có người cổ động, có thể ăn miễn phí thì không tồi rồi. Vừa nghĩ tới kết cục gần như rơi đến hỗn loạn. Hận ý trong lòng của Diệp Thiên Nam đối với Hạ Tưởng, giống như bão cát ở Bắc Kinh, bay đầy trời, thật lâu không thể tiêu tan. Một câu nói mà Diệp Thiên Nam luôn tin tưởng và chấp hành chính là, người tính không bằng trời tính, cho nên y cho rằng Hạ Tưởng có thông minh hơn, có trí tuệ hơn, tính toán cao hơn, tỉnh Tề phức tạp hơn tỉnh Tương, Hạ Tưởng cũng khó mà mở ra cục diện giống như ở tỉnh Tương. Nhưng Diệp Thiên Nam không ngờ tới chính là, câu nói người tính không bằng trời tính. Lập tức ứng nghiệm trên người y. Lỗ Thành Lương bất ngờ chết rồi. Khi nghe thấy tin Lỗ Thành Lương chết, Diệp Thiên Nam chỉ cảm thấy đau đầu, ban đầu thân thể hơi bị cảm, lập tức lại nóng lên, ban đầu cho rằng có thể chịu đựng được, không ngờ đau đầu khó nhịn, lại nóng như lửa đốt, đành phải ra ngoài mua thuốc. Y biết thủ đoạn của Hạ Tưởng nhất, trong lòng một mảnh xám trắng, Lỗ Thành Lương vừa chết, thì hoàn toàn tạo đủ lý do cho Hạ Tưởng trả đòn. Hạ Tưởng nhất định mượn cơ hội khuếch trương thanh thế, nhất định sẽ bắt vô số mũ quan, thậm chí đầu người. Làm sao bây giờ, Diệp Thiên Nam nhất thời cũng không nghĩ tới đối sách, là đi là ở, là tiếp tục ở sau màn bày mưu tính kế cho Hà Giang Hải, hay là vỗ vỗ mông chạy lấy người. Y cũng thật không có chủ ý. Không ngờ bệnh cảm chưa hết, hỏa chưa hạ, bất ngờ gặp Hạ Tưởng, còn té nhào một cái, thật là xui. Diệp Thiên Nam ngồi dưới đất, mông bị đau. Thấy Hạ Tưởng một chút cũng không có ý nâng một tay, trong lòng thầm mắng Hạ Tưởng keo kiệt thêm lòng dạ hẹp hòi, lại cộng thêm đau đầu đau mình, liền nghĩ muốn không khách khí mà chào phúng Hạ Tưởng một câu, không ngờ Hạ Tưởng mở miệng trước. Bí thư Diệp, trời lạnh đất ẩm, ngồi dưới đất sẽ bị cảm. Nhưng nếu anh là đang nghiên cứu thiên văn địa lý, tôi sẽ không quấy rầy. Lời nói rất có hương vị châm chọc, chớ trêu Hạ Tưởng lại là nghiêm trang mà nói, làm cho người ta phân không rõ hắn là thật hay giả. Diệp Thiên Nam bị tức cười, lập tức đứng dậy. Bí thư Hạ, không giơ tay kéo tôi một phen cũng thôi rồi, còn châm chọc khiêu khích, bạn bè như vậy không đúng rồi. Thật xin lỗi, bí thư Diệp, tôi cũng thật sự không nhìn ra anh là té nhào, tôi luôn nghĩ rằng anh là cây thông không già của núi Thái Sơn, là định hải thần châm của Đông Hải.
Hạ Tưởng trêu đùa Diệp Thiên Nam một cái, sau đó mới giả vờ giả vịt phủi bụi cho Diệp Thiên Nam. Bí thư Diệp đến thành phố Lỗ cũng không nói một tiếng, là không muốn gặp tôi hay là sao? Nếu gặp tôi từ sớm, cũng không đến nỗi té nhào một cái. Diệp Thiên Nam ra vẻ thoải mái cười. Tôi chỉ đến giải sầu, không có chính sự gì, sao dám kinh động bí thư Hạ đại giá? Thật sự chỉ là giải sầu. Hạ Tưởng vẻ mặt bớn cợt tươi cười, nhìn chằm chằm ánh mắt của Diệp Thiên Nam, nói đầy thâm ý. Mùa xuân của thành phố Lỗ sắp qua đi rồi, mùa mưa sắp tới, bí thư Diệp, cẩn thận khí hậu không phục. Diệp Thiên Nam sắc mặt phát lạnh. Không nhọc bí thư Hạ quan tâm, sức khỏe của tôi rất tốt. Hạ Tưởng cười ha hả. Khỏe mạnh là tốt rồi, khỏe mạnh là tốt rồi. Bí thư Diệp dù sao còn đang tuổi lớn, là tôi nói sai rồi. Hay là, tối nay tôi mời. Diệp Thiên Nam làm sao còn có tâm tình giao thiệp với Hạ Tưởng, còn bị Hạ Tưởng chọc tức không đủ sao, chỉ cảm thấy lồng ngực buồn bực, cảm và sốt dường như lại nặng đem không ít, còn không nhịn được liên tục hắt xì vài cái. Chờ Hạ Tưởng đi rồi, Diệp Thiên Nam càng nghĩ càng không ổn, gặp mặt Hạ Tưởng rồi, bại lộ ở trước mặt Hạ Tưởng, còn bị Hạ Tưởng châm chọc khiêu khích một mạch, thậm chí còn với giọng điệu kẻ thắng cuộc dù cho bây giờ y cũng không chịu thừa nhận thất bại. Nhưng dù sao quyền chủ động không nằm trong tay y, y không quyền không thế liền khiến y cảm thấy rất mất mát. Tiếp tục ở lại cũng không có ý nghĩa gì rồi, có lẽ Tôn Tập Dân cũng sẽ giận lây sang y. 36 kế, đi là thượng sách, Diệp Thiên Nam cũng không ở lâu nữa, đêm đó đã đặt vé máy bay, bay về Bắc Kinh. Hạ Tưởng cũng không có đoán được hắn và Diệp Thiên Nam gặp mặt và so chiêu, sẽ làm Diệp Thiên Nam hoảng sợ như chó nhà có tang khẩn cấp chạy khỏi thành phố Lỗ. Cũng coi như gián tiếp chút một ngụm ác khí cho Lỗ Thành Lương. Nếu cho hắn biết sau khi Diệp Thiên Nam về Bắc Kinh, bệnh nặng một trận, nằm viện suốt một tháng, phỏng chừng hắn trong lòng sẽ càng vui mừng một chút. Nhưng dù sao đi nữa cũng không kéo trở về được sinh mạng của Lỗ Thành Lương, Hạ Tưởng đối với cái chết của Lỗ Thành Lương, cũng là bi phẫn khó bình. Lỗ Thành Lương quá ngay thẳng, kiên cường dễ chiết, chịu không nổi một chút khuất nhục, trong lúc sắp được chính danh, lại tự sát. Ngay cả Hạ Tưởng nhất thời cũng không thể chấp nhận được sự thật. Lý Đình Sơn càng là như vậy, y gần như nổi giận, gọi điện thoại cho Thành ủy Ngũ Nhạc, phê bình Chu Vũ Huyên một trận, đồng thời áp chế không phát khoản tài chính ở tỉnh giúp đỡ mà Ngũ Nhạc vốn không dễ dàng mới tranh thủ được, còn trì hoãn mấy hạng mục siêu vẹo. Là lần đầu tiên sau khi nhậm chức đại hạ sát thủ đối với thành phố cấp địa thành phố cấp 3 phía dưới, Lý Đình Sơn quả thật khó có thể ức chế lửa giận trong lồng ngực. Là một tay y đẩy Lỗ Thành Lương lên vị trí phó chủ nhiệm ủy ban quản lý giám sát tài sản nhà nước, nhưng coi như là một tay đưa ông lên đường cùng, khiến y làm sao chịu nổi. Lý Đình Sơn là người giàu tình cảm, không phải quan liêu tê liệt, cũng không phải chính khách chỉ biết thăng tiến mặc kệ người khác sống chết, y ở quan trường lăn lộn nhiều năm, trước sau chưa từng quên chính là một lòng nhiệt huyết và tràn đầy khát vọng, thúc đẩy Lỗ Thành Lương lên chức, cũng là nhìn chúng con người và chính trực của Lỗ Thành Lương. Lý Đình Sơn đầu tiên là tìm đến Khâu Nhân Lễ, mãnh liệt yêu cầu tra rõ chân tướng đằng sau sự kiện của Lỗ Thành Lương, đồng thời đề xuất mở hội nghị thường vụ khẩn cấp, nhằm vào cách xử trí bất lợi của Thành ủy Ngũ Nhạc đối với sự kiện tử vong của Lỗ Thành Lương, do tỉnh ủy tạo thành tổ điều tra, tiến hành điều tra sâu hơn, truy cứu trách nhiệm lãnh đạo của nhân viên liên quan. Theo sau Lý Đình Sơn lại tìm đến Hạ Tưởng, đưa ra đồng dạng yêu cầu, hy vọng được Hạ Tưởng ủng hộ. Hạ Tưởng đã đáp ứng. Hơn nữa đáp ứng rất kiên quyết rất rõ ràng. Buổi chiều khi sắp tan ca, Khâu Nhân Lễ mở hội nghị công việc bí thư, khẩn cấp thảo luận sự kiện tự sát của Lỗ Thành Lương. Nhân viên tham dự hội nghị có bí thư tỉnh ủy Khâu Nhân Lễ, chủ tịch tỉnh Tôn Tập Dân, phó bí thư tỉnh ủy Hạ Tưởng, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Chu Hồng Cơ, bí thư đảng ủy công an Hà Giang Hải. Hội nghị vừa bắt đầu, liền tràn ngập không khí ngưng trọng, Hạ Tưởng còn tốt. Kỳ thật so với mọi người ở đây quen biết Khâu Nhân Lễ đều lâu hơn, đã từng chứng kiến một mặt lạnh lùng của Khâu Nhân Lễ, Tôn Tập Dân cũng ít nhiều hiểu được một chút tính khí của Khâu Nhân Lễ, cũng coi như bình tĩnh, Chu Hồng Cơ bởi vì thời gian tiếp xúc với Khâu Nhân Lễ không dài, cũng không có nhiều cảm giác khác. Chỉ có Hà Giang Hải vừa nhìn thấy vẻ mặt của Khâu Nhân Lễ, trong lòng hoảng loạn, dường như không dám tin vào ánh mắt của y, người trước mắt thật sự là bí thư Khâu hiền lành, thuần hậu trước kia sao? Ở tỉnh Tề 2 năm, Khâu Nhân Lễ để lại ấn tượng cho phần lớn cán bộ tỉnh Tề là hòa ái dễ gần, đối nhân xử thế trầm ổn, có lực hấp dẫn, cũng không tức giận. Hôm nay, Khâu Nhân Lễ cũng không biểu lộ tức giận rõ rệt,
nhưng vẻ mặt nghiêm nghị giữa vùng trán khiến Hà Giang Hải chỉ nhìn một cái liền hết hồn, không tự chủ được trong lòng hoảng sợ. Bí thư Khâu sao giống như đã biến thành một người khác. Hạ Tưởng lại trong lòng hiểu rõ, Khâu Nhân Lễ chẳng qua chỉ vừa lộ ra móng vuốt sắc bén mà thôi. Sự tình hôm nay, các đồng chí chắc là đã nghe nói rồi, đồng chí Lỗ Thành Lương tự sát rồi. Vẻ mặt của Khâu Nhân Lễ vô cùng đau xót. Tôi muốn nói chính là, đồng chí Lỗ Thành Lương là một đồng chí tốt phẩm hạnh tốt đẹp, anh ấy vốn có thể vì nước nhà làm ra càng nhiều cống hiến, lại bởi vì bị người ta hãm hại mà tự sát. Người xưa trọng danh phí hoài bản thân mình, hy sinh vì nghĩa, hôm nay, đồng chí Lỗ Thành Lương dùng sinh mạng của anh ấy để trả giả, đã dạy một khóa bi tráng cho chúng ta. Các đồng chí, tôi rất đau lòng. Câu cuối cùng, Khâu Nhân Lễ bỗng nhiên đề cao âm điệu, chẳng những làm cho Hà Giang Hải sợ tới mức run run, ngay cả Chu Hồng Cơ cũng không khống chế được cảm xúc, sắc mặt đại biến. Chỉ có Hạ Tưởng và Tôn Tập Dân có thể thản nhiên. Tôn Tập Dân trong lòng thầm than, Hồng Cơ rốt cuộc vẫn còn non một chút, kinh nghiệm quá ít. Đồng thời trong lòng cũng là bi phẫn khó hiểu, Hà Giang Hải ơi Hà Giang Hải, anh thật là đem tảng đá đập chân mình, khư khư cố chấp cũng thôi đi, còn thiếu chút kéo Chu Hồng Cơ xuống nước. Cũng may, y đã kịp thời nhắc nhở Chu Hồng Cơ, ở thời khắc mấu chốt, lập tường của Ủy ban Kỷ luật tỉnh đã có chuyển biến, mới có lòng tin không đếm xỉa đến như bây giờ. Nếu không, Khâu Nhân Lễ và Hạ Tưởng mượn đề tài để nói chuyện của mình, Chu Hồng Cơ cũng khó trốn trách nhiệm. Hôm nay, y cũng muốn xem Hà Giang Hải làm thế nào qua ải. Kỳ thật nếu muốn nói thật, Tôn Tập Dân tuy rằng có ý nguyện cơ bản cùng Hà Giang Hải hợp tác, có lập trường đối kháng tự nhiên với Khâu Nhân Lễ, Hạ Tưởng, nhưng dù sao cũng không phải một phái hệ với Hà Giang Hải, cách nghĩ sâu xa không thể cho ai biết chính là, Hà Giang Hải một hệ suy yếu, đối với Khâu Nhân Lễ là chuyện tốt, đối với y mà nói, làm sao không phải chuyện tốt. Nhưng khiến Tôn Tập Dân không ngờ tới chính là, Hà Giang Hải cũng không cho không ngờ còn có chuẩn bị ở sau. Ở trên vấn đề của Lỗ Thành Lương, trước tiên, Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Ngũ Nhạc, Cục Công an thành phố, đều có trách nhiệm không thể trốn tránh. Tiếp theo, Sở Công an tỉnh cũng có xử trí bất lợi, phản ứng không kịp thời. Kế tiếp nữa, trưởng ban thư ký tỉnh ủy đồng chí Hạ Lực đích thân đến thành phố Ngũ Nhạc, vẫn là không thể tránh khỏi bi kịch xảy ra. Đồng chí Hạ Lực cũng không làm tròn công tác. Khâu Nhân Lễ nói ra một phen, xác định quan điểm cơ bản trước, không để lại một chút đường sống quay về, khí thế đại thịnh. Trước khi Chu Hồng Cơ rời khỏi Bắc Kinh, luôn đảo quanh ở trong các bộ và ủy ban trung ương, chịu ảnh hưởng sâu tác phong làm việc của các bộ và ủy ban trung ương, cho rằng rèn luyện ở các bộ và ủy ban trung ương so với rèn luyện ở địa phương, trưởng thành nhanh hơn, khởi điểm càng cao, hơn nữa tầm mắt càng rộng lớn. Cũng phải, những năm gần đây không thiếu tiền lệ vừa ra khỏi các bộ và ủy ban trung ương liền nổi danh thiên hạ, càng có không ít người từ thứ trưởng trực tiếp nhậm chức chủ tịch tỉnh, hoặc từ bộ trưởng một bước lên đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy, tiền lệ vừa mở ra, Chu Hồng Cơ liền cảm động lây, nhận định trước mắt có một đường lớn quang minh, chỉ chờ khi thời cơ thích hợp, chờ y bước ra một bước. Đi tới tỉnh Tề mới phát hiện, tình hình ở địa phương hoàn toàn khác với tưởng tượng khi ở các bộ và ủy ban trung ương. Hơn nữa càng khiến y khó mà bình tĩnh chính là, ở các bộ và ủy ban trung ương cảm thấy mọi chuyện hài lòng, vừa tới địa phương mới phát hiện, mọi chuyện bó tay bó chân. Trước không nói đến Hạ Tưởng trẻ hơn y vị trí cao hơn y thỉnh thoảng đè đầu y, ngay cả Khâu Nhân Lễ y một lòng nhận định là mèo ốm, lại bởi vì một sự kiện tự sát không lớn không nhỏ của Lỗ Thành Lương, phút chốc biến thành con hổ. Chu Hồng Cơ không dám tin mà quan sát Khâu Nhân Lễ một cái, âm thầm kinh hãi. Bí thư Khâu chẳng những đã thành con hổ, còn trở thành con hổ lớn uy phong lẫm lẫm, vừa rồi ba điểm định tính, chẳng những cố ý một lưới bắt hết thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Ngũ Nhạc, hơn nữa trực tiếp điểm danh phê bình Sở Công an tỉnh, trực tiếp đưa Hà Giang Hải lên vị trí bị động. Càng khiến Chu Hồng Cơ không hiểu chính là, không phải Hạ Lực luôn là người có khả năng đắc lực của Khâu Nhân Lễ hay sao, sao Khâu Nhân Lễ ngay cả Hạ Lực cũng phê bình. Chẳng lẽ còn có ý đồ mượn cơ hội gõ Hạ Lực? Chu Hồng Cơ ánh mắt chớp động, cùng Tôn Tập Dân liếc nhìn nhau, trong lòng hoảng sợ, mới biết được tranh đấu chính trị trên địa phương so với các bộ và ủy ban trung ương phức tạp hơn nhiều. Các bộ và ủy ban trung ương dù sao ít người, phái hệ ít, hơn nữa là chế độ trưởng ban lão đại, nhưng trên địa phương lại khác, chủ tịch tỉnh có thể kiềm chế bí thư tỉnh ủy, thậm chí phó bí thư và bí thư ủy ban kỷ luật cũng có thể đối kháng với bí thư tỉnh ủy,
ngay cả sở công an tỉnh, cũng có khả năng không nằm trong khống chế của bí thư tỉnh ủy. Các bộ và ủy ban trung ương chỉ là một nha môn nhỏ, mà tỉnh ủy lại là một đảng trung ương và quốc vụ viện thu nhỏ. Chu Hồng Cơ còn không biết, tiếp theo xảy ra mọi chuyện, lại dạy cho y một khóa mãi mãi cũng không thể học được ở các bộ và ủy ban trung ương. Khâu Nhân Lễ bắt đầu liền đặt ra quan điểm cơ bản, sau đó chuyển đề tài, kiếm phong thẳng chỉ Hà Giang Hải. Đồng chí Giang Hải, công tác của Sở Công an tỉnh, làm rất không đúng chỗ, nếu xử trí thích đáng, hoàn toàn có thể cứu vãn được sinh mạng của một cán bộ đảng viên ưu tú. Lẽ ra nhân vật số 1 đã xác định sự tình rồi, cho dù có sai, cũng là đâm lao phải theo lao, đợi họp xong mới báo cáo không muộn, Hà Giang Hải lại không, dường như không muốn bỏ lại người ở hội nghị công việc, hoặc là muốn trực tiếp phủ định kết luận của Khâu Nhân Lễ, dù sao biểu hiện của y đã ngoài dự đoán của mọi người. Bao gồm Hạ Tưởng. Trước tiên, tôi thừa nhận Sở Công an tỉnh ở trên việc xử trí vấn đề của đồng chí Lỗ Thành Lương, gánh trách nhiệm xử trí bất lợi nhất định, cũng tiếp nhận phê bình của Bí Thư Khâu. Tiếp theo, căn cứ chứng cứ nắm giữ trong tay tôi cho thấy, đồng chí Lỗ Thành Lương tự sát, quả thật là sợ tội tự sát. Hà Giang Hải thanh âm không lớn, nhưng giọng điệu khẳng định dị thường, hơn nữa y cuối cùng cho ra kết luận, lời vừa ra khỏi miệng, liền chấn kinh mỗi người ở đây. Khâu Nhân Lễ hơi hơi kinh ngạc. Tôn Tập Dân vẻ mặt kinh ngạc. Hạ Tưởng cũng là bỗng nhiên biến đổi sắc mặt. Chu Hồng Cơ vốn tựa vào sau sofa ngồi nghiêng, lập tức ngồi thẳng người, trừng to hai mắt. Đùa quá lớn rồi, Hà Giang Hải là muốn được ăn cả ngã về không? Chu Hồng Cơ nhìn thẳng vẻ mặt kiên nghị của Hà Giang Hải, trong lòng sông cuộn biển gầm, không nghĩ tới Hà Giang Hải mạnh mẽ, cứng rắn như thế, đối mặt với quyền uy của bí thư tỉnh ủy Khâu Nhân Lễ. Một chút cũng không lùi bước, ngược lại lấy Lỗ Thành Lương đã chết ra nói, thật giỏi, đủ độc. Tuy nhiên trong nháy mắt Chu Hồng Cơ lại vô cùng may mắn đúng lúc rút thân ra khỏi sự kiện của Lỗ Thành Lương, bây giờ mới càng khâm phục Tôn Tập Dân đa mưu túc trí, may mắn ủy ban kỷ luật không có bị kéo vào, bằng không đã trở thành y cùng Hà Giang Hải kết hợp sỉ nhục Khâu Nhân Lễ rồi. Cho tới bây giờ, y cũng không hoàn toàn làm tốt tâm lý chuẩn bị đối lập với Khâu Nhân Lễ. Còn có một điểm. Y cũng không muốn trở thành đá kê chân cho Hà Giang Hải khiêu chiến Khâu Nhân Lễ. Thậm chí Chu Hồng Cơ cố ý vô tình đem ánh mắt dừng ở trên người Hạ Tưởng, liên tưởng đến với tâm lý bỏ ngoài thâm căn cố đế của người tỉnh tề đứng đầu là Hà Giang Hải. Trong đầu y đột nhiên liền nhảy ra một ý niệm làm cho bản thân giật mình, có lẽ giai đoạn hiện nay cùng Hạ Tưởng hợp tác, lật đổ Hà Giang Hải cũng có thể xem là một kế sách ổn thỏa. Tuy nhiên lại nghĩ tới tình hình Tam Quốc diễn nghĩa, dưới cục diện thiên hạ chia ba. Ba bên đều tự làm chính trị, hai trong số đó muốn chân thành hợp tác cũng không có khả năng, bởi vì rất khó lấy được tín nhiệm chân chính. Mọi người sau khi kinh ngạc xong, đều nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, nhất là Khâu Nhân Lễ, đầu tiên là chăm chú nhìn Hà Giang Hải một lát, vẻ mặt từ ngưng trọng chuyển sang cười yếu ớt, là bất động thanh sắc cười lạnh. Sợ tội tự sát, đồng chí Giang Hải, người chết lớn nhất, nói chuyện phải suy nghĩ kỹ. Nếu đồng chí Lỗ Thành Lương quả thật không có vấn đề, có phải tôi có thể hoài nghi con người của anh có vấn đề hay không? Khâu Nhân Lễ phát huy rồi. Lần đầu tiên ngay mặt đối mặt Khâu Nhân Lễ chưa từng lộ qua quyền uy của nhân vật số 1, nói không sợ hãi đó là giả, người trong quan trường đều có ý sợ hãi tự nhiên đối với quyền lực, trong người đều có một quan niệm đè chết người không thể dao động, huống chi trong tưởng tượng của Hà Giang Hải, bí thư Khâu là lần đầu tiên phát tác, y cũng là khó tránh có chút khẩn trương và bất an. Nhưng nếu đã chuẩn bị đầy đủ, cũng quyết tâm phải cứng rắn đến cùng, do đó mượn sự kiện Lỗ Thành Lương đạt được hai mục đích lập uy ở trước mặt Khâu Nhân Lễ, dương oai ở trước mặt Tôn Tập Dân, y không thể lùi bước. Bởi vì ở trên chuyện Lỗ Thành Lương thành công hay thất bại, không chỉ quan hệ đến quyết tâm y bảo vệ hệ thống ngành muối, là hành động chính trị trọng đại biểu hiện lập trường với những người sau lưng y, cũng quan hệ đến một ván trọng yếu ai chiếm cứ chủ động trong hợp tác giữa y với Chu Hồng Cơ. Y đã thắng rồi, có nghĩa là Hạ Tưởng thua rồi. Liền thấy rõ địa vị của y ở tỉnh Tề không thể dao động, coi như tuyên cáo với Chu Hồng Cơ, muốn ở tỉnh Tề làm gì đó, phải mượn dùng thế lực của y, mà còn phải lấy y làm chủ. Về phần Lỗ Thành Lương có phải rất đáng thương hay không, ngay cả chết cũng chết không yên, y cũng chỉ có thể không sao cả mà nói một tiếng thật có lỗi. Chỉ có điều chỗ tính sai duy nhất chính là Hà Giang Hải không ngờ tới Hạ Tưởng không phát huy, Chu Hồng Cơ không tỏ thái độ, Khâu Nhân Lễ lại phát tác mà trước nay chưa từng có. Bí thư Khâu, xin đừng hoài nghi nhân cách của tôi.
trong tay tôi có chứng cứ vô cùng xác thực chứng minh Lỗ Thành Lương tham ô nhận hối lộ, con số vô cùng lớn, bước đầu điều tra chứng thật là có hơn 3 triệu. Anh ta ở Ngũ Nhạc gọi gái có lẽ không thật, nhưng anh ta quả thật có vấn đề kinh tế vô cùng nghiêm trọng. Hà Giang Hải không hề nhượng bộ, vô cùng chắc chắc đáp. Khâu Nhân Lễ không nói lời nào, nhìn về phía Chu Hồng Cơ. Thẩm tra vấn đề kinh tế của cán bộ đảng viên là quyền hạn của Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Hà Giang Hải thân là bí thư đảng ủy công an kiêm giám đốc sở công an tỉnh, trong tay có chứng cứ cũng có thể giải thích được, nhưng dù sao không hợp trình tự lắm. Khâu Nhân Lễ là muốn Chu Hồng Cơ tỏ thái độ. Chu Hồng Cơ trong lòng đập loạn, cơ hội, thình lình xảy ra. Đúng vậy, lúc này chính là một cơ hội tốt, lập trường của y không nhất định quyết định ai thắng ai thua, nhưng y nghiêng về một bên, chẳng khác nào đắc tội một bên khác. Là một lựa chọn vô cùng gian nan. Dựa theo tình hình đang tranh thủ ai chính ai thứ giữa y và Hà Giang Hải để phân tích, nếu như y ủng hộ Hà Giang Hải, coi như tặng một phần quà lớn cho Hà Giang Hải. Nhưng vấn đề là, nếu chẳng may chứng cứ mà Hà Giang Hải nói sau cùng lại bị phủ định thì làm sao, chẳng phải y là lợn lành chữa thành lợn què. Nhưng nếu ủng hộ Khâu Nhân Lễ, chẳng những đã đắc tội với Hà Giang Hải, mà Khâu Nhân Lễ lại không niệm tình y, chẳng phải y hai đầu thất bại. Chu Hồng Cơ lúc này mới biết khi đối mặt với lựa chọn trọng đại, y vẫn không đủ trầm ổn và bình tĩnh, cũng thiếu sót dũng khí quyết định thật nhanh, theo bản năng liếc nhìn Tôn Tập Dân một cái. Tôn Tập Dân bất động thanh sắc, không có cho y bất kỳ ám chỉ nào. Ánh mắt của Chu Hồng Cơ đảo qua một cái, lờ đãng lại dừng trên mặt Hạ Tưởng, lập tức cảm thấy tim đập nhanh hơn. Hạ Tưởng vẻ mặt rất là ý vị sâu xa, hắn dường như là vẻ mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại tràn đầy lòng tin và sáng rọi. Chỉ nhìn liếc mắt một cái khiến cho người ta cảm thấy hắn giống như nắm chắc thắng lợi. Chu Hồng Cơ trong nháy mắt hạ quyết tâm, quyết định không mạo hiểm trên chuyện của Lỗ Thành Lương nữa, không chừng Hạ Tưởng lại lập ra một cạm bẫy gì đó. Ủy ban kỷ luật không có nhận được tố cáo liên quan đến đồng chí Lỗ Thành Lương, không có chứng cứ cho thấy đồng chí Lỗ Thành Lương có vấn đề kinh tế. Về phần ủy ban kỷ luật không nắm giữ tài liệu tham ô nhận hối lộ của đồng chí Lỗ Thành Lương. Nói vừa xong, Chu Hồng Cơ chú ý tới Tôn Tập Dân hơi gật đầu, hiển nhiên là đồng ý lập trường của y. Không ngoài dự đoán, Hà Giang Hải trong mắt nhanh chóng thoáng qua một chút vẻ thất vọng. Tuy nhiên Hà Giang Hải cũng quả nhiên lợi hại, sau một lát lại khôi phục thong dong. Bí thư Chu vừa tới tỉnh Tề không lâu, ủy ban kỷ luật trước đó có một số thư tố cáo động lại có thể không chú ý. Bí thư Chu không ngại hỏi lại lệnh truyền chí, trong tay anh ấy nắm giữ nhiều sự thật tham ô nhận hối lộ của Lỗ Thành Lương. Hay cho một Hà Giang Hải, người gây sự, giáp mặt khiến Chu Hồng Cơ không thể xuống đài. Lệnh truyền chí là phó bí thư thường vụ Ủy ban Kỷ luật tỉnh kiêm giám đốc sở giám sát tỉnh, là nhân vật số 2 của Ủy ban Kỷ luật tỉnh, quyền lực chỉ đứng sau Chu Hồng Cơ, thậm chí có thể nói, trước khi Chu Hồng Cơ chưa đứng vững gót chân ở Ủy ban Kỷ luật, lệnh truyền chí là phương hướng của Ủy ban Kỷ luật mà phần lớn nhiều người hướng vào. Rõ ràng là muốn làm khó cho y, Chu Hồng Cơ ánh mắt thu lại. Vô cùng bất mãn đáp lễ Hà Giang Hải một cái, trong lòng càng cảm nhận được tính phức tạp của đấu tranh ở địa phương, không có tình bạn vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Hà Giang Hải cũng không để ý tới ánh mắt của Chu Hồng Cơ, bởi vì hiện tại đối thủ chủ yếu của y là Lý Đinh Sơn sau lưng của Lỗ Thành Lương, nói chính xác hơn, là Hạ Tưởng sau lưng của Lý Đinh Sơn, Khâu Nhân Lễ sau lưng của Hạ Tưởng, tất cả vấn đề đều xoay quanh nội tình ngành muối của tỉnh Tề. Trận chiến này là trận chiến mà y tỏ rõ lập trường với nhân vật sau lưng và đạt được chiến tích được tán thành. Khâu Nhân Lễ dường như lập tức khí thế giảm đi, ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ hỏi Tôn Tập Dân. Đồng chí Tập Dân nghĩ như thế nào đối với cách nói của đồng chí Hà Giang Hải? Tôn Tập Dân lại đùa giỡn cáo già, trực tiếp đá trái banh tới dưới chân Hạ Tưởng. Tôi muốn nghe xem ý kiến của đồng chí Hạ Tưởng trước. Ánh mắt của mấy người bao gồm cả Chu Hồng Cơ đều tập trung ở trên người Hạ Tưởng. Hạ Tưởng dưới sự chú ý của mọi người không ngờ lại hoàn toàn bình thản. Thật ra khi Hà Giang Hải đột nhiên ném ra vấn đề kinh tế của Lỗ Thành Lương thì hắn liền nhạy bén ý thức được, vấn đề đã đến rồi. Nhưng, sau khi mưa dịu gió êm thường thường sẽ có cầu vồng, trong một vấn đề, cũng luôn có cơ hội làm bạn. Thế cục tỉnh Tề, theo nghĩa rộng mà nói, chia làm ba phái. Hắn và Khâu Nhân Lễ xem như một phái, là vì đại biểu cho thế lực gia tộc. Nhưng điểm khác nhau chính là Khâu Nhân Lễ hoàn toàn xuất thân từ thế lực gia tộc, trên trán hắn còn có mác đoàn hệ.
Tiếp tục kéo dài ra để nói, nếu xét về xuất thân đoàn hệ thì Lý Vinh Thăng cũng xem như cùng phái. Chu Hồng Cơ và Tôn Tập Dân xem như một phái, đại biểu cho phái phản đối. Có thể nói, đây là lực lượng của phái mâu thuẫn với hắn nhiều nhất, cùng hắn có địch ý sẵn có và lập trường thù địch tuyệt đối. Hà Giang Hải và Viên Húc Cường xem như một phái, đại biểu cho phái thủ tướng, cũng là thế lực thâm căn cố đế nhất ở tỉnh Tề. Ăn ngay nói thật, bang bán đảo với Hà Giang Hải cầm đầu, là trong ba thế lực ở tỉnh Tề, thực lực hùng hậu nhất, một lực lượng có phạm vi thế lực lớn nhất. Ba thế lực, hình thành thế chân kiềng vững chắc, giữa hắn và Khâu Nhân Lễ xem như hợp tác chặt chẽ, giữa Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ, coi như là liên kết khăng khít, dù sao cũng là cùng đồng môn. Xét mặt tình cảm mà nói, Chu Hồng Cơ là quân đi trước của Tôn Tập Dân, với Hà Giang Hải là ngươi với ta cùng đọ sức. Trong tình cảnh ấy, ai đứng đầu ai đứng thứ hai còn đang phân tranh một cách kinh khủng, nhưng vẫn có thể hợp tác. Trong cả ba phái, người mà hắn không có khả năng liên kết nhất chính là Chu Hồng Cơ, người của là thế lực phản đối. Nhưng thực tế, tình thế mạnh hơn người, vì cái lợi lớn mà những khó chịu lúc trước được che giấu, để tạm thời có thể bắt tay giảng hòa. Nói đi còn nói lại, hai bên càng liên hợp lại càng tiềm ẩn sự mâu thuẫn nghiêm trọng ở bên trong, không kết hôn sao có thể ly hôn. Lúc này chính là cơ hội tốt nhất cho việc ngầm tạo ra xung đột và tai họa cho mối quan hệ giữa Chu Hồng Cơ và Hà Giang Hải. Hạ Tưởng cũng nhìn thấy được, sau sự kiện Lỗ Thành Lương, Chu Hồng Cơ cố ý duy trì khoảng cách nhất định với Hà Giang Hải, cũng không hề nhắm mắt dập khuôn. Điều đó cũng chứng minh hai bên hợp tác nhưng đã không còn đạt được nhất trí chung nữa. Nếu Tôn Tập Dân đem cầu đá tới chân của hắn rồi, hắn khẳng định phải đứng trước khung thành đá một đá, đá cho quả cầu xinh đẹp phải quay lại. Nếu đồng chí Giang Hải đã căn cứ theo những thông tin xác thực nắm rõ việc Lỗ Thành Lương tham ô nhận hối lộ, thì cần phải điều tra ra manh mối. Nhưng vừa rồi, đồng chí Lỗ Thành Lương ở Ngũ Nhạc đúng là đã bị người khác hãm hại là chơi gái, là sự thật cũng không dễ biện luận, nên cần phải truy xét tới trách nhiệm của nhân viên có liên quan. Cần phải tiếp tục nghiên cứu sâu hơn nữa. Ánh mắt Hạ Tưởng lướt nhanh qua khuôn mặt vừa lóe sáng của Chu Hồng Cơ, vô cùng kiên định nói tiếp. Ý kiến của tôi là, Ủy ban kỷ luật tỉnh do đồng chí Hồng Cơ dẫn dắt, đối với đề xuất của đồng chí Giang Hải về việc Lỗ Thành Lương tham ô nhận hối lộ, nên điều tra cho ra sự thật. Tỉnh ủy cuối cùng phải căn cứ kết luận của Ủy ban kỷ luật tỉnh đến xác định rõ ràng về vấn đề của đồng chí Lỗ Thành Lương. Đứng là một kế hay mượn đao giết người. Hà Giang Hải tuy rằng địa vị cao, nhưng khuyết điểm lớn nhất của anh ta chính là vui giận đều hiện cả ra mặt, không thể khống chế tốt cảm xúc của mình. Hạ Tưởng vừa nói xong, anh ta lập tức biến sắc. Hạ Tưởng tỏ rõ là muốn làm cho Chu Hồng Cơ và anh ta tự giết lẫn nhau, là muốn bố trí đẩy Chu Hồng Cơ tới mức khó cả đôi đường. Hà Giang Hải không thể không xem trọng Hạ Tưởng mà liếc mắt một cái, vốn anh ta vẫn có ý khinh thường Hạ Tưởng, cho rằng Hạ Tưởng vừa đến tỉnh Tề đã đưa Lỗ Thành Lương lên chức là một nét bút hỏng lớn nhất. Hiện tại cẩn thận suy nghĩ, mới hiểu rõ được điều gì. Thì ra là Lý Đinh Sơn tự chủ trương, không phải do Hạ Tưởng nhất thời hồ đồ. Hạ Tưởng thấy Hà Giang Hải biến đổi sắc mặt của Chu Hồng Cơ cũng đầy biến hóa, trong lòng lại càng giữ vững ý nghĩ của mình, tiếp tục nói. Đối với việc vu cáo hãm hại đồng chí Lỗ Thành Lương tại Ngũ Nhạc, là do cùng một người hãm hại, tính chất vô cùng ác liệt, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Mặc kệ đồng chí Lỗ Thành Lương có tham ô nhận hối lộ hay không, nhưng sự việc anh ta bị người hãm hại là sự thật vô cùng xác thực. Tôi đề nghị tỉnh ủy, ủy ban kỷ luật tỉnh mở một tổ liên hợp điều tra những người có trách nhiệm. Đối với những công chức có trách nhiệm liên quan cần phải nghiêm túc xét xử, tuyệt không nhân nhượng. Về phương diện tỉnh ủy, tôi đề nghị do trưởng ban thư ký Ôn đứng đầu, về phương diện ủy ban kỷ luật tỉnh, có thể do đồng chí Lệnh Truyền Chí đứng đầu, nhất định phải tra rõ sự kiện đồng chí Lỗ Thành Lương bị hãm hại. Hạ Tưởng một hơi đưa ra các vấn đề liên tiếp, chẳng khác nào là đem chặn kín tất cả đường lui của Hà Giang Hải. Đồng thời, chẳng những chôn Hà Giang Hải và Chu Hồng Cơ vào sự xung đột tai họa ngầm, cũng châm mồi lửa mâu thuẫn giữa Chu Hồng Cơ và Lệnh Truyền Chí. Đấu tranh quyền lực là nhịp điệu vĩnh viễn không thay đổi. Chu Hồng Cơ ở Ủy ban kỷ luật còn chưa chịu dừng chân, khẳng định sẽ mượn cơ hội chỉnh đốn bên trong Ủy ban kỷ luật nhằm tạo dựng quyền lực, dù sao y cũng đã giải nhiều con đường. Để xem Chu Hồng Cơ có tiếp chiêu hay không, có nắm bắt lấy cơ hội hay không. Hà Giang Hải chắc chắn còn có sự chuẩn bị phía sau. Gã cũng không phải không có sức trả đòn. Chủ yếu chính là Hạ Tưởng đã nhạy bén phát hiện ra cơ hội,
Hà Giang Hải gần như quá cố chấp với sự kiện của Lỗ Thành Lương, cũng không có đạt được sự ủng hộ hết sức mình từ chiếc thuyền cứu hộ Chu Hồng Cơ. Tôn Tập Dân chẳng qua chỉ tiện tay đem quả cầu truyền cho Hạ Tưởng, chỉ một lần thử dò xét, không ngờ Hạ Tưởng chẳng những nhân thể tiếp được, còn ôm đồm nhiều việc quyết định đưa ra quan điểm chủ yếu của tỉnh ủy, thật đúng là cầm lông gà làm lệnh tiễn, anh ta cảm thấy không hài lòng, đang muốn mở miệng nói vài câu, thì Khâu Nhân Lễ lại tỏ thái độ trước. Đề nghị của đồng chí Hạ Tưởng rất tốt, rất phù hợp với thực tế, tôi rất đồng ý. Một câu định âm, Khâu Nhân Lễ không đợi Tôn Tập Dân nói câu gì nữa, bất ngờ đưa ra quyết định. Cứ quyết định như vậy đi, ai còn có ý kiến khác, sẽ bàn bạc sau. Mặt khác tôi cho rằng, Cục trưởng Cục Công của thành phố Ngũ Nhạc đồng chí Vạn Nguyên Thành hẳn là nên tạm thời cách chức tự kiểm điểm, chờ điều tra sau. Lời nói của Khâu Nhân Lễ hoàn toàn là giọng điệu khẳng định, vừa không cho phép bàn bạc, cũng không trưng cầu ý kiến của Tôn Tập Dân. Sau khi anh ta nói xong, mới lại hỏi thêm một câu. Đồng chí Tập Dân còn có ý kiến gì không? Tôn Tập Dân vừa tới tỉnh Tề, còn chưa có thân tín gì, càng không có nền móng, anh ta muốn mở ra cục diện, chỉ có thể mượn tới lực lượng của người khác, hoặc là lực lượng của Khâu Nhân Lễ, hoặc là lực lượng của Hà Giang Hải, phải xem anh ta lựa chọn như thế nào. Hiện tại tình thế đã rất rõ ràng, Khâu Nhân Lễ và Hà Giang Hải đang đọ sức, nếu anh ta đứng giữa, có thể theo đuổi ích lợi lớn nhất, cho nên thái độ thích hợp nhất hiện tại chính là nên chờ đợi thêm một thời gian nữa. Tôn Tập Dân gật đầu nói. Tôi không ý kiến gì. Khâu Nhân Lễ quả thật cũng không đơn giản. Đối với đề nghị đưa của Hạ Tưởng, ông ta trực tiếp quyết định tán thành, sau đó lại giả vờ trưng cầu ý kiến của Tôn Tập Dân, trực tiếp bỏ qua sự tồn tại Chu Hồng Cơ và Hà Giang Hải, xua tay nói. Trước tiên, cứ như vậy đã, tan họp. Hạ Tưởng, Tập Dân lưu lại một chút, về vấn đề điều chỉnh nhân sự, chúng ta nên nghiên cứu một chút. Thế rất mạnh, rất hống hách. Ngụ ý chính là, ba nhân vật số một của tỉnh ủy quyết định sự việc, Chu Hồng Cơ và Hà Giang Hải xếp hạng gần cuối, chỉ có thân phận nghe theo. Hà Giang Hải và Chu Hồng Cơ liếc nhau, đành phải đứng dậy rời khỏi. Sau khi đi ra, Hà Giang Hải cảm thán nói một câu. Hội nghị công việc bí thư đã nhanh chóng trở thành bí thư độc đoán rồi. Ý anh ta là muốn để Chu Hồng Cơ nói tiếp, sau đó tìm được đề tài chung, khen chê Khâu Nhân Lễ vài câu. Lại nhân cơ hội kéo lại mối quan hệ với Chu Hồng Cơ. Không ngờ Chu Hồng Cơ không tiếp lời của anh ta, lại trực tiếp hỏi. Bí thư Hà và lệnh truyền chí quan hệ cũng không tồi, nếu sớm đã biết. Hà Giang Hải sửng sốt, Chu Hồng Cơ có ý tứ gì? Có thái độ thù địch với anh ta, vừa định giải thích vài câu, Chu Hồng Cơ lại không âm không dương nói. Bí thư Hà, về phương diện Sở Công an tỉnh. Tôi đề nghị do đồng chí Đường Trịnh Kiệt và Ủy ban Kỷ luật tạo thành tổ liên hợp điều tra, cùng nhau điều tra vấn đề của thành phố Ngũ Nhạc. Đường Trịnh Kiệt là phó giám đốc thường trực Sở Công an tỉnh, đang có quan hệ rất căng thẳng với Hà Giang Hải. Nói xong, Chu Hồng Cơ khẽ gật đầu, vẻ mặt cười yếu ớt, nghênh ngang mà đi. Quảng lại một mình Hà Giang Hải đang rất kinh ngạc, nghĩ thầm rằng Chu Hồng Cơ có ý tứ gì, dám khiêu chiến với anh ta. Đừng tưởng rằng là lực lượng hậu bị là giỏi rồi. Tới tỉnh Tề, thì dù là một con rồng cũng phải bị rắn địa phương áp chế không nâng nổi đầu. Hà Giang Hải lạnh lùng cười, Chu Hồng Cơ, chờ xem, sẽ có lúc ngươi phải chủ động tới cửa cầu ta, ngươi còn chưa thực sự thấy được sự lợi hại của người tỉnh Tề đâu. Hà Giang Hải ngạo mạn nhìn theo bóng dáng Chu Hồng Cơ lắc lắc đầu. Giữa Chu Hồng Cơ và Hà Giang Hải một lần so chiêu chuồn chuồn lướt nước, Tôn Tập Dân cũng không biết, cho dù biết cũng sẽ không quá nhạy cảm. Bởi vì hiện tại anh ta phát hiện ra một cơ hội trọng đại. Điều chỉnh nhân sự. Làm chủ tịch tỉnh, điều chỉnh nhân sự trong phạm vi toàn bộ tỉnh, tất nhiên có quyền phát ngôn rất lớn. Nói cách khác, nhất định sẽ có lợi ích mới. Ở cương vị trọng yếu xếp người của chính mình vào. Ở thời khắc bản thân mình đang ở địa vị cao thì phải chuẩn bị đường lui. Chỉ có không ngừng thu xếp cho người một nhà lên các vị trí quan trọng, mới có thể đảm bảo được quyền uy và ý chí của chính mình có thể tiếp diễn. Mới có thể khiến chính mình cầm quyền chấp chính, ngọn đuốc tương truyền. Tôn Tập Dân lại may mắn trong sự kiện Lỗ Thành Lương duy trì lập trường trung lập, nếu không trong công cuộc điều chỉnh nhân sự lớn sắp tới, anh ta sẽ không dễ dàng phân người đến được nhiều chỗ tốt. Dù sao quyền điều chỉnh nhân sự to lớn vẫn nằm trong tay bí thư, thậm chí trên phương diện nào đó mà nói, trong việc điều chỉnh nhân sự, phó bí thư lại có quyền phát ngôn còn lớn hơn so với chủ tịch tỉnh như anh ta.
dù sao phó bí thư cũng được phân công quản lý nhân sự. Khi chỉ còn lại có ba người, Khâu Nhân Lễ lại khôi phục vẻ thành thật chất phác, ôn hòa tươi cười, thậm chí còn nói vài câu tán gẫu, đánh tan bầu không khí bi thương bởi cái chết của Lỗ Thành Lương, sau đó lại thay đổi một bộ dạng đầy ung dung nói. Lần điều chỉnh nhân sự này thực hiện trên quy mô lớn, phạm vi rộng, liên quan đến nhiều cán bộ nhất ở tỉnh Tề trong vài năm gần đây. Theo bước đầu tính toán của tôi là, toàn bộ tỉnh, thành phố cấp 3 sẽ điều chỉnh 10 nhân vật số 1, mặt khác còn có mười mấy cán bộ phó giám đốc sở, khẳng định phải. Trong lòng Tôn Tập Dân đầy rung động, độ mạnh yếu thật sự quá ghê gớm, ít nhất cũng phải động tới mấy chục vị trí phó giám đốc sở trở lên. Anh ta chỉ biết, cuộc đấu tranh chính trị thực sự đến rồi. Cái chết của Lỗ Thành Lương so với việc điều chỉnh nhân sự trong phạm vi toàn bộ tỉnh, chẳng qua là mưa bụi thôi. Tuy nhiên, lúc này đây trong lòng Tôn Tập Dân mới hoàn toàn nghĩ thông suốt về cảnh tượng trong cuộc họp vừa rồi. Hạ Tưởng đề xuất liên hợp điều tra là điều kiện trước tiên, nếu ông ta muốn đạt được ích lợi lớn hơn nữa trong lần điều chỉnh nhân sự này, như vậy Chu Hồng Cơ nhất định phải giơ đao lớn lên, chém một đao vào đầu Hà Giang Hải. Làm sao bây giờ? Tôn Tập Dân còn chưa quyết định thì câu nói đầu tiên Hạ Tưởng đã làm cho anh ta thực sự hạ quyết tâm. Đầu tiên là vấn đề vu cáo hãm hại tác phong của Lỗ Thành Lương, kết quả hại chết người. Nhưng ngay cả người chết cũng không buông tha, lại tiếp tục nắm lấy vấn đề kinh tế của Lỗ Thành Lương. Một vài người, có thể vô liêm sỉ đến mức không thể hơn được. Hạ Tưởng khinh thị cười lạnh. Mọi việc đều phải chú ý tới tiêu chuẩn và phép tắc, chín qua hóa nẫu sẽ chứng minh phẩm hạnh thật sự quá kém. Chủ tịch tỉnh Tôn, hợp tác là phải căn cứ dựa trên cơ sở niềm tin từ hai phía. Thật ra mà nói, trong tỉnh ủy tỉnh Tề, chúng ta ngược lại có thời gian tiếp xúc lâu nhất. Tôn Tập Dân hé mắt, liếc nhìn Hạ Tưởng một cái đầy thâm ý. Đúng vậy, anh ta và Hạ Tưởng đâu chỉ quen thôi, họ đã từng trải qua rất nhiều lần qua lại, tuy rằng không cùng lập trường, thậm chí có lúc còn đối lập, nhưng nói tóm lại, Hạ Tưởng làm việc ngay thẳng, chưa từng có thủ đoạn nham hiểm ngấm ngầm ném đá xuống giếng. Lại càng không vì lợi ích mà có hành vi vô sỉ tiếp tục không ngừng gây sức ép đối với một người đã chết. Tôn Tập Dân đã biết bước tiếp theo nên rèm pha như thế nào. Anh ta chủ động giơ tay nói. Có thể lại cùng cộng sự với bí thư Hạ lần nữa, với tôi mà nói, cũng là một việc tốt đáng vui mừng. Hạ Tưởng rất trịnh trọng cầm tay Tôn Tập Dân, hắn biết ý nghĩa của cái bắt tay trước mắt là gì, ý nghĩa tạm thời bắt tay giảng hòa. Đối với tỉnh Tề mà nói, chúng ta đều là người từ ngoài đến, đều cần một quá trình thích ứng với khí hậu tỉnh Tề. Hạ Tưởng cười rất chân thành, nói thật hàm xúc. Hắn tin tưởng Tôn Tập Dân cho dù không hoàn toàn liên kết giúp hắn áp chế Hà Giang Hải, nhưng hiện tại cũng sẽ giữ khoảng cách không gần không xa với Hà Giang Hải, tiến thêm một bước bất hòa. Lôi kéo và sắp xếp và đánh ngã, cũng là một trong những thủ đoạn thường dùng nhất trên mặt trận chính trị. Khâu Nhân Lễ ngồi một bên điềm đạm mỉm cười. Sau khi cười xong, lại lập tức thể hiện một bộ mặt nghiêm túc nói. Bởi vì điều chỉnh nhân sự liên quan đến vấn đề đoàn kết trong mọi mặt, không thể chỉ một lần là xong. Tôi đề nghị, hôm nay chúng ta hãy thảo luận một chút về vấn đề nhân sự ở Ngũ Nhạc trước. Trong lòng Tôn Tập Dân nghĩ, cuối cùng mới biết dở hay phải trái. Tới thực mau. Quả thật là nên tính sổ rồi. Khi Hạ Lực ở Ngũ Nhạc sau khi tổ chức hội nghị thường vụ xong, sắp khởi hành quay về thành phố Lỗ. Thì nhận được điện báo của tỉnh ủy, sau đó y cùng bí thư thành ủy Ngũ Nhạc Chu Vũ Uyên, chính thức truyền đạt quyết định của tỉnh ủy tới Cục trưởng Công an thành phố Vạn Nguyên Thành, tạm thời cách chức tự kiểm điểm, chấp nhận điều tra. Vạn Nguyên Thành không còn cách nào khác, đành chán nản mà tiếp nhận sự thật. Anh ta không bị bí thư thành ủy Chu Vũ Uyên đánh bại, không bị trưởng ban thư ký tỉnh ủy Hạ Lực đánh bại, mà lại bị một kẻ tầm thường chưa từng ngờ đến đánh lén, thật sự là xui xẻo hết sức. Dày công chủ tính lập kế hoạch, không ngờ vào lúc quan trọng nhất lại bị một kẻ tiểu nhân mà anh ta vẫn khinh thường quay lại ghi bàn. Kết quả khiến anh ta thua hoàn toàn, hơn nữa còn chôn vùi tiền đồ đang tươi sáng. Điều đó làm Vạn Nguyên Thành khóc không ra nước mắt. Toàn bộ kế hoạch áo tiên không thấy vết chỉ khâu, thậm chí ngay cả tiểu thư đến cửa cũng nằm trong sự khống chế của anh ta, nhưng ai ngờ được một phó cục trưởng Ôn Tử Kỳ bình thường xếp hạng gần cuối, giống như một con khỉ nhỏ đầy sinh động. Nhập vào từ nhóm bạn của tiểu thư, mở ra điểm đột phá, cuối cùng tiểu thư thừa nhận sự thật bị người sai khiến vu cáo hãm hại Lỗ Thành Lương. Sắp thành lại bại, Vạn Nguyên Thành rất muốn bắn chết Ôn Tử Kỳ. Đáng tiếc đã không có cơ hội. Vạn Nguyên Thành thất thế,
đưa Ngũ Nhạc tới cơn khủng hoảng vô cùng to lớn. Cùng lúc đó, có tin tức liên quan đến việc điều chỉnh nhân sự trong phạm vi toàn bộ tỉnh, cũng không biết là bị người nào cố ý hay vô ý truyền ra, khiến cho mùa xuân năm nay, cảm giác bấp bênh sợ hãi ở thành phố Ngũ Nhạc bỗng dưng gia tăng. Ngay sau khi Hạ Lực tuyên bố quyết định xong, vốn là để tổ điều tra liên hợp giữa Ủy ban Kỷ luật tỉnh và Sở Công an tỉnh đến Ngũ Nhạc điều tra chân tướng sự kiện Lỗ Thành Lương, nhưng cùng lúc đó lại nhận được mệnh lệnh từ cấp trên, chuyển sang điều tra vấn đề của Cục trưởng Công an thành phố Ngũ Nhạc Vạn Nguyên Thành. Hạ Lực sau khi nhận được thông báo từ tỉnh ủy, đã được Chu Vũ Huyên hộ tống, khởi hành trở về. Chu Vũ Huyên hộ tống anh ta tới đường cao tốc, lo lắng bắt tay Hạ Lực nói. Trưởng ban thư ký, thành phố Ngũ Nhạc hiện đang là trung tâm của cơn bão. Tôi rất không yên tâm. Hạ Lực lại khoát tay nói. Trung tâm cơn bão cũng không phải không tốt. Bão càng lớn, cơ hội càng lớn. Hiện tại anh phải giữ vững lập trường. Tôi vừa mới nhận được điện thoại của Bí Thư Hà, trong điện thoại anh ta nói, anh ta và tôi là đồng hương. Chu Vũ Huyên nheo mắt, cũng không biết là vì gió lớn, hay là vì muốn che giấu ý nghĩ thực sự trong lòng. Chúng ta là người tỉnh tề, có một số việc không dễ lựa chọn. Người tỉnh tề chỉ nhìn chằm chằm vào tỉnh tề. Đó cũng không phải là người tỉnh tề có cách nhìn lâu dài. Những lời này hơi quá lời, Hạ Lực nói xong, liền mỉm cười. Hà Giang Hải gọi điện thoại cho anh, không phải bởi vì Đường Trịnh Kiệt muốn tới Ngũ Nhạc sao? Trước kia, lúc trước khi Tư Mã Bắc liên kết với Vạn Nguyên Thành đem Ngũ Nhạc tổ chức chặt như nêm cối, Hà Giang Hải vì sao không kéo lại mối quan hệ đồng hương với anh? Vũ Huyên, anh nếu không đứng trong hàng ngũ tốt, cũng đừng trách tôi không cảnh tỉnh anh. Chu Vũ Huyên làm sao không rõ đường cong trong đó, anh ta là cố ý thử xem lập trường của Hạ Lực có kiên định hay không. Bởi vì anh ta đối với lập trường dao động của Hạ Lực người còn ở bên cạnh Khâu Nhân Lễ nhưng lòng lại ở bên Hà Giang Hải. Trong lòng anh ta trước sau còn lo lắng chưa quyết, giờ gặp Hạ Lực cuối cùng mới hạ quyết tâm, gật đầu nói. Thị trưởng Tư Mã rất quan tâm sự phát triển công nghiệp muối ở Ngũ Nhạc. Biết là tốt rồi, biết là tốt rồi. Hạ Lực dùng sức nắm tay Chu Vũ Huyên, sau đó vẫy tay từ biệt, lên xe mà đi. Tư Mã Bắc là thị trưởng Ngũ Nhạc, đã sớm muốn thay thế vị trí của Chu Vũ Huyên mà leo lên chiếc ghế bí thư thành ủy. Sau khi lên xe, Hạ Lực không nói một lời, nhắm mắt dưỡng thần. Thư ký và lái xe cũng không dám quấy rầy anh ta. Họ biết trưởng ban thư ký hiện đang có rất nhiều việc phải suy nghĩ. Quả thật, Hạ Lực đang trầm tư suy nghĩ. Hơn nữa đem tất cả mọi chuyện từ lúc anh ta tới làm trưởng ban thư ký tới nay mà suy nghĩ cặn kẽ lại một lần. Thật ra, ngay từ đầu, Lỗ Thành Lương qua sự ảnh hưởng của hậu trường được Lý Đinh Sơn đề cử bước ra sàn diễn làm chức phó chủ nhiệm Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước, y đã hoàn toàn bị bất ngờ. Nếu quay lại trước đây, nói thế nào cũng không âm thầm trợ giúp cho Lý Đinh Sơn một tay, khiến Lỗ Thành Lương được đề danh thông qua hội nghị công việc bí thư. Thì sự tình đã không phát triển đến cục diện không thể cứu vãn như bây giờ. Đúng vậy, sở dĩ trước kia Lỗ Thành Lương được đề cử thông qua ban tổ chức cán bộ xét duyệt, lại thông qua hội nghị công việc bí thư thảo luận, tất cả đều do anh ta ở phía sau thúc đẩy mà ra. Gần đây, Lý Đinh Sơn ở tỉnh Tề, trước tiên đã nhúng tay vào vấn đề công nghiệp muối, hơn nữa còn liên kết Lỗ Thành Lương. Lập tức khiến Hạ Lực ý thức được, cơ hội đánh tan cục diện bế tắc tại tỉnh Tề đã đến rồi. Đương nhiên, chỉ vì Lý Đinh Sơn, anh ta mới không ra tay tương trợ, lại càng không âm thầm trợ giúp. Bởi vì anh ta biết, sau lưng Lý Đinh Sơn là Hạ Tưởng, mà sau lưng Hạ Tưởng, là Khâu Nhân Lễ, là Tổng Bí Thư. Hạ Lực nheo mắt, ánh mắt nhìn cảnh vật lướt qua phía ngoài cửa sổ, hai bên đường cao tốc, rừng phòng hộ rậm rạp hai bên đường đã che kín, khiến anh ta không nhìn thấy hoa màu. Theo anh ta thấy, độ xanh hóa trên đường quốc lộ của tỉnh Tề là số một trong nước. Thậm chí các tỉnh phía Nam cũng không thể so sánh được với nó. Anh ta đặc biệt thích cảm giác đi Mercedes-Benz trên đường cao tốc. Dưới trạng thái đi như bay tiến về phía trước, lại khiến anh ta có thể bình tĩnh hơn, chậm rãi lạnh lùng hơn mà phân tích thế cục, cân nhắc lợi hại, sau đó đưa ra quyết định trọng đại thậm chí có thể ảnh hưởng tới tiền đồ cả đời. Lúc nên quyết đoán, thì không thể dao động, trong lòng càng không thể có ảo tưởng tồn tại. Vô tình nghĩ sâu xa. Lại nhớ tới lần phân kỳ trước giữa anh ta và Hà Giang Hải. Thật ra trong lòng anh ta thật muốn nói, tại sao giữa anh ta và Hà Giang Hải lại có sự rạn nứt về mặt chính trị. Xung đột cũng chẳng có ích lợi gì.
chẳng qua là trong vấn đề thủ tướng sẽ quyết định nâng đỡ Hà Giang Hải hay là nâng đỡ anh ta đã thất bại. Hơn nữa thủ tướng có lẽ có ý có lẽ vô ý, khiến anh ta một bước dẫm lên khoảng không, suýt nữa thì anh ta phải đứng ở bên ngoài cửa chính của hội nghị thường vụ tỉnh ủy. Việc này khiến anh ta vẫn canh cánh trong lòng. Mặc dù không muốn suy đoán rằng thủ tướng có ác ý cố tình, chứ không phải là nhất thời không nói thay cho anh ta, nhưng trong lòng anh ta thật sự rất tức giận bất bình, bởi vì cơ hội qua đi, mất đi một lần, có lẽ vĩnh viễn anh ta cũng chỉ dừng lại ở cấp giám đốc sở. Rõ ràng thủ tướng đã gửi gắm nhiều hy vọng ở anh ta, muốn dìu dắt anh ta từng bước một tới vị trí bí thư đảng ủy công an, kết quả cũng là Hà Giang Hải được. Được rồi, anh ta cũng cố gắng nhịn Hà Giang Hải. Dù sao Hà Giang Hải cũng lớn hơn anh ta vài tuổi. Anh ta vẫn còn có cơ hội, chỉ cầu giải quyết cấp phó tỉnh trước rồi mới nói sau. Mãi đến phút cuối cùng, anh ta cũng không nghe được tin tức gì từ ban tổ chức trung ương thông qua đề cử anh ta. Lúc ấy anh ta gần như muốn thất vọng hoàn toàn rồi. Cuối cùng, lúc tin tức được công bố, anh ta trong nháy mắt nghe được tên mình, vui mừng phát khóc. Nhớ lại tình cảnh lúc ấy, thiếu chút nữa thì điên mất. Ai có thể tưởng tượng bí thư tỉnh ủy hiện tại trước mặt người tâm phúc trưởng ban thư ký Hạ Lực, ngay lúc đó bất lực và tuyệt vọng, chẳng khác nào một đứa trẻ nhỏ không nơi nương tựa. Thủ tướng ở thời điểm quan trọng nhất có nói thay cho anh ta hay không, anh ta cũng không biết. Anh ta chỉ biết sau khi anh ta đảm nhiệm chức trưởng ban thư ký tỉnh ủy, trong vấn đề phát triển công nghiệp muối, quan hệ giữa anh ta và Hà Giang Hải có vài rạn nứt không nhỏ, đến nỗi anh ta cảm giác được rõ ràng thủ tướng đối với anh ta càng ngày càng lạnh nhạt. Sau đó, dưới sự giận dữ, anh ta đập bàn Hà Giang Hải, sau đó chuyển hướng tới Khâu Nhân Lễ, nhưng cũng không phải là không nghĩ chỉ cần thủ tướng có một vài ám chỉ, anh ta sẽ quay đầu lại. Kết quả lại không có. Anh ta không chịu từ bỏ, luôn luôn chờ đợi, bởi vì anh ta vẫn sùng kính thủ tướng nhất, anh ta vẫn cho rằng thủ tướng mới là hình tượng người lãnh đạo của đất nước. Kết quả không đợi được ám chỉ của thủ tướng, lại thấy bút tích liều lĩnh của Hà Giang Hải được đưa tới. Tin tức Lỗ Thành Lương ở Ngũ Nhạc bởi vì chơi gái bị bắt vừa được truyền ra, Hạ Lực liền hiểu Lỗ Thành Lương bị người hãm hại. Bởi vì anh ta hiểu rõ tính tình của Lỗ Thành Lương, chính trực tới mức ngay thẳng, đừng nói đến Ngũ Nhạc chơi gái, ngay cả ở thành phố Lỗ cũng sẽ không làm vậy. Có lẽ nói ra người khác sẽ không tin, nhưng Hạ Lực lại tin. Ở bên ngoài, Lỗ Thành Lương đến một tình nhân cũng không có. Nếu ngay từ đầu nói đây là thủ đoạn của Hà Giang Hải thì Hạ Lực còn có thể hiểu được. Cũng chỉ là đấu tranh chính trị thôi, quả thật sẽ có rất nhiều mặt không vẻ vang gì, Lỗ Thành Lương bị hãm hại, cũng chỉ có thể nói là lên tới địa vị càng cao, giá phải trả càng lớn, lên được càng cao, ngã càng đau, vĩnh viễn là một quy luật. Nhưng điều khiến Hạ Lực khiếp sợ chính là, Hạ Tưởng phá vỡ cục diện quá nhanh, thật ngoài sự tưởng tượng của anh ta, nhưng anh ta còn chưa hết khiếp sợ, Lỗ Thành Lương đã tự sát. Cái chết của Lỗ Thành Lương khiến Hạ Lực đặc biệt xúc động rất nhiều. Khiến anh ta bỗng nhiên kinh hãi, đồng thời lương tâm chợt sáng tỏ, ý thức được một điều, khi chạm tới một vài nhân vật quan trọng thì những nhân vật nhỏ như Lỗ Thành Lương cho dù không tự sát, nói không chừng sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày không hiểu vì sao mà chết. Hạ Lực mở to mắt, nghĩ thầm rằng lúc trở lại thành phố Lỗ, anh ta sẽ phải gặp một trận khảo nghiệm trọng đại. Bởi vì, khi anh ta chính thức đoạn tuyệt, chẳng khác nào hoàn toàn phân rõ ranh giới với thủ tướng. Bỗng nhiên, điện thoại đúng lúc vang lên. Sở dĩ nói là đúng lúc, bởi vì cuộc điện thoại mà Hạ Lực ngàn vạn không mong chờ, vào lúc anh ta vừa hạ quyết tâm, lại được gọi tới. Nếu trước kia, Hạ Lực có thể nhận được cuộc điện thoại này, nhất định sẽ kích động không biết thành ra bộ dạng như thế nào. Chỉ có điều hiện giờ, mặc cho điện thoại vang lên hồi lâu, Hạ Lực lại thực lòng không muốn nghe. Nhưng không nghe lại không được, Hạ Lực đành bất đắc dĩ phải cố gắng lấy lại tinh thần nghe cho xong cuộc điện thoại này. Không đợi anh ta nói trước, từ bên kia truyền đến giọng nói thân thiết mà ôn hòa hiền hậu của thủ tướng. Hạ Lực, sắp tới tôi có lẽ sẽ đến tỉnh Tề thị sát. Đến lúc đó, anh hãy bố trí chút thời gian, chúng ta cùng gặp mặt. Theo lý thuyết, lấy thân phận Đường Đường là một thủ tướng, thân phận cao quý như vậy lại tự mình gọi điện thoại cho anh ta, chính là vinh hạnh lớn cho anh ta. Nhưng hiện tại Hạ Lực, sau khi suy nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, anh ta đột nhiên bình tĩnh như nước thất vọng về một vài người và việc. Chào mừng Thủ tướng đến tỉnh Tề thị sát, mọi việc sẽ nghe theo chỉ thị của Thủ tướng. Lễ tiết nên có thì phải có, Hạ Lực lập tức nhiệt tình mà kính cẩn đáp lại.
Bộ máy tỉnh tề, khẳng định sẽ có thay đổi. Về bước tiếp theo của anh, tôi thấy rất lo lắng. Lời nói thủ tướng trước sau như một đầy hàm xúc. Cố gắng công tác tốt, bao giờ gặp lại nhớ mặc quần áo đơn giản mà tới. Không, chạy bộ tới đi, ha ha. Sau khi cắt điện thoại, tiếng cười của thủ tướng dường như còn văng vẳng bên tai. Tâm tình Hạ Lực cũng không chút gợn sóng, mặc dù anh ta biết, tỉnh tề khẳng định phải có một trận biến đổi lớn. Với cái chết của Lỗ Thành Lương, Hạ Tưởng khẳng định sẽ không thu tay lại. Không thu tay nghĩa là hắn sẽ tiếp tục điều tra, sẽ càng ngày càng nhiều tin tức liên quan tới công nghiệp muối. Mà thủ tướng cuối cùng cũng không thể ngồi yên, bất ngờ tự mình tới tỉnh tề thị sát, thật sự khiến người khác phải kinh ngạc. Phải biết rằng, thân là thủ tướng, không dễ dàng đến thị sát tại một tỉnh. Phía sau mỗi lần thị sát, đều có một ý nghĩa chính trị không tầm thường. Vấn đề công nghiệp muối, liên quan đến rất nhiều người và nhiều sự việc, đề cập đến lợi ích của vô số người. Bí thư Hạ Hạ Tưởng, thực sự có can đảm đối đầu với một sự va chạm. Chỉ sợ là thủ tướng lấy danh nghĩa thị sát đến chỉnh đốn hắn một trận. Tỉnh tề, sau thời gian 2 năm yên ổn, cuối cùng muốn nổi cơn sóng dữ. Có lẽ Hạ Tưởng đụng tới gậy sắt sẽ đúng lúc mà thu tay lại, nhưng sự kiện Lỗ Thành Lương lại dẫn tới đợt sóng thứ nhất, hình thành cơn thủy triều lớn, để lại di chứng đầu tiên. Việc điều chỉnh nhân sự ở Ngũ Nhạc lần này sẽ mở màn cho việc điều chỉnh nhân sự của toàn tỉnh. Không đơn giản, cũng vẫn là không đơn giản. Trước mắt, sự kiện Lỗ Thành Lương đã trở thành sự kiện chính trị lớn nhất của tỉnh tề. Cái chết của Lỗ Thành Lương không ngờ dẫn ra hai cuộc đấu tranh chính trị vô cùng to lớn. Nhân vật chính trị, đều có thủ đoạn cay độc. Tuy nhiên, Hạ Lực vẫn rất khâm phục Hạ Tưởng, bởi vì sau khi Hạ Tưởng đến, Khâu Nhân Lễ như hổ thêm cánh. Không có chiếc cánh Hạ Tưởng, Khâu Nhân Lễ ở tỉnh tề, có lẽ cũng chẳng có chút tiếng tăm gì. Mặc dù khâm phục Hạ Tưởng, trong lòng Hạ Lực lại dùng mình một cái, bởi vì suy nghĩ trước sau một hồi, anh ta mới ý thức được sự đáng sợ của Khâu Nhân Lễ. Cho tới nay, Khâu Nhân Lễ khẳng định đã biết tâm tư anh ta đang dao động, nhưng lại không nói ra, còn tỏ thái độ rất trọng dụng anh ta. Khâu Nhân Lễ dụng tâm sâu không lường, khiến anh ta bây giờ nhớ tới, bỗng nhiên cảm thấy kinh hãi, mới cảm giác tới đã sợ. Hạ Lực suy nghĩ một hồi, lại cầm lấy điện thoại, gọi điện cho Hạ Tưởng. Bí thư Hạ, tôi là Hạ Lực, buổi tối anh có thời gian không, tôi muốn gặp anh một lát. Hạ Tưởng đang ở trong văn phòng cùng Ngô Thiên Tiếu thương lượng công việc, lại nhận được điện thoại của Hạ Lực. Hắn cảm thấy hơi bất ngờ không phải Hạ Lực chủ động gọi điện thoại tới, mà là việc anh ta đề xuất gặp mặt riêng vậy hẳn là có hàm ý sâu xa. Trầm tư một lát, Hạ Tưởng mới đáp ứng. Được, anh cứ thu xếp trước đi, sau đó gọi điện thoại lại cho tôi. Hạ Tưởng không biết cuộc gặp mặt giữa hắn và Hạ Lực đêm nay, khiến hắn phải sớm chuẩn bị tâm lý, dưới sự trợ giúp của Hạ Lực, nhanh chóng kịp thời phản ứng, mới tránh tạo ra sai lầm nghiêm trọng trong sự kiện trọng đại sắp tới. Hạ Tưởng đặt điện thoại xuống, trầm tư một lát, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Ngô Thiên Tiếu đang tươi cười chờ đợi, Hạ Tưởng mới nhớ tới sự việc mà hắn vừa bàn với Ngô Thiên Tiếu, khẽ gật đầu nói. Chủ tịch tỉnh Lý gần đây tâm tình có vẻ không tốt. Mặc dù ý tưởng của Lão Vệ Đông có chút liều lĩnh, nhưng... Mới nói một nửa, Hạ Tưởng đã khoát tay. Anh và Lão Vệ Đông tự mình quyết định là được rồi. Lão Vệ Đông là thư ký của Lý Đinh Sơn. Gần đây Lão Vệ Đông và Ngô Thiên Tiếu rất thân nhau, hai người gần như mỗi ngày đều gặp nhau, đã là bạn tốt thì hiện tại cũng không có gì phải giấu nhau. Đương nhiên, trong lòng Lý Đinh Sơn rất không vui, cái chết của Lỗ Thành Lương đối với ông ta là một đả kích rất lớn, chủ yếu là cảm thấy lương tâm khó yên ổn. Ông ta đã vài lần đến nhà Lỗ Thành Lương để an ủi, khiến mọi người trong nhà Lỗ Thành Lương đều vô cùng cảm động. Lão Vệ Đông rất kính nể Lý Đinh Sơn, thấy chủ tịch tỉnh Lý không vui. Cũng biết nguyên nhân, đang tính cùng Ngô Thiên Tiếu chuẩn bị làm một việc gì đó. Ngô Thiên Tiếu không dám tự tiện hành động, nên đã kín đáo xin chỉ thị của Hạ Tưởng. Bởi vì sự tình không tiện bàn tới, Hạ Tưởng không muốn hỏi đến, nhưng đây quả thật là một chuyện tốt, đành phải nói lấy lệ mà thôi. Ngô Thiên Tiếu là một trong những thư ký thông minh tài giỏi lại có nhiều kế sách nhất của Hạ Tưởng, bây giờ đối với ý đồ Hạ Tưởng anh ta đã lĩnh hội, ngầm hiểu được. Tuy nhiên anh ta ngoại trừ việc báo cáo về kế hoạch của Lão Vệ Đông, còn có chuyện khác cũng cần phải báo cáo. Lãnh đạo, hôm nay tôi có gặp thị trưởng Lý còn nói muốn mời tôi ăn cơm. Ngô Thiên Tiếu đang nói chuyện đầy ẩn ý. Không sai,
Lý Đồng thị trưởng thành phố Lỗ là đồng hương của Ngô Thiên Tiếu. Ngô Thiên Tiếu là thư ký của nhân vật số 3 ở tỉnh ủy cũng không phải là giả, nhưng lại không đáng để một người đường đường là thị trưởng thành phố Lỗ mời anh ta ăn cơm. Lý Đồng làm thị trưởng thành phố cấp phó tỉnh, là cán bộ cấp phó tỉnh, tuy không phải là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, nhưng với thân phận là thị trưởng của tỉnh lỵ, khiến quyền lực của y lại lớn hơn quyền lực của một phó chủ tịch tỉnh bình thường. Lý Đồng nhiệt tình như vậy, Hạ Tưởng sẽ không đơn thuần cho rằng y muốn dựa vào anh ta, bởi vì lấy cấp bậc của Lý Đồng, hoàn toàn không cần phải ân cần quá mức đối với anh ta. Hơn nữa, anh ta lại không quyết định được tiền đồ Lý Đồng. Đây là lần thứ hai Lý Đồng cố ý tiếp cận, Hạ Tưởng không thể cự tuyệt người ở xa ngàn dặm, đành nói. Được rồi, đừng quanh co mãi, anh xem rồi thu xếp một chút. Mặt khác, tôi cũng nhắc nhở anh một chút, thời gian sau này, làm việc phải vững vàng một tí, đừng để người khác nắm được tật xấu của mình. Vâng, lãnh đạo, tôi sẽ nhớ kỹ. Ngô Thiên Tiếu nghiêm túc đáp lại. Ưu điểm của Ngô Thiên Tiếu chính là lúc nên vui cười thì vui cười, còn lúc cần nghiêm túc lại vô cùng nghiêm túc. Bởi vậy Hạ Tưởng rất yên tâm về anh ta. Ngô Thiên Tiếu vừa mới xoay người đi, Liêu Đắc Ích đã vào báo cáo công tác. Bởi vì cái chết của Lỗ Thành Lương khiến cho không khí ở tỉnh ủy vài ngày gần đây hơi trầm lắng. Bình thường, Liêu Đắc Ích có thể thoải mái nói giỡn, hiện giờ lại cười không ra tiếng, cũng mang vẻ mặt nghiêm nghị khó có được, gọn gàng dứt khoát để báo cáo. Bí thư Hạ, đồng chí Lỗ Thành Lương bất hạnh qua đời, người chết cũng đã lâu rồi, nhưng công tác tại Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước cần được tiếp tục, tổ chức cán bộ đã nghiên cứu thông qua, quyết định lại đề danh đồng chí Trần Thu Đống đảm nhiệm chức phó chủ nhiệm Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước. Liêu Đắc Ích bởi vì bình thường luôn tươi cười, hiện tại không cười, ngược lại khiến bộ dáng của anh ta có chút không thật, hơn nữa nói chuyện nghiêm trang tới quá mức, khiến cho người ta cảm giác không được thoải mái. Hạ Tưởng đâu chỉ không thoải mái, quả thực muốn phẫn nộ rồi. Hắn vốn nghĩ có thể bình tĩnh, chịu đựng tất cả, dù sao cái chết của Lỗ Thành Lương và hắn cũng không liên quan nhiều, hắn cũng từng tự trách mình rất nhiều, bởi vì trước sau hắn đều cảm thấy không thể coi thường sinh mạng. Hắn chưa từng phẫn nộ bởi vì Lý Ninh Sơn đã gánh chịu bi thương, nên hắn càng phải lý trí mà đối diện với tất cả, đòi lại công đạo Lỗ Thành Lương. Không ngờ trước tiên Hà Giang Hải tiếp tục lôi ra vấn đề Lỗ Thành Lương nhận tham ô hối lộ không chịu buông tha, nhất định không chịu để Lỗ Thành Lương chết được yên ổn. Sự việc còn chưa có kết luận, Liêu Đắc Ích lại đại diện ban tổ chức cán bộ đến đề danh, hơn nữa người đề danh vẫn là Trần Thu Đống. Hạ Tưởng lửa giận lại không những không thể kìm chế được, mà còn ngút trời. Nếu Lý Ninh Sơn nói Trần Thu Đống chơi gái, như vậy Trần Thu Đống khẳng định có chơi gái. Hiện tại, Hạ Tưởng rất tin tưởng vào nhận định của Lý Ninh Sơn. Sở dĩ hắn vẫn chưa lấy Trần Thu Đống khai đao, là bởi vì còn có rất nhiều việc, còn chưa có kịp ra tay, nếu không với thủ đoạn của Hạ Tưởng, kẻ từng đảm nhiệm qua chức chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh, thì việc bắt Trần Thu Đống dễ như trở bàn tay. Được, tốt lắm, rất tốt. Trong lòng Hạ Tưởng trầm trồ khen ngợi, thật sự chán sống rồi, đang muốn thu thập ngươi, thì ngươi lại khẩn cấp lúc ẩn lúc hiện trước mắt ta, không tiễn ngươi một đoạn đường, ngươi còn nghĩ rằng tỉnh tề thực sự là tỉnh tề của Hà Giang Hải sao? Hạ Tưởng cố gắng kìm chế tức giận, không tỏ thái độ nói. Được, tôi không có ý kiến. Liêu Đắc Ích còn cho rằng Hạ Tưởng sẽ khó dễ nói vài câu, không ngờ Hạ Tưởng trực tiếp buông tay cho qua. Thật là một bất ngờ quá lớn. Liêu Đắc Ích sửng sốt một lát mới nói. Vậy tôi sẽ chuẩn bị một chút, báo cáo lên hội nghị công việc bí thư. Hạ Tưởng gật gật đầu. Được, cứ theo thủ tục mà làm. Liêu Đắc Ích còn chưa đi, nói tiếp. Còn về điều chỉnh nhân sự ở thành phố Ngũ Nhạc, bí thư Hạ không biết có tinh thần chỉ thị cụ thể nào không? Hạ Tưởng khoát tay. Chờ ban tổ chức cán bộ đưa ra phương án rồi hãng nói. Liêu Đắc Ích dầu dĩ không vui trở lại văn phòng. Bí thư Hạ không biểu lộ thái độ gì, khiến anh ta rất khó xử lý. Việc của Trần Thu Đống cũng không tồi, chắc sẽ rất dễ dàng được thông qua, dù sao cũng là đã thuận tiện nhặt được vị trí này. Việc điều chỉnh nhân sự trong phạm vi toàn tỉnh, tinh thần chỉ thị của Khâu Nhân Lễ trước tiên lấy Ngũ Nhạc để mở đầu, nhưng Hạ Tưởng lại một chút ám chỉ đều không có, anh ta sẽ rất khó đưa ra phương án. Liêu Đắc Ích đang lo lắng thì Hà Giang Hải gọi điện thoại tới. Đắc Ích. Buổi tối cùng gặp nhau đi, tôi có chuyện trước tiên muốn trao đổi với anh, việc điều chỉnh bộ máy Ngũ Nhạc, vị trí cục trưởng cục công an thành phố
lưu lại cho tôi muốn nắm lấy vị trí này. Một miếng ăn cả gió xoáy, giọng điệu thật lớn. Tuy rằng quan hệ giữa Liêu Đắc Ích và Hà Giang Hải không tồi, nhưng đối với giọng điệu của Hà Giang Hải cũng cảm thấy rất bất mãn, đang muốn nói vài câu, thì Giang Hải lại nói tiếp một câu, lập tức khiến anh ta phải ngậm miệng, hơn nữa còn mừng rỡ như điên. Còn có một việc anh phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Sắp tới, Thủ tướng muốn tới tỉnh Tề thị sát, sẽ mang đến ảnh hưởng không nhỏ đối với thế cục tỉnh Tề. Liêu Đắc Ích bỗng chốc ngừng thở, Thủ tướng thật sự muốn đến tỉnh Tề. Nếu là thật, vậy ý nghĩa giá trị của việc điều chỉnh nhân sự lần này tại tỉnh Tề tuyệt đối không tầm thường. Chuyện tốt, quả nhiên là chuyện tốt, giai đoạn hiện nay là điều chỉnh nhân sự bên trong tỉnh Tề, bước tiếp theo, chính là điều chỉnh bộ máy tỉnh Tề. Vẻ tươi cười của Liêu Đắc Ích lại trở lại trên khuôn mặt, Viên Húc Cường bị ép phải lui, chiếc ghế bí thư thành ủy thành phố Lỗ, là một vị trí tốt mà Hạ Lực đã thèm nhỏ dãi từ lâu. Buổi chiều cùng ngày, Phó chủ nhiệm thường trực ủy ban kỷ luật tỉnh kiêm giám đốc sở giám sát lệnh truyền chí, cùng với phó giám đốc sở Đường Trịnh Kiệt khởi hành tới Ngũ Nhạc. Sự kiện Lỗ Thành Lương chẳng những tạo hố sâu, hơn nữa khiến thế lực khắp nơi tại tỉnh Tề một lần sắp xếp lại đội ngũ, một trận hỗn loạn từ ba phía bắt đầu trình diễn. Điều rất thú vị chính là, trước khi phó chủ nhiệm thường trực ủy ban kỷ luật tỉnh kiêm giám đốc sở giám sát lệnh truyền chí sắp rời đi, không chào tạm biệt với nhân vật số 1 ủy ban kỷ luật Chu Hồng Cơ, lại âm thầm gặp mặt bí thư đảng ủy công an Hà Giang Hải. Càng thú vị hơn chính là, Chu Hồng Cơ cũng không nhàn rỗi, bởi vì phó giám đốc thường trực sở công an tỉnh Đường Trịnh Kiệt cũng không gặp giám đốc sở Hà Giang Hải để xin chỉ thị, mà lén thảo luận bí mật cùng ông ta một phen. Dùng một câu để miêu tả sẽ thỏa đáng cực kỳ, đều đào góc tường. Bên ngoài tỉnh Tề yên ổn, dưới sự thay đổi liên tục của sự kiện Lỗ Thành Lương liên, mạch nước ngầm mãnh liệt, dần dần hình thành một xu thế thủy triều. Rất nhiều người đều ý thức được thế cục tỉnh ủy so với trước kia phức tạp hơn nhiều lần, không chỉ đơn giản là đối lập bản địa và ngoại lai, mà còn là bản địa và phần đất bên ngoài, phần đất bên ngoài và phần đất bên ngoài, thế cục phức tạp, cục diện nhiều biến đổi, làm cho người ta hoa cả mắt, nhất thời phân không rõ Đông Tây Nam Bắc. Lúc Đường Trịnh Kiệt và lệnh truyền chí khởi hành, Ngô Thiên Tiếu đứng trước cửa sổ, chờ đoàn xe của hai người ra khỏi trụ sở tỉnh ủy, y ngay lập tức báo cáo với Hạ Tường. Lãnh đạo, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật và phó giám đốc thường trực sở công an bắt tay, giám đốc sở công an lại bắt tay với phó chủ nhiệm thường trực ủy ban kỷ luật tỉnh, sự tình càng ngày càng thú vị. Chịu ảnh hưởng của Hạ Tường, Ngô Thiên Tiếu cũng thích phân tích thế cục nửa đùa nửa thật. Hạ Tường trực tiếp loại bỏ lời nói của Ngô Thiên Tiếu, sự tình hắn sớm đã đoán trước, hắn tự nhiên không cần nói thêm điều gì, chỉ cười nói. Vừa rồi Hạ Lực gọi điện thoại tới, đã sắp xếp xong bữa tiệc, cậu không cần phải đi nữa. Lãnh đạo có bữa tiệc không mang theo thư ký, đối với thư ký mà nói bình thường không phải là manh mối tốt, là bắt đầu lãnh đạo xa lánh, nhưng Ngô Thiên Tiếu lại vẻ mặt vui rạo rực tươi cười, cúi đầu khom lưng nói. Vâng, lãnh đạo cứ định đoạt. Hạ Tường bị bộ dạng buồn cười của y chọc cười, khoát tay. Đừng không có đoan chính, một số việc không có đường lui, tự anh trong lòng cũng biết. Ngô Thiên Tiếu lập tức thay đổi một bộ mặt. Vâng, lãnh đạo cứ yên tâm. Đừng nói, Hạ Tường đúng là có chút lo lắng. Hắn và Ngô Thiên Tiếu thời gian quen biết dù còn ngắn, nhưng cách đối nhân xử thế và năng lực của Ngô Thiên Tiếu hắn đều đã rõ. Rõ ràng Ngô Thiên Tiếu hơn người ở tính kế, nhưng cách làm của Ngô Thiên Tiếu quả thật hơi hung hiểm, chỉ sơ ý một chút, Ngô Thiên Tiếu và Lã Vệ Đông đều có thể rớt xuống vũng bùn. Bởi vì thế lực của Hà Giang Hải ở tỉnh Tề, khổng lồ không thể tưởng được. Diệp Thiên Nam tuy rằng so với Hà Giang Hải thủ đoạn chính trị cao siêu hơn, đối nhân xử thế cũng khôn khéo hơn mấy lần, nhưng phạm vi thế lực của ông ta ở tỉnh Tương so sánh với Hà Giang Hải thì còn kém khá xa. Đương nhiên bình tĩnh mà xem xét. Cũng không phải là Diệp Thiên Nam đối nhân xử thế không bằng Hà Giang Hải, mà là bởi vì tình hình chính trị tỉnh Tề và tỉnh Tương khác nhau rất lớn, vẫn do nguyên nhân lịch sử người Tề trị Tề đặc thù, cũng là một trong những nhân tố khách quan làm cho Hà Giang Hải không coi trọng với tất cả người từ ngoài đến. Hà Giang Hải hùng mạnh, vẫn là duyên cớ tâm lý bài ngoại và phân chia khu vực theo nghĩa hẹp của người trong nước, hơn nữa người tỉnh Tề cũng thích ôm hôn, nhất là vùng bán đảo, nhận thức đồng cảm với quê hương rất mạnh. Trước kia khi mà tỉnh Tề tất cả đều là người Tề, đã phân ra bang bán đảo và bang phi bán đảo, hiện tại cục diện người Tề nhất thống tỉnh Tề bị phá vỡ, bang bán đảo vẫn hùng mạnh như cũ, mà bang phi bán đảo, không ra trò chống gì.
Hạ Tưởng suy nghĩ thật lâu sau, ngóng nhìn ngoài cửa sổ màu xanh đã tùm tươi tốt, nghĩ thầm rằng mùa hè sắp đến, mùa hè thành phố Lỗ so với thành phố Yến nhiều mưa hơn, rồi lại không nóng bằng Tương Giang, thật đúng là cần một quá trình thích ứng. Hy vọng quá trình không quá dài thì mới tốt. Đối với Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ lập trường dần dần rõ ràng, đối với Hà Giang Hải ngạo mạn từng bước ép sát không chịu lùi lại sau một bước, Hạ Tưởng kỳ thật trong lòng rất là bình tĩnh. Hà Giang Hải tự cao ở tỉnh Tề thực lực hùng hậu, không để mắt đến hắn, không để mắt đến Khâu Nhân Lễ, đồng thời cũng thường không để mắt đến Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ. Đúng là ý thức được hợp tác với Hà Giang Hải không thể nắm giữ chủ động, ngược lại có khả năng trở thành phụ thuộc của Hà Giang Hải, Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ thấy rõ tình thế, quyết định hợp tác hữu hạn với ông ta. Liên hợp một phái phản đối, chèn ép thế lực mà Hà Giang Hải cầm đầu, ở giai đoạn hiện tại, cũng vẫn có thể xem là một sách lược vô hồi. Về phần sau như thế nào, ai cũng không nhìn được lâu dài như vậy, nhưng tạm thời mặc kệ. Hạ Tưởng đúng hẹn tới, đi vào phòng bên trong khách sạn Ginza mà Hạ Lực đã sắp xếp. Hạ Lực vất vả mệt mỏi, trở lại thành phố Lỗ lúc đã chạng vạng, chỉ gọi điện báo cáo công tác một chút với Khâu Nhân Lễ, không quay về trụ sở tỉnh ủy, trực tiếp liền tới khách sạn chờ Hạ Tưởng. Hạ Tưởng nói một tiếng vất vả, và hàn huyên vài câu, không có người ngoài, hai người cũng không chú ý nhiều lắm, không khí thoải mái lên rất nhiều. Đồng thời cũng bởi vì Hạ Lực đối với sự kiện Lỗ Thành Lương lập trường rất kiên định, Hạ Tưởng đối với Hạ Lực ấn tượng thay đổi rất nhiều. Mà kế tiếp, lời nói của Hạ Lực, làm Hạ Tưởng nhìn ông ta với ánh mắt khác xưa. Bí thư Hạ, có một việc, tôi đã nói rồi, có lẽ cậu sẽ khinh thường tôi. Tôi không nói, tôi sẽ khinh thường chính mình, cho nên suy nghĩ trước sau thì đành nói một phen. Hôm nay mượn rượu thêm can đảm, tôi liền đem nỗi buồn ở trong lòng vài năm nói ra toàn bộ. Cậu cho là rượu nói cũng tốt, mê sảng cũng tốt, dù sao tôi cũng phải nói. Hạ Lực mới uống 3 chén rượu, đương nhiên không say, tuy nhiên là mượn rượu nói sự mà thôi. Tôi so với cậu, lớn tuổi hơn, nên qua loa mà gọi một tiếng chú em này, tâm lý của tôi, rất buồn khổ. Lại là rượu nói, dù sao cũng là quan hệ với cấp dưới. Đừng nghĩ đều là ủy viên thường vụ, trước mặt phó bí thư tỉnh ủy, trưởng ban thư ký tỉnh ủy đều sẽ lấy thân phận cấp dưới mà tự xử, không có một trưởng ban thư ký tỉnh ủy nào ngốc đến nỗi cho rằng có thể cùng ngồi cùng ăn với phó bí thư tỉnh ủy. Thực tế không khoa trương mà nói Hạ Lực vừa rồi một câu xưng anh gọi em, liền phạm vào tối kỵ trong quan trường. Nhưng Hạ Lực đã đảm nhiệm trưởng ban thư ký tỉnh ủy nhiều năm, danh tiếng coi như không tồi, đối nhân xử thế và thủ đoạn khẳng định có chỗ hơn người. Lại càng không phải là người uất ức gặp rượu đã say, một khi say là nói mê sảng, nếu không ông ta đã sớm lăn lộn không nổi nữa. Sở dĩ mượn rượu mà nói, bảo Hạ Tưởng xưng anh gọi em, kỳ thật đúng là ông ta thông minh, là muốn thử phản ứng của Hạ Tưởng. Anh Hạ, anh có chuyện gì, cứ việc nói, tôi có lẽ không thể giúp anh giải quyết, nhưng tuyệt đối có thể làm một người nghe đủ tư cách. Hạ Tưởng sao có thể không rõ Hạ Lực đang thử hắn. Hạ Lực nói rõ ngọn ngành ý tưởng, nhưng lại e sợ cho hắn không có hứng thú, không tiếp nạp, cho nên mới nói trước là mượn rượu nói. Hạ Lực dường như thật muốn mượn rượu thêm can đảm, liên tiếp tự rót uống vài chén, sau đó mới bắt đầu kể lể dài đến nửa giờ. Cũng quả thật là kể ra, Hạ Lực dường như thật sự xem Hạ Tưởng giống như chi kỷ, ông ta say mắt lờ đờ mông lung, giọng trầm thấp, bắt đầu từ khi ông ta và thủ tướng quen biết. Đến sau khi ông ta được thủ tướng cố ý không cố ý tiếp đãi, ông ta lập chí phải đi theo thủ tướng, đến tỉnh Tề từ người Tề chỉ Tề biến thành cục diện tam phương như hiện tại, còn nói đến ông ta ở bên người mưu trí như Khâu Nhân Lễ, lúc này sự kiện Lỗ Thành Lương làm ông ta bị lương tâm tấn công, vv, hoàn toàn là những lời phỉ úy ông ta không hề giữ lại mà hướng về phía Hạ Tưởng tận tình thổ lộ. Hạ Tưởng lúc bắt đầu còn muốn xem ông ta trình diễn tâm tình như thế nào. Tuy rằng hắn biết ý tưởng của Hạ Lực đã thay đổi, nhưng còn không đủ để hiểu rõ Hạ Lực ra quyết định trọng đại như thế nào. Bởi vậy, khi hắn ý thức được Hạ Lực không phải rượu nói lại càng không là mê sảng mà là nói thật thì. Hạ Tưởng giật mình kinh hãi rồi. Quả thật là khiếp sợ và vui mừng. Khiếp sợ chính là, Hạ Lực thổ lộ với hắn không chỉ là tiếng lòng, hay là một sự chua xót và bất đắc dĩ của một tiểu nhân vật thất vọng bị nhân vật lớn đùa nghịch một cách triệt để. Hơn nữa Hạ Lực lập trường kiên định. Hướng về hắn và Khâu Nhân Lễ tỏ vẻ hoàn toàn thực tâm mà dựa vào. Đương nhiên, Hạ Tưởng cũng hiểu được một chút là, Hạ Lực sở dĩ lựa chọn hắn để thổ lộ tiếng lòng, không phải bởi vì bộ dạng hắn đẹp trai,
cũng không phải bởi vì hắn mặt mũi hiền lành, mà là bởi vì hắn tuổi trẻ, hắn so với Khâu Nhân Lễ có thể đi được xa hơn. Còn có một điểm, có lẽ Hạ Lực cho rằng Khâu Nhân Lễ không dễ tiếp xúc bằng hắn. Tuy nhiên nghĩ đến Hạ Lực so với hắn lớn hơn khá nhiều tuổi, ở trước mặt hắn thổ lộ tiếng lòng, cũng khiến hắn ít nhiều hơi xấu hổ, cũng may, rốt cuộc ở bàn rượu, bất luận cái gì lỡ lời, đều có thể trở thành rượu nói. Hạ Lực lấy hết dũng khí nói xong, thấy Hạ Tưởng vẫn trấn tĩnh như lúc ban đầu, lại không biểu lộ ra vẻ mặt khó tin, lại không cười nhạo ông ta thất thố, ông ta trong lòng thở phào một hơi, cuối cùng đã hoàn thành sự việc quyết định vận mệnh tiền đồ của ông ta, cuối cùng bao buồn bực trong lòng chưa bao giờ được nói ra đã thổ lộ gần hết. Tuy rằng không phải toàn bộ, mà sau khi ông ta đã tỉ mỉ chọn lựa, vừa có thể giành được tín nhiệm và hảo cảm của Hạ Tưởng, có thể thông qua lời Hạ Tưởng, khiến Khâu Nhân Lễ thay đổi cái nhìn về ông ta. Hoàn toàn là suy nghĩ thực sự, ai cũng sẽ không thẳng thắn với người khác. Tuy là như vậy, Hạ Lực vẫn cảm giác phía sau lưng hơi ẩm, ngẫm lại mới cảm thấy sợ, tiền đặt cược hơi quá lớn. Nhưng ông ta đã đi nhầm một bước, hiện tại quay đầu lại còn kịp, thì sẽ không tiếp tục sai. Hạ Lực đứng dậy, lấy cớ uống nhiều, muốn đi vệ sinh. Hạ Tưởng không nhiệt tình đi cùng, hắn biết, Hạ Lực phải đi làm dịu lại tâm tình, ông ta để cho hắn cơ hội ngồi một mình trong chốc lát. Hạ Tưởng bình thường không uống rượu, bởi vì cồn sẽ giết chết đại não, làm cho người ta có lối suy nghĩ chậm chạp, nhưng hôm nay Hạ Lực vừa ra khỏi cửa, hắn liền uống vào mấy chén liên tiếp, trong lòng tràn dâng bao nhiêu chua xót. Bởi vì một người, thủ tướng, Hạ Lực vẫn hy vọng vào thủ tướng, và trước kia chính mình cũng giống vậy. Hiện tại lại ở trước mặt hắn mượn rượu thổ lộ tiếng lòng, nếu không phải nhìn thấu một số người và việc, không phải một ít người khiến ông ta hoàn toàn thất vọng, ông ta làm sao phải buông dáng người, hướng đến người so với ông ta nhỏ hơn 10 tuổi, làm bộ sau khi uống rượu nói lời thật. Hạ Lực trong lòng chua xót, bất đắc dĩ và thất vọng, Hạ Tưởng hoàn toàn rõ ràng, bởi vì hắn cảm động lây. Hạ Tưởng còn biết là, từ nay về sau, Hạ Lực sẽ hoàn toàn một lòng với hắn, sẽ cùng đấu tranh với Hà Giang Hải, liên tưởng đến Hạ Lực có tiện lợi là người tỉnh Tề lại xuất thân là bang bán đảo, ông ta ở tỉnh Tề sẽ là một trợ lực lớn mở ra cục diện. Chẳng qua, thủ tướng ở tỉnh Tề dưới tình hình sắp gió thổi mưa dông trước cơn bão, không ngờ muốn tới tỉnh Tề thị sát, hiển nhiên ý không ở trong lời. Không được, phải gia tăng thúc đẩy các hạng mục công trình của tỉnh Tề, chậm thì phát sinh biến đổi, tiếp tục kéo dài, có lẽ sẽ có biến cố không tưởng xuất hiện. Đã bước đầu hình thành thế cục vận mệnh tỉnh Tề, không thể bởi vì một lần thủ tướng bất ngờ thị sát mà lại bị quấy dày hoàn toàn, thành ra kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Trong lúc chờ Hạ Lực quay lại, tin nhắn báo, là Ngô Thiên Thiếu gửi tới, chỉ có 2 chữ, được rồi. Tốt, Hạ Tưởng cất di động, khẽ mỉm cười, từ tối nay, bắt đầu từ việc Hạ Lực đảo ngược toàn bộ và bắt đầu, do Ngô Thiên Thiếu âm thầm xuống tay bắt đầu, chính thức giấy lên khói lửa chiến tranh. Chờ nửa ngày không thấy Hạ Lực quay lại, Hạ Tưởng liền có chút lo lắng, có phải Hạ Lực uống say nên không quay lại được. Bỗng nhiên chợt nghe âm thanh ồn ào náo động truyền đến, còn có tiếng ồn ào phức tạp, trong đó có một giọng quen thuộc, đúng là Hạ Lực. Không thể nào, đường đường trưởng ban thư ký tỉnh ủy ở bên ngoài ăn cơm. Cũng có thể gặp người gây hỗn loạn, Hạ Tưởng ngồi không yên, đứng dậy đi ra bên ngoài, quả nhiên có một người đang chặn đường Hạ Lực mặc cho Hạ Lực trốn tránh. Nhưng không tránh ra, thậm chí còn động tay động chân, lôi kéo Hạ Lực. Người này tuổi tác đã cao, bộ dạng hung ác vô cùng, vừa nhìn như kẻ lăn lộn ngoài đường, nhưng cách ăn mặc lại rất ngay ngắn, làm bộ đứng đắn, tuy nhiên hiển nhiên là đã uống nhiều, muốn khiến Hạ Lực đến phòng ông ta uống mấy chén. Hạ Lực từ chối, ông ta cũng không thả, vẫn nói Hạ Lực rộng rãi nể tình, không chịu nể mặt chút nào, không phải bạn chí cốt, huyên náo khá ầm ĩ. Mắt thấy không ít người đều nhìn vào bằng ánh mắt tò mò và chán ghét. Hạ Tưởng tiến vài bước về phía trước, giơ tay đẩy người này ra. Có chuyện thì nói chuyện, đừng động tay động chân. Sức lực của Hạ Tưởng rất mạnh, vừa đẩy đã làm cho người đàn ông vạm vỡ kia thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Hạ Lực thấy thế, vội giữ chặt Hạ Tưởng. Bí thư Hạ, anh đừng bận tâm, tôi và kế thần có chút việc riêng. Đúng rồi. Đới kế thần là phó cục trưởng cục công an thành phố Lỗ. Lời còn chưa dứt, đới kế thần thẹn quá thành giận lại tiến lại, giơ tay muốn đẩy Hạ Tưởng. Anh tới đây làm gì, bắt chó đi cày sen vào việc của người khác, có phải muốn ăn no chống đỡ hay không?
Hạ Tưởng sao có thể để ông ta đẩy mình, chợt né tránh sang một bên, nghĩ thầm rằng một phó cục trưởng cục công an, mà lại giống một kẻ vô cùng hung ác như vậy. Không ngờ hắn lại có thái độ nhân nhượng cho khỏi phiền, trái lại đới kế thần càng kiêu ngạo, không ngờ nhảy dựng lên, muốn truy đánh Hạ Tưởng. Ta đánh ngươi, ngươi còn dám trốn, chán sống rồi hả? Vừa nhìn ngươi chính là người bên ngoài đến không biết ta là lão hổ lợi hại. Đứng yên đừng nhúc nhích, để ta đây đánh một trận tiêu khí rồi sẽ xong việc, nếu không, ngươi sẽ cực kỳ đen đủi. Chẳng những kiêu ngạo, ngông cuồng mà còn để lộ ra sự ngu đần. Hạ Lực hét lớn một tiếng. Đới kế thần, dừng tay, anh ta là phó bí thư tỉnh ủy Hạ. Đới kế thần tay phải đang giơ trên không trung, bỗng dừng lại, mắt say lờ đờ mê mẩn. Bí thư Hạ, Hạ Tưởng. Trong lúc sửng sốt, bỗng nhiên bên cạnh lại xuất hiện một người, người này 50 tuổi, mày rậm mắt to, vừa thì vô cùng hào phóng, sau khi ông ta xuất hiện, cũng không nói, rõ ràng dứt khoát tiến về phía trước vài bước, một cước đá vào mông đới kế thần. Sức lực mạnh mẽ, lại đá bất thình lình, đới kế thần vồ về phía trước. Mặt đập xuống đất. Cái gì vậy, uống chút nước tiểu ngựa lại thành ra rượu điên, tránh xa một chút đừng gây sự nữa. Sau khi mắt to mày rậm đá đới kế thần, chân không ngừng, đi tới trước mặt Hạ Tưởng, vẻ mặt xấu hổ. Bí thư Hạ, tôi đã không làm tròn bổn phận, thật đáng xấu hổ. Nếu anh chưa hết giận, tôi sẽ đánh ông ta thêm vài cái nữa. Người này Hạ Tưởng mặc dù không quen, nhưng theo phán đoán, thật sự là người Ngô Thiên Tiếu hai lần đề cập thị trưởng thành phố Lỗ Lý Đồng. Vẫn muốn gặp mặt Lý Đồng, không nghĩ lần gặp mặt chính thức lại là một lần tình cờ gặp mặt như thế này, làm cho người ta chuẩn bị không kịp. Còn dở khóc dở cười. Tuy nhiên đừng nói, Lý Đồng sáng sủa và không chút do dự đá một cước, chẳng những để lại ấn tượng khắc sâu với Hạ Tưởng. Còn khiến Hạ Tưởng này sinh tình cảm với Lý Đồng. Tỉnh tề có người tỉnh tề bài ngoại nhưng cũng có người tỉnh tề hào phóng thực sự, Hạ Tưởng giơ tay và bắt tay Lý Đồng, cười ha hả. Không đánh nhau thì không quen nhau hơn nữa đồng chí đới kế thần cũng không đánh tôi. Thị trưởng Lý, nghe danh không bằng gặp mặt chúng ta hôm nay gặp nhau, có một phong cách riêng, xem như có ý nghĩa kỷ niệm. Đới kế thần từ dưới đất lật người đứng dậy, động tác còn khá nhanh nhẹn, vừa thấy Lý Đồng ngay lập tức thay đổi hình tượng mà cúi đầu khom lưng, còn vươn tay phải. Cúi chào hướng về phía Hạ Tưởng nhận sai, bộ dạng vô cùng buồn cười. Hạ Tưởng sẽ không so đo, khoát tay chặn lại, ý tứ là không hề truy cứu. Đới kế thần lại hiểu sai ý, tiến lên một bước nói. Bí thư Hạ, con người của tôi chính là tính tình không tốt, có chút nóng tính, kỳ thật con người rất tốt. Vừa rồi có nhiều mạo phạm, ngài nếu còn giận, hãy đá tôi một đá, tôi tuyệt không trả đòn. Nói xong, còn xoay người lại. Đưa lưng hướng về Hạ Tưởng, thật đúng là chờ Hạ Tưởng ra chân. Hạ Tưởng bị ông ta làm vui vẻ, đâu giống một phó cục trưởng cục công an, quả thực lại chính là một kẻ dở hơi, liền dùng tay đụng vào người đới kế thần. Được rồi, đừng náo loạn nữa, nên làm gì thì làm đi. Chấm, thật đúng là ứng với câu không đánh nhau thì không quen nhau, Hạ Tưởng rộng lượng và hiền hòa. Để lại cho đới kế thần ấn tượng tốt bụng mà khắc sâu. Mà sau đó không lâu, đới kế thần cũng trong một cơn phong ba, lựa chọn lập trường dựa vào Hạ Tưởng. Do đó vì Hạ Tưởng mà dùng đại kế lập công lao hiển hách, trở thành một thủ hạ đắc lực của Hạ Tưởng. Sau đó, thỉnh cầu không bằng tình cờ gặp mặt, Hạ Tưởng và Hạ Lực, Lý Đồng ngồi vào cùng nhau, một lần nữa mở tiệc, nâng cốc ngôn hoan. Bởi vì có sự không ngờ vừa rồi lại là dễ dàng kéo gần khởi đầu quan hệ, Hạ Tưởng và Lý Đồng mới quen đã thân, đàm đạo vô cùng ăn ý. Đến cả đới kế thần cũng tự nhận mới quen đã thân với Hạ Tưởng, còn về phần bí thư Hạ có phải đối với hắn cũng mới quen đã thân hay không, ông ta mặc kệ, dù sao ông ta nhận định bí thư Hạ là người hiếm thấy vừa tuổi trẻ lại không cao ngạo, thật là lãnh đạo tốt nhất, ông ta liền sùng kính bí thư Hạ. Vừa thân thiết, còn tự nhận có quan hệ tốt với bí thư Hạ. Ngay lúc Hạ Tưởng và Lý Đồng, Hạ Lực ngồi chuyện trò vui vẻ với nhau, màn đêm đã buông xuống thành phố Lỗ. Phát sinh ra một chuyện không lớn không nhỏ, nói không lớn, quả thật là không kinh động bao nhiêu người và việc, gần như tiến hành lặng yên không một tiếng động bên trong. Nói không nhỏ, là bởi vì tuy rằng bây giờ còn không có gợn sóng, nhưng có ý nghĩa trọng yếu, và dẫn tới một loạt di chứng về sau. Nếu để nhà sử học ghi lại, tối nay Hạ Tưởng và Hạ Lực có cuộc nói chuyện sâu sắc, cùng Lý Đồng bất ngờ gặp nhau. Cũng là một sự kiện đánh dấu thời đại, tạo nên bước đầu tiên của Hạ Tưởng ở tỉnh Tề.
Vạn sự khởi đầu nan, ai có thể nghĩ đến Lý Nồng và Đới Kế Thần dường như là hai nhân vật cũng không trọng yếu xuất hiện, cũng làm thế cục tỉnh tề có một bước ngoặt nhỏ. Mà Ngũ Nhạc cách xa, đã chìm trong bóng đêm, phát sinh rất nhiều sự tình. Lúc lệnh Truyện Chí và Đường Trịnh Kiệt tới Ngũ Nhạc, trời đã tối rồi, hai người cũng không nghỉ ngơi, chuẩn bị suốt đêm cùng gặp mặt Cục trưởng Công an thành phố Ngũ Nhạc Vạn Nguyên Thành, trước là thử tiếp xúc một chút. Nhưng ở vấn đề ai trước ai sau, lệnh Truyện Chí và Đường Trịnh Kiệt nảy sinh tranh cãi. Dựa theo cấp bậc, lệnh Truyện Chí cao hơn Đường Trịnh Kiệt. Về tư cách, Đường Trịnh Kiệt lại già dặn hơn lệnh Truyện Chí, hai người ai cũng không quá phục ai. Mỗi người lại đều mang tâm tư, đều muốn dành tiếp xúc với Vạn Nguyên Thành trước, để nắm trong tay một chút thông tin. Đang lúc hai người rằng co chưa xong, một nhân vật ngoài dự đoán của mọi người xuất hiện, đánh vỡ cục diện bế tắc. Phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy Ôn Tử Tuyền giống như đại biến người sống. Ánh mắt chớp chớp xuất hiện trước mặt hai người, thiếu chút nữa khiến lệnh Truyện Chí và Đường Trịnh Kiệt giật nảy mình. Thật đúng là một cú sốc. Bởi vì hai người đều nghĩ mọi người ở tỉnh ủy đều về thành phố Lỗ cả rồi, cũng quả thật trưởng ban thư ký tỉnh ủy Hạ Lực đã trở về, nhưng có một nhân vật mấu chốt khiến người ta quên đi lại ở lại. Phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy Ôn Tử Tuyền vốn cùng Hạ Lực đến Ngũ Nhạc, nhưng sau đó cô dường như biến mất, không lộ diện, hội nghị lớn hội nghị nhỏ không thấy bóng dáng của cô, khiến cho tất cả mọi người trong lúc hoảng loạn và bối rối bỏ qua sự tồn tại của cô. Thậm chí ngay cả thị trưởng Ngũ Nhạc Tư Mã Bắc cũng nghi Ôn Tử Tuyền đã về tỉnh ủy. Chỉ có Chu Vũ Huyên và Ôn Tử Kỳ rõ ràng, sự tồn tại khiêm tốn của Ôn Tử Tuyền là có ý, cô ở lại Ngũ Nhạc không trở về tỉnh ủy. Là bí thư Hạ cố ý sắp xếp. Mà lệnh Truyện Chí và Đường Trịnh Kiệt cũng không biết chính là, trước khi bọn họ tới, Ôn Tử Tuyền đã cùng Chu Vũ Huyên và Ôn Tử Kỳ phối hợp, nắm giữ mọi thông tin, chứng cứ chính xác về Vạn Nguyên Thành. Tư Mã Bắc cũng mông lung ở giữa, ông ta ở Ngũ Nhạc địa vị như mặt trời ban trưa, thậm chí mơ hồ có xu hướng đẻ đầu Chu Vũ Huyên, lại ngầm bị lật thuyền, trăm phương ngàn kế phòng bị, lại không phòng được một nữ nhân tâm kế. Lòng của phụ nữ, trong tình trường là bầu trời mây, làm cho người ta cân nhắc không ra, ở trong quan trường là kim đáy biển, làm cho người ta không biết sâu cạn. Ngay cả Đường Trịnh Kiệt cũng tuyệt đối không ngờ, không nghe Chu Hồng Cơ nói Ôn Tử Tuyền còn ở Ngũ Nhạc. Như thế nào mà cô ta? Hay là xuất hiện ảo thuật? Lệnh Truyện Chí trong lòng lại kinh ngạc vạn phần, bởi trước khi khởi hành, khi ông ta gặp Hà Giang Hải còn nói chuyện đến. Ông ta và Đường Trịnh Kiệt đến Ngũ Nhạc, khẳng định ý kiến trái ngược nhau, mà Chu Vũ Huyên hẳn là khuynh hướng theo lập trường của Hạ Tưởng. Nhưng Tư Mã Bắc và ông ta giáp công, hẳn là một bàn tay không vỗ nên tiếng. Lúc ấy ông ta còn đưa ra nghi vấn, Hạ Tưởng tại sao lại buông tay thế cục của Ngũ Nhạc? Chẳng lẽ hắn không thừa thắng xông lên, nắm toàn bộ thế cục Ngũ Nhạc trong tay, tại sao lại không để người ở lại Ngũ Nhạc tiếp tục đẩy mạnh thế cục, một Chu Vũ Huyên, thật sự là khó thành đại sự. Ngàn tính vạn tính, thật sự là tính sai, ai nói bí thư Hạ không để người lại. Chính là Ôn Tử Tuyền. Ôn Tử Tuyền là phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy nữ tính duy nhất ở tỉnh ủy, vốn ở tỉnh ủy cũng rất bắt mắt, bởi vì tuổi cô cũng không tính là lớn, tùy mị thướt tha. Nữ tính sức hấp dẫn 10 phần, nhưng chính bởi vì cô rất có vẻ đậm đà của phụ nữ, nhưng lại vẫn không được trọng dụng. Nguyên nhân rất đơn giản, quan trường là chốn thị phi, ai cũng không muốn ở trụ sở tỉnh ủy có những tin đồn không tốt truyền ra. Hạ Tưởng cố tình trọng dụng Ôn Tử Tuyền, nhưng không có ai nói linh tinh điều gì, nguyên nhân cũng rất đơn giản, Hạ Tưởng so với Ôn Tử Tuyền trẻ hơn vài tuổi. Dường như có một nhận thức chung chính là, đàn ông chỉ yêu phụ nữ kém tuổi. Không thích phụ nữ lớn tuổi, trước mặt Ôn Tử Tuyền, Hạ Tưởng tuy rằng là lãnh đạo, nhưng nhỏ hơn nhiều, mọi người cũng đều biết sự thật là, Hạ Tưởng có một người vợ xinh đẹp hiền lành, vì thế, theo lối suy nghĩ lệ thường thì mọi người sẽ không nhận định giữa Hạ Tưởng và Ôn Tử Tuyền sẽ nảy sinh cái gì. Đúng, giữa Hạ Tưởng và Ôn Tử Tuyền không sinh chút tư tình gì, nhưng có ẩn tình quan trọng, chẳng cần nhìn đâu xa, ngay việc bí thư Hạ kết hợp với phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy. Không ngờ không ai để ý, thật đúng là ứng với một câu tục ngữ dưới đèn thì tối. Chỉ tiếc, có khi có chút sai lầm, chỉ có thể phạm một lần. Đang nhìn đến vẻ mặt Ôn Tử Tuyền rất hấp dẫn tươi cười trước mắt, lệnh Truyện Chí và Đường Trịnh Kiệt liếc nhau, trong mắt đối phương đều thấy sự kinh ngạc, cảm giác của hai người khá giống nhau, vốn mỗi người đều mang tâm tư, dựa theo ý nghĩ của chính mình, làm theo thế cục Ngũ Nhạc. Hướng tới có lợi cho chính mình, lại bỗng nhiên xuất hiện. Vừa đến đã bị người ta làm cho buồn bực,
mà Lệnh Truyện Chí và Đường Trịnh Kiệt không biết chính là, điều đợi họ kế tiếp, là một ván cờ đã đến hồi tàn cục, thậm chí ngay cả quyền lựa chọn bọn họ cũng không có. Ngay cả Chu Vũ Huyên cũng âm thầm khâm phục thủ đoạn của Ôn Tử Tuyền, ông ta thật không ngờ, sau khi đã đọ sức cùng Tư Mã Bắc nhiều năm, ông ta vẫn không thể chiếm thế thượng phong, nhưng dưới sự thúc đẩy của hai chị em Ôn Tử Tuyền và Ôn Tử Kỳ, sắp xếp của Tư Mã Bắc ở Ngũ Nhạc nhiều năm, sắp bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngay từ đầu Chu Vũ Huyên còn có chút khinh thị Ôn Tử Tuyền, cho rằng một nữ phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy vừa vô thực quyền lại vô hậu trường, ở trụ sở tỉnh ủy hơn phân nửa là làm đẹp, chẳng qua là quy định liên quan yêu cầu có tỷ lệ cán bộ nữ nhất định, với diện mạo của Ôn Tử Tuyền, lên làm phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy, đại khái là cho đủ số lượng. Bình thường người đều có một bệnh chung, cho rằng phụ nữ xinh đẹp không có năng lực, phụ nữ có năng lực lại không xinh đẹp. Tuy nói Ôn Tử Tuyền năm nay 40 có thừa, nhưng mặt mày vẫn như hồi còn trẻ, tuyệt đối là nhất đẳng mỹ nữ, mặc dù cô hiện tại qua tuổi 40, mà một cái nhíu mày cười, vẫn làm rung động lòng người như xưa. Nhưng sau khi tiếp xúc Chu Vũ Huyên mới phát hiện, ông ta chẳng những sai lầm, mà còn 10 phần sai, bởi vì chỉ cần dùng một câu để miêu tả chính là, người phụ nữ này không tầm thường. May mà, Chu Vũ Huyên âm thầm lau mồ hôi, Ôn Tử Tuyền ở lại Ngũ Nhạc không phải để tìm tài liệu đen của ông ta, nếu không hiện tại ông ta ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Cũng may, Ôn Tử Tuyền và Ôn Tử Kỳ kết hợp, âm thầm tiến hành, mới sử dụng chẳng mấy công phu, đã liệt kê rất nhiều tội trạng của Vạn Nguyên Thành. Chu Vũ Huyên chỉ biết, Ôn Tử Kỳ bình thường không thể hiện gì nhiều, nhưng ngầm thì cũng không ít gian lận, ỷ vào công tác của Phó Cục trưởng, phỏng chừng ở sau lưng siêu tập chứng cứ của không ít người, mà sau lưng vấn đề Vạn Nguyên Thành, từng việc hướng thẳng vào Tư Mã Bắc. Khiến ông ta vẫn không làm gì được Tư Mã Bắc, luôn luôn tự cao hậu trường cứng rắn, mạnh mẽ, và thủ đoạn cao siêu, phỏng chừng tuyệt đối cũng thật không ngờ, lại bị lật thuyền trong mương. Chu Vũ Huyên càng khiếp sợ chính là, phó trưởng ban thư ký Ôn mà ông ta vẫn khinh thị ở trong nội bộ thành phố Ngũ Nhạc, mạng lưới quan hệ rộng, nhân duyên tốt, nếu không phải ông ta tận mắt nhìn thấy, nói cái gì cũng sẽ không tin một phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy cũng không nhiều thực quyền, ở Ngũ Nhạc làm phức tạp mạng lưới quan hệ. Khiến cho ông ta hoàn toàn tin một câu, tha rằng đắc tội tiểu nhân, không thể đắc tội nữ nhân. Vấn đề là, Tư Mã Bắc vừa không đùa giỡn Ôn Tử Tuyền, càng không bội tình bạc nghĩa với cô ta, lại bị cô ta âm thầm sau lưng, coi tiền như rác, thật sự là có chút uất ức. Tư Mã Bắc coi tiền như rác còn đang ở về sau, lúc này, trước phải để Lệnh Truyện Chí và Đường Trịnh Kiệt nếm thử mùi vị việc coi tiền như rác. Trưởng ban thư ký Ôn. Lệnh Truyện Chí kinh ngạc kêu lên một tiếng, không phải niềm vui bất ngờ, mà là kinh ngạc, sau đó chủ động giơ tay. Tôi còn tưởng rằng cô về tỉnh ủy, tại sao lại ở lại, phải chăng có việc muốn làm? Phải nắm giữ chủ động trước, bởi vì lần này kết hợp điều tra, ở phương diện tỉnh ủy cũng không chỉ định lấy ai làm chủ, nhưng dựa theo cấp bậc ông ta cao nhất, đúng ra phải là người phụ trách thứ nhất, Lệnh Truyện Chí đã nghĩ vào trước là chủ, bày ra thái độ. Không ngờ tay của ông ta giơ ra không trung, nhưng Ôn Tử Tuyền không bắt lấy. Nếu người khác không bắt tay của ông ta chắc chắn xấu hổ, nhưng Ôn Tử Tuyền lại dùng một động tác khéo léo che giấu, cô che miệng cười, sau đó lại thuận tiện khoát tay áo, cười nói. Cả ngày ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, nắm cái gì, sao phải khách khí vậy? Sau đó cô lại quan sát từ chân đến đầu, đầy thâm ý mà liếc mắt nhìn Đường Trịnh Kiệt một cái. Giám đốc Sở Đường, mới vài ngày không thấy anh, lại lên tinh thần không ít. Tôi nhớ không lầm, anh hình như kém giám đốc Sở Lệnh 3 hay 5 tuổi. Trong quan trường, kém 3 tuổi còn kém cả một khóa, tuổi là cái quý giá, mà Lệnh Truyện Chí kiêng kỵ nhất chính là tuổi của ông ta, bởi vì nếu sang năm ông ta không được thăng lên một cấp, thì sẽ phải lui xuống. Tuổi tác, hiện tại chính là tâm bệnh của ông ta. Đường Trịnh Kiệt cười ha hả. Trưởng ban thư ký Ôn Chí nhớ rất tốt, tôi so với giám đốc Sở Lệnh nhỏ hơn 6 tuổi, ở trước mặt ông ấy, xem như là người em. Tuy nhiên so sánh với cô, thì chính là lão đại ca. Lệnh Truyện Chí sắc mặt xanh đi, không gì độc hơn lòng dạ đàn bà, một chút không giả, Ôn Tử Tuyền vừa đến đã châm ngòi ly gián, đả kích huy phong của ông ta, khiến ông ta vừa mới có được một chút cảm giác về sự ưu việt lập tức biến mất hầu như không còn. Phụ nữ, có khi thật sự là khắc nghiệt hơn so với đàn ông. Cơn tức giận hơn còn ở phía sau, cũng không biết Đường Trịnh Kiệt là có tâm hay là vô ý, cũng giơ tay bắt tay Ôn Tử Tuyền,
mà Ôn Tử Tuyền không hề chần chừ, liền thân thiết bắt tay Đường Trịnh Kiệt. Rất rõ ràng, vừa rồi lạnh nhạt với ông ta, Lệnh Chuyển Chí liền lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, Ôn Tử Tuyền ở lại Ngũ Nhạc là có ý, chính là chờ một thời cơ, hiện tại thời cơ đã đến, cô ta muốn chính là liên hợp với Đường Trịnh Kiệt sỉ nhục ông ta. Nếu Ôn Tử Tuyền thật sự do Hạ Tưởng sắp xếp, như vậy Hạ Tưởng cũng nhìn khá xa, dự đoán được Ủy ban Kỷ luật tỉnh và Sở Công an tỉnh kết hợp điều tra như thế nào, chính là cục diện mỗi người đều chuẩn bị tâm tư trong lòng. Hạ Tưởng, thực sự lợi hại như truyền thuyết vậy sao? Lệnh Chuyển Chí từ thành phố Lỗ xuất phát còn tin tưởng 10 phần, cho rằng ông ta và Đường Trịnh Kiệt tiến đến Ngũ Nhạc, nhất định mã đáo thành công, tái phối hợp với Hà Giang Hải ở thành phố Lỗ thao túng vụ án Lỗ Thành Lương tham ô nhận hối lộ, chẳng những khiến Lỗ Thành Lương thân bại danh liệt, mà còn có thể nắm thế cục Ngũ Nhạc trong tay, tranh thủ cứu lại cuộc đời chính trị của Vạn Nguyên Thành. Lạc quan mà nói, đã chứng thực Lỗ Thành Lương tham ô nhận hối lộ là sự thật, Vạn Nguyên Thành cho dù có bị hiềm nghi hãm hại Lỗ Thành Lương, nhiều lắm là bị xử phạt cảnh cáo là xong việc, cuối cùng Hà Giang Hải hoàn toàn thắng, Hạ Tưởng và Lý Đinh Sơn ra tay, cuối cùng sẽ bị thất bại toàn diện, thế cục tỉnh tề, vẫn nằm trong tay người tỉnh tề. Tầng dụng ý sâu bên trong chính là, Hà Giang Hải có thể báo cáo kết quả công tác với Thủ tướng, không đến mức khiến thế cục Ngũ Nhạc không khống chế được, do đó ảnh hưởng đến đại kế nghiệp muối. Nhưng vừa tới Ngũ Nhạc, ngồi còn chưa ấm chỗ, niềm tin của Lệnh Chuyển Chí đã nhanh chóng biến mất. Bởi vì lần đầu tiên ông ta phát hiện người đứng trước mặt thướt tha mê người Ôn Tử Tuyền, đằng sau vẻ tươi cười ấy, là độc thủ chính trị sâu không lường được. Không hề gì, ông ta còn có thị trưởng Tư Mã Bắc ủng hộ, còn có Ủy ban Kỷ luật thành phố phối hợp, không tin thực quyền không bằng Phó trưởng Ban Thư ký tỉnh ủy, có thể làm ra trò gì ở Ngũ Nhạc. Chẳng qua cùng Đường Trịnh Kiệt kẻ sướng người họa sỉ nhục ông ta vài câu, sao có thể hoảng sợ mà mất đi niềm tin. Lệnh Chuyển Chí sau một lát lại khôi phục trấn tĩnh và tự tin, ông ta chính là muốn ở Ngũ Nhạc, dựa theo ý chí của mình mà quyết định sự tình đích thực là cái gì. Lệnh Chuyển Chí lĩnh hội rất nhanh việc Ôn Tử Tuyền đích thực là có thủ đoạn, không chỉ là ông ta, ngay cả thị trưởng Tư Mã Bắc, sau sự kiện ở Ngũ Nhạc, từ nay về sau sợ phụ nữ trốn quan trường như hổ. Mới sáng sớm, Hạ Tưởng đã bị điện thoại đánh thức. Tối hôm qua cùng Hạ Lực, Lý Đồng mở tiệc thời gian hơi dài quá. Có được tiếng nói chung hiếm có, lúc về nhà, đã hơn 9 giờ tối, Tào Thù Lê đã ngủ, hắn không quấy rầy cô, bèn ngủ ở thư phòng. Di động rung mạnh, đặt ở trên bàn, ong ong vang lên, hắn mở to mắt nhìn giờ, mới hơn 6 giờ một chút, ai sáng sớm đã ầm ĩ gọi hắn. Không ngờ là Cổ Ngọc. Đồ lười, nửa ngày mới nghe điện thoại, chắc chắn còn chưa rời khỏi giường. Giọng Cổ Ngọc líu lo, như tiếng chim ngoài cửa sổ. Hiển nhiên là tâm tình không tồi. Cổ Ngọc nuốt lời, lần trước mới nói phải phơi nắng hắn một tháng, còn chưa phơi nắng đủ một tuần, lại chủ động gọi điện thoại tới. Mới mấy giờ, em đã quấy rối, sáng sớm đã phá hỏng giấc mộng đẹp. Hạ Tưởng đành phải dậy, không dậy nổi cũng không có cách nào, Cổ Ngọc cũng không phải đứa nhỏ càn quấy, sáng sớm đã gọi điện, chắc chắn là có sự tình gì. Tuy nhiên giọng nói của cô thoải mái, hẳn là không phải chuyện xấu. Nhưng, cũng không có chuyện tốt, Cổ Ngọc cười hì hì. Hãy nghe em nói, hôm nay em không đến, ngày mai nhất định đến thành phố Lỗ, anh không cần đến sân bay đón em, dù sao phu nhân ở đây, không tiện, đến lúc đó trực tiếp đến nhà khách tìm em mở phòng chờ anh. May mắn là không ở bên cạnh Tào Thù Lê, nếu không lời nói vừa rồi ai nghe xong đều nghĩ theo nghĩa khác, Hạ Tưởng biết rằng Cổ Ngọc là cô bé đơn thuần, người khác cũng không biết. Lại có chuyện gì, chẳng lẽ em là... Hạ Tưởng trong đầu lóe lên một ý tưởng. Em còn chưa cam tâm. Không có. Cổ Ngọc bướng bỉnh hăng hái đối chọi với Hạ Tưởng. Anh không cho em phơi nắng muối, em phơi nắng cho anh xem. Em đến thành phố Lỗ chính là khảo sát thị trường, anh không tiếp đãi, em trực tiếp tìm Ủy ban Nhân dân tỉnh để đàm đạo, anh xem rồi xử lý. Được, thật đúng là bị Cổ Ngọc làm loạn mộng đẹp, Hạ Tưởng không khỏi bất đắc dĩ cười. Cổ Ngọc là người đơn giản, nhưng là có cá tính, cô nói đến khẳng định đến, nói đầu tư, nói không chừng thật đúng là phải đến phơi nắng muối vì sự nghiệp vĩ đại. Nếu ngăn không được bước chân Cổ Ngọc đi tới, phải nghĩ biện pháp khiến cô mất hứng thú, nếu không Cổ Ngọc một lòng muốn phơi nắng muối, thật đúng là một vấn đề nan giải lớn bằng trời. Suy tính trước sau một phen, chỉ có làm kế hoạch của hắn trước, vốn không nghĩ trước khi Thủ tướng thị sát, bày ra trận thế lớn,
nhưng hành động của Cổ Ngọc không ngờ lại khiến hắn chỉ có thể bố trí nhanh hơn ở tỉnh Tề. Hạ Tưởng cũng không quản hiện tại mấy giờ, trực tiếp gọi điện cho Thẩm Lập Xuân. Lập Xuân, xin chuyển lời cho Chủ tịch Thành, kế hoạch trước thời hạn. Thẩm Lập Xuân rời giường khá sớm, đang chuẩn bị đi ra ngoài chạy bộ, không ngờ nghe được tin tức về kế hoạch trước thời hạn, ông ta cũng không hỏi nhiều. Được, tôi lập tức báo cáo với Chủ tịch Thành. Vừa mới ngắt điện thoại với Thẩm Lập Xuân, Hạ Tưởng cũng không định ngủ tiếp, cũng chuẩn bị ra ngoài tản bộ, tỉnh táo một chút, hôm nay khẳng định là một ngày vô cùng bận rộn, còn chưa kịp đi ra, điện thoại lại reo. Thật đúng là đủ bận rộn, Cổ Ngọc gọi điện thoại tới, dường như mở ra một lỗ hổng, tuy nhiên vừa thấy điện báo là một dãy số lạ, Hạ Tưởng liền không muốn tiếp, lại thấy dường như có điểm ấn tượng, vẫn do dự mà nghe điện. Bí thư Hạ, ngại quá mới sáng sớm đã quấy rầy anh, tôi là Đới Kế Thần, chính là người tối hôm qua thiếu chút nữa đã đánh anh một quyền, anh còn nhớ không? Nếu Đới Kế Thần mở miệng đã nói là hắn cùng nhau uống rượu với Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố Lỗ, Hạ Tưởng nói không chừng thật đúng là hơi khó chịu với Đới Kế Thần, nhưng Đới Kế Thần dạo đầu chẳng những rất đặc sắc, cũng lại ngay thẳng tự nhiên, Hạ Tưởng liền mỉm cười. Đới Kế Thần, có việc gì cứ nói. Đới Kế Thần vừa nghe Hạ Tưởng không khách khí, còn khá thân thiết, lập tức hưng phấn. Bí thư Hạ, tôi có tình huống trọng đại phải báo cáo. Buổi sáng vừa vào làm, liền mời dự họp hội nghị thường vụ. Nghiên cứu đề cử chọn người tiếp nhận chức phó chủ nhiệm Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước. Đang nghe đến Liêu Đắc Ích lại đề cử Trần Thu Đống, Lý Đinh Sơn ngoài dự đoán mọi người mà lựa chọn trầm mặc, mà Hạ Tưởng cũng không phản đối, kết quả đề cử Trần Thu Đống rất thuận lợi liền thông qua biểu quyết hội nghị thường vụ. Ngay cả Chu Hồng Cơ cũng rất khó hiểu, Hạ Tưởng tại sao lại cho qua. Hà Giang Hải cũng rất đắc chí, cho rằng thắng lợi hội nghị thường vụ là bắt đầu thắng lợi ngũ nhạc. Không ngờ nghĩ lại, bỗng nhiên bừng tỉnh, không ổn, bị lừa rồi. 15.161.518 thiếu. Giữa Trần Thu Đống và Hà Giang Hải có bí mật không thể cho người khác biết, tuy rằng Hạ Tưởng mới đến tỉnh Tề, nhưng cũng có thể đoán được 8-9 phần rồi. Việc chính trị, tất cả mọi người đều bên 8 lạng đàng nửa cân, ai mà không biết ai. Nhưng biết thì biết, ai cũng sẽ không vạch trần ra. Người trong quan trường đều cần phải có chút bộ mặt của bộ đồ mới hoàng đế tự lừa gạt bản thân lừa gạt người khác. Việc xa lưới của Trần Thu Đống chỉ là bước đầu tiên, sau này tác dụng của Trần Thu Đống còn rất lớn, cũng không phải nói kết án càng nhanh càng tốt. Bây giờ kết án, nào sợ Trần Thu Đống bị phán án tử hình, cũng không cách nào tạo được sự tổn thương có hiệu quả đối với Hà Giang Hải. Vụ án của Trần Thu Đống kéo dài càng lâu, thì càng mang lại áp lực cho Hà Giang Hải. Mới có thể trở thành một quả bom hẹn giờ có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Quả bom giống vậy, nếu đặt ở đúng chỗ lại có thêm thời cơ phát nổ chính xác, uy lực sẽ gia tăng rõ rệt theo cấp số nhân. Nhưng điều khiến Hạ Tưởng không nghĩ đến chính là, Trần Thu Đống ngu ngốc như vậy, không những cái gì cũng khai hết, còn điên cuồng như chó cắn người bậy bạ, ngay cả Hà Giang Hải cũng cắn. Đúng là tự chê mạng mình dài mà. Trần Thu Đống quả thật là thằng đần. Không hiểu rằng lá bùa hộ mệnh duy nhất của gã chính là Hà Giang Hải, mà một khi gã chọc giận Hà Giang Hải, với thủ đoạn của Hà Giang Hải, e rằng gã sẽ phải đối mặt với cả trăm khả năng chết chốc trong tù. Trần Thu Đống không thể chết, cho dù gã đáng chết, mấy năm vừa qua vừa dụ dỗ vừa lừa gạt để gian dâm và cưỡng hiếp rất nhiều những nữ sinh trung học, còn thích quan hệ với những cô bé vị thành niên, dưới 14 tuổi tuyệt đối là một người cặn bã vô tích sự. Nhưng hiện giờ một súng bắn chết gã thì dễ dàng cho gã quá, cũng có lợi cho những người muốn đề bạt cho tên cặn bã suy đồi này. Dùng gã để làm một kẻ có thể thường xuyên khiến một số người khác gặp phải ác mộng đứng ngồi không yên thì cũng không tồi. Đương nhiên, mức độ khó khăn cũng không nhỏ, chỉ sợ có người bí quá hóa liều, không muốn để Trần Thu Đống nhiều lời. Hạ Tưởng khẽ suy tư. Đới Kế Thần, vụ án thẩm vấn như thế nào, kết án như thế nào, là chuyện của cục thành phố. Tôi không tiện hỏi đến, càng không tiện phát biểu ý kiến. Nếu như anh còn có việc, có thể trực tiếp tìm Thiên Thiếu thương lượng một chút. Điện thoại vừa ngắt đi, tâm trạng vui vẻ của Đới Kế Thần đùng cái liền đóng băng, trong nhất thời cũng không phản ứng lại được, tại sao vừa chớp mắt, Hạ Tưởng đối xử với gã lạnh như băng tuyết rồi. Suy nghĩ trăm lần vẫn không có lời giải đáp, Đới Kế Thần nghĩ lại lần nữa những gì Hạ Tưởng đã nói, bỗng chốc phát hiện ra điểm sáng. Bí thư Hạ thì không tiện trực tiếp phát biểu ý kiến, sẽ khiến người khác cho rằng hắn nhúng tay quá sâu rồi, gã cũng vậy, làm sao có thể trực tiếp báo cáo với phó bí thư Hạ,
hẳn là phải chạm mặt với Ngô Thiên Tiếu trước mới đúng. Đới Kế Thần lại thở dài một cái, thầm nghĩ việc chào hỏi Phó Bí Thư Hạ phải cẩn thận một chút, đừng để lòng tốt biến thành chuyện xấu, khó khăn lắm mới tìm được một cấp trên tốt và hợp tính nhau, cũng không thể để lại ấn tượng xấu được. Liêu Đắc Ích ở trong văn phòng làm việc suy nghĩ tới suy nghĩ lui hết cả nửa ngày trời, cuối cùng quyết định đề nghị xin được gặp mặt kiểm điểm với tỉnh ủy, biến bị động thành chủ động, thừa nhận sai lầm của mình một cách tích cực, trưng cầu phê bình và xử trí của tỉnh ủy, bày ra thái độ nghiêm khắc với bản thân, khoan dung với người khác, mới có thể hóa giải được thế bí trước mắt. Tuy rằng gã cũng biết rằng, Thủ tướng đến đây có lẽ sẽ mang tới cơ may xoay chuyển tình thế cho hiện trạng và tương lai của gã, nhưng cân nhắc lại, gã vẫn cho rằng, thân là trưởng ban tổ chức cán bộ, không có tính độc lập nhất định so với ban thư ký pháp luật là Hà Giang Hải, gã thì hoàn toàn phụ thuộc vào bí thư tỉnh ủy, còn có phó bí thư tỉnh ủy. Do đó, tạm thời cúi đầu là điều rất cần thiết. Huống hồ gã cúi đầu nhận lỗi, cũng có thể giúp Hà Giang Hải tranh thủ thời gian, có thể làm mê hoặc Khâu Nhân Lễ và Hạ Tưởng, khiến bọn họ nới lỏng cảnh giác. Liêu Đắc Ích âm thầm vỗ tay tán thưởng cho quyết định của gã, lập tức mở máy vi tính lên, bắt đầu bắt tay vào đích thân gõ bản kiểm điểm, không cần trợ lý vất vả làm thay, tỏ ra thái độ của gã rất nghiêm chỉnh, là thật lòng nhận ra lỗi lầm của mình. Một mặt gõ chữ, mặt kia thì lại nghĩ, trong chuyện của Trần Thu Đống, Hà Giang Hải nợ gã một ân tình, càng có lý do tin rằng sau khi Thủ tướng hiểu ra đầu đuôi sự việc, đối với trình độ xử lý công việc có thể co giãn đồng thời tùy cơ ứng biến của gã, nhất định sẽ có được thái độ khen ngợi tán thưởng. Chỉ là, trong lòng Liêu Đắc Ích cũng còn ẩn chứa sự lo lắng, chuyện của Trần Thu Đống rốt cuộc có thể quậy đến lớn nhường nào. Phải thu dọn hiện trường ra sao? Còn có vấn đề của Lỗ Thành Lương, cuối cùng lại là một kết luận ra sao? Hiện giờ đang là giai đoạn rằng co không thôi, chẳng lẽ nói, nhất định phải đợi sau khi Thủ tướng đến, mới có thể giải quyết một cách dễ dàng được ư? Đương nhiên là không thể, sự việc cơ bản đã rõ ràng hóa rồi, chẳng qua là Liêu Đắc Ích không biết mà thôi. Bởi vì chính là trong lúc này, những sự việc xung quanh Lỗ Thành Lương và Trần Thu Đống, bên trong tỉnh ủy, các bên thế lực không chỉ lần lượt nổi lên, lập trường vốn có của mỗi bên, cũng đều có sự biến đổi một cách tinh tế. Bởi vì chuyện Khâu Nhân Lễ nổi giận, đã tít tốc lan truyền đi khắp các ngõ ngách trong tỉnh ủy. Luôn để lại ấn tượng ôn hòa và thật thà cho mọi người như bí thư Khâu, gần đây thế lực bành trướng lớn rộng, tay đấm Hà Giang Hải, chân đá Liêu Đắc Ích, sau khi đấm đá vài ba cái, liền gây dựng lại một hình tượng mới mạnh mẽ mà cứng cáp ở tỉnh Tề, với hình tượng bí thư ôn hòa ngày trước, cứ như là hai người khác nhau. Nguyên nhân là gì, ai ai cũng biết rõ. Đương nhiên là do sức thúc đẩy của Phó Bí Thư Hạ Hạ Tưởng. Nếu nói Khâu Nhân Lễ từ sự ôn hòa trước kia biến đổi nhanh chóng, trở thành bí thư thủ đoạn cứng rắn còn chưa đủ để khiến người ta kinh sợ, thế thì sự chuyển hướng lập trường một cách tinh tế của Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ, ngay tức thì khiến cho các thế lực trung lập trước đó, trong lòng phần lớn cũng dao động rất nhiều. Không phải là người thuộc tỉnh Tề còn đỡ. Dù sao bọn họ chính là lực lượng trung gian dao động lắc lư, ai có thế lực lớn thì sẽ nghiêng sang bên đó. Bí thư và phó bí thư hợp tác với nhau, lại cộng thêm một chủ tịch tỉnh, Hà Giang Hải có chiếm được điều kiện thuận lợi thích hợp đi nữa, chỉ sợ rằng khó mà chống đỡ nổi. Nhưng không ít thế lực của người bản xứ tỉnh Tề, nhóm người không nửa vời chẳng sợ bất mãn đối với Hà Giang Hải, cũng không tránh khỏi tâm trạng lo lắng buồn bã, cục thế hiện giờ rất giống các quan trong hệ thống trung ương liên kết với nhau. Muốn đánh tan thế lực bản địa tỉnh Tề, rõ ràng là Trung ương không tín nhiệm người tỉnh Tề, thân là người tỉnh Tề, chẳng lẽ không thể vứt bỏ thành kiến, liên kết lại với nhau. Đồng lòng chống lại thế lực bên ngoài. Có người tỉnh Tề có cách nghĩ như vậy, cũng thật không phải con số nhỏ. Tỉnh ủy tỉnh Tề, đang ấp ủ một mạch nước ngầm để một lần nữa gầy dựng lại vị trí và phân chia phạm vi thế lực mới. Nói đi phải nói lại, có rất nhiều người không biết việc Thủ tướng sắp ghé thăm. Mà việc ghé thăm của Thủ tướng, sẽ mang lại ảnh hưởng như thế nào cho tình hình mưa gió biến đổi của ỉnh Tề. Chấn động mà tỉnh Tề phải đối mặt, càng đến một cách nhanh chóng và mãnh liệt hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của nhiều người. Vẻ đẹp của cổ ngọc không thay đổi, người mặc chiếc đầm điểm hoa, duyên dáng yêu kiều, cứ như một đóa hoa hướng dương chắc nịch mà thuần khiết, chắp tay sau lưng, nhón chân lên, đón ánh mặt trời, tựa như một bức tranh tuyệt đẹp được chăm chút tạo ra. Ngay phút giây Hạ Tưởng đẩy cửa phòng ra, bất thình lình hiện ra trước mặt của hắn. Dường như thời gian qua đi, gương mặt thanh khiết đẹp đẽ mà tinh nghịch của cổ ngọc, cứ như một nguồn suối trong xanh dập dờn trong lòng của Hạ Tưởng.
Đối với Cổ Ngọc, Hạ Tưởng xưa nay yêu chiều nhiều hơn là chỉ trích, thậm chí nói một cách không hề khuếch đại. Đối với Cổ Ngọc, tính cách lúc thì bướng bỉnh lúc thì trầm lặng, hắn vẫn luôn nhân nhượng mà nuông chiều, với sự kiên nhẫn vô bờ mà bao dung hết mọi thứ của cô. Nếu như đổi lại là người khác, ví như Tiếu Giai hay là Nghiêm Tiểu thì, có lẽ Hạ Tưởng đã không có đủ lòng tốt như vậy. Cổ Ngọc kỳ thật đã sớm nghe được tiếng bước chân của Hạ Tưởng, ngay thời khắc Hạ Tưởng bước vào, đôi mắt cô sáng rỡ, tiếp đó lại nỗ lực che giấu sự vui mừng trong ánh mắt, quay đầu sang một bên, giả vờ như không thấy Hạ Tưởng. Gian phòng không cần quét dọn. Cô cố tình xem Hạ Tưởng như nhân viên phục vụ. Xin hỏi tiểu thư, quần áo có cần phải giặt không? Hạ Tưởng há lại không hiểu tâm tư nhỏ nhoi của Cổ Ngọc, liền phối hợp diễn xuất với cô. Nhưng tôi chỉ mang theo bộ quần áo mặc trên người thôi, thay ra đem giặt, thì sẽ không có mà mặc nữa. Cổ Ngọc nhịn cười. Không sao, tôi có thể phụ trách hàng loạt các dịch vụ giặt và phơi, bảo đảm cô hài lòng. Phục vụ cũng thật không tồi, tuy nhiên, cần bao nhiêu tiền bao ở đây? Miễn phí, hơn nữa còn đặc biệt tặng thêm phục vụ massage toàn thân. Hạ Tưởng từ dáng người phía sau cũng có thể thấy được vai Cổ Ngọc đang run lên, biết cô ta cười đến không nhịn được rồi. Massage cái đầu anh, cái háo sắc như anh. Cổ Ngọc bỗng chốc xoay người nhào tới, với sức mạnh và sự hoang dại chưa từng có, trong chớp mắt đã đẩy Hạ Tưởng ngã xuống giường, cô kéo quần áo của Hạ Tưởng xuống. Chắc chắn là da anh ngứa rồi, để em thư giãn gân cốt hộ anh. Hạ Tưởng quên cả việc phản kháng, trong ấn tượng, Cổ Ngọc chưa từng phóng túng như trước mắt bao giờ, nhưng ngăn cách một tầng quần áo mỏng manh cảm nhận được cơ thể Cổ Ngọc nóng bừng và kích thích, hắn cũng bị đốt cháy ngọn lửa trong người. Giữa nam và nữ, yêu hận đan xen, đòi lấy và cho đi, tiến công và phòng thủ, dây dưa và vướng víu, mới là chủ đề vĩnh hằng. Hạ Tưởng và Cổ Ngọc, cùng hưởng hoan lạc. Những cơn oán giận và không hài lòng từng có, đều theo lần tấn công này mà tan thành mây khói. Cổ Ngọc rúc vào trong lòng của Hạ Tưởng, hai tay quàng qua cổ của Hạ Tưởng, đối với đề nghị của Hạ Tưởng vẫn là có chút khó hiểu nói. Anh nói cái gì thì là cái đấy, nhưng em vẫn là không hiểu, rõ ràng lợi nhuận của muối cao, không rủi ro, tại sao không phơi muối mà đầu tư dự án khác chứ? Bàn tay lớn của Hạ Tưởng dừng lại ở tấm lưng ngọc ngà của Cổ Ngọc, cười nói. Quân tử ái tài, thủ chi hữu tiêu, người có tài đức thích những tài sản có được theo con đường chân chính, không thích những tài sản bất nghĩa mà có. Ngoài việc xu thế cách mạng của sự nghiệp làm muối chắc chắn phải làm, đóng vai trò là một hạng mục sản nghiệp ỷ lại vào sự bảo hộ của chính trị một cách nghiêm trọng, lúc chính trị tốt, có thể ngày vào một đấu vàng khoản 10 kg, một khi chính trị biến đổi, có khi còn táng ra bại sản. Em chỉ thấy bản thân kinh tế, không thấy được mặt chính trị sau lưng kinh tế. Em lại không làm chính trị, tại sao lại phải hiểu chính trị chứ? Cổ Ngọc ỏng ẹo. Không hiểu chính trị mà đi làm ra tài sản tư hữu liên quan mật thiết tới chính trị, Cổ Ngọc cũng thật là đơn thuần đến không chịu nổi. Tính cách của cô thật ra quá dễ dàng bị người khác lợi dụng, nhưng lão Cổ sao lại không khuyên cô ta nhỉ? Hạ Tưởng liền hỏi. Ông nội đối với chuyện phơi muối của em, bày tỏ quan điểm gì không? Đương nhiên có rồi. Cổ Ngọc nghiêng người nghĩ ngợi. Ông nội nói rồi thật ra cũng y như chưa nói, ông nói ông không biết về kinh tế, phơi muối cũng được, phơi người cũng được, ông cũng lười quan tâm, dù sao kiếm tiền đền tiền thì đều là anh đến thanh toán. Hạ Tưởng bất đắc dĩ mỉm cười, lão Cổ nhìn rất thấu đáo, nhưng cũng là người xảo huyệt, cái gì cũng không nói rõ ràng, lại khiến mình phải làm người xấu, nói không chừng Cổ Ngọc đến thành phố lỗ, cũng là kết quả ngấm ngầm thúc đẩy của lão. Giữa hắn và thủ tướng, lão Cổ luôn khó lòng làm việc. Hắn cũng có thể hiểu được, cho nên cũng không quan tâm lão Cổ phàn nàn gì, chỉ là không muốn Cổ Ngọc biết được sự thật quá trầm trọng. Điện thoại reo lên, là Thẩm Lập Xuân. Phó Bí Thư Hạ, tôi và Phó Chủ tịch tỉnh Lý đã bàn qua rồi, Phó Chủ tịch tỉnh Lý rất nóng lòng, đề xuất bây giờ liền đi đến Ngũ Nhạc khảo sát thực tế, tôi hiện giờ đã khởi hành đi đến Ngũ Nhạc rồi, chắc tối nay không về. Hạ Tưởng có chút trầm ngâm. Cũng tốt, Phó Chủ tịch tỉnh Lý một lòng nhào vào công việc. Là việc tốt, Lập Xuân, cậu phải ủng hộ công việc của ông ta. Trước khi Thẩm Lập Xuân đại diện cho tập đoàn Đạt Tài đến đầu tư ở tỉnh Tề, là một cú đấm nặng ký mà Hạ Tưởng đã đánh ra, tuy nhiên thời gian lại sớm hơn đến nửa năm so với kế hoạch ban đầu, cũng không coi là hấp tấp ứng chiến. Bởi vì từ sớm trước khi đến tỉnh Tề, Hạ Tưởng đã đạt được thủ tục đầu tư với Trần Đạt Tài.
Trên cơ bản thì mọi vấn đề công việc đều vào vị trí cả rồi, chỉ đợi thủ tướng thị sát thôi, chỉ cần mọi thứ thuận lợi, Hạ Tưởng tin chắc có thể khiến sức ảnh hưởng từ cuộc thị sát của thủ tướng giảm xuống mức thấp nhất. Nhưng cú điện thoại của Chu Hồng Cơ lại lần nữa quấy nhiễu sự bố trí của Hạ Tưởng. Đã là thời điểm ban chiều, tia nắng chiều ngoài cửa sổ chiếu rọi lên khuôn mặt gần như trong suốt của Cổ Ngọc, làm cho mắt, mũi và tai của cô đều thể hiện ra một lớp ánh sáng rực rỡ như ngọc. Đúng thật là một người đẹp như ngọc. Cổ Ngọc lại thay bộ quần áo mới trên người, quần bò màu nhạt càng tôn lên dáng người gần như hoàn mỹ của cô, đôi chân thon dài, đôi vai nhỏ để lộ ra bên ngoài, không có chỗ nào là không tinh tế như ngọc. Cái gọi là người đẹp như ngọc, cũng không phải là nói khống, mà là câu khen ngợi xuất phát từ đáy lòng của người xưa. Anh nói, nếu như em sinh một đứa nhỏ, có thể sẽ thành thục hơn một chút không? Cổ Ngọc lại tìm một chiếc áo có chút chuyên nghiệp mà mặc vào. Em cũng không còn nhỏ nữa, nhưng luôn cảm thấy mình vẫn còn giống như trẻ con vậy, không chỉ tính khí giống, mà bề ngoài cũng giống, tức thật. Em làm sao có thể đàm phán với người ta? Những người khác ai cũng sẽ không tin tưởng em. Anh tin tưởng em. Hạ Tưởng cười rồi, tính tình Cổ Ngọc quả thật rất trẻ con, sự thành thục đối với cô mà nói có lẽ không phải là một chuyện tốt, cũng không hẳn con gái sau khi sinh con sẽ trở nên thành thục, cứ như cô bé Lê vậy. Con đã lớn nhường nào rồi, cô ấy vẫn còn nhỏ nhắn đáng yêu như ngày nào. Em cũng không cần cố tình tu sửa bản thân mình. Trên thương trường, cái cần thiết không phải là sự thành thục điềm đạm, cái cần là thực lực. Em đặt hết toàn bộ vốn liếng vào, anh thật sự đồng ý sao? Toàn bộ tài sản của Cổ Ngọc có khoảng gần 600 triệu hơn, đương nhiên phần lớn là bất động sản, không phải là tiền mặt lưu động. Nhưng nếu như biến một phần cổ phiếu thành tiền mặt, điều chỉnh bộ phận kết cấu kinh tế, có thể điều động hơn 200 triệu tiền vốn cũng không phải chuyện nói chơi. Hơn 200 triệu tuy rằng đem so với khoản tiền khổng lồ chuẩn bị đầu tư của tập đoàn Đạt Tài, thì không đáng để nhắc tới, nhưng ý nghĩa chính trị ẩn chứa bên trong cực kỳ lớn. Thẩm Lập Xuân có biết được hay không cũng không quan hệ gì, thậm chí cho dù Lý Đinh Sơn và Chu Vũ Huyên cũng không được rõ chuyện gì cũng không quan trọng. Chỉ cần lão Cổ hiểu được chỗ liên kết mật thiết bên trong, chỉ cần Thủ tướng biết được Cổ Ngọc đã đầu tư toàn bộ gia sản vào một trong những hạng mục quan trọng nhất ở thành phố Ngũ Nhạc là được rồi. Rất nhiều sự việc, có thể làm không thể nói, tin rằng Thủ tướng sẽ cảm giác vô cùng bất ngờ và kinh ngạc vui mừng trước bố cục của hắn. Anh không đi cùng em đến Ngũ Nhạc hả? Cổ Ngọc soi trước gương vài cái, cũng coi như hài lòng với vẻ ngoài của mình một chút. Em mới là lần đầu tiên đầu tư bất động sản, trong lòng có chút thiếu tự tin, luôn muốn tìm một người đi cùng em mới có cảm giác vững vàng chắc chắn. Không phải bất động sản, là sản nghiệp bất động sản. Hạ Tưởng lại chỉnh sửa cách nói sai của Cổ Ngọc. Em đến Ngũ Nhạc rồi, trực tiếp tìm Ôn Tử Tuyền, cô ta sẽ giúp em sắp xếp tốt mọi thứ. Về những vấn đề khác như đầu tư, quy hoạch, đàm phán vân vân, em đều không cần bận tâm, trực tiếp giao cho Thẩm Lập Xuân là được rồi. Thế thì em có đi hay không đi có khác gì nhau đâu. Em mới không đi để làm bình hoa đó. Cổ Ngọc mất hứng rồi. Hạ Tưởng cười ha hả. Không phải là để em đi làm bình hoa, em chỉ cần xuất hiện, liền mang ý nghĩa quan trọng và to lớn. Cổ Ngọc lại vui vẻ rồi. Em đối với anh, thật sự quan trọng như vậy sao? Về công về tư, về tình về lý, Cổ Ngọc đối với Hạ Tưởng, đích thực vô cùng quan trọng, Hạ Tưởng cũng không phủ nhận sự quan tâm của hắn đối với Cổ Ngọc. Hắn cũng biết, Cổ Ngọc vô cùng quan tâm đến sự quan tâm của hắn đối với cô. Em đối với anh, đối với lão Cổ, đối với rất nhiều người, đều vô cùng quan trọng. Hạ Tưởng nói một cách đinh ninh chắc chắn, cái hắn nói là những lời nói trong lòng, bởi vì tính chất đặc biệt trong thân phận của Cổ Ngọc, cô tham gia vào trong dự án của tập đoàn Đạt Tài. Sẽ mang đến sự tiện lợi khổng lồ giúp cho tập đoàn Đạt Tài có thể thuận lợi đứng vững ở tỉnh Tề. Cũng không phải hắn có ý lợi dụng Cổ Ngọc, chẳng qua là có người có ý lợi dụng Cổ Ngọc trước, hắn chỉ là lập lại trật tự thôi mà. Cổ Ngọc vui sướng đi khỏi, Hạ Tưởng một đường hộ tống cô đến đường cao tốc, mới quay về. Trên đường về, liền nhận được điện thoại của Chu Hồng Cơ. Bí thư Hạ, thông qua điều tra rõ của kỷ luật tỉnh, sự thật Lỗ Thành Lương tham ô nhận hối lộ, không hề thành lập. Chu Hồng Cơ cũng ra đòn tấn công mạnh rồi, xem ra, để nghênh tiếp cuộc thị sát của Thủ tướng, bên phía Tôn Tập Dân cũng tăng cường bố trí rồi. Đúng rồi, tỉnh Tề không phải tỉnh Tề của người tỉnh Tề, không phải tỉnh Tề của Thủ tướng,
cũng không phải tỉnh tề của Tổng Bí Thư, càng không phải tỉnh tề của phe phản đối, mà là tỉnh tề của mọi người, ai muốn ăn chặn một mình, hai bên còn lại cũng sẽ không hài lòng. Hai năm trước Thủ tướng đã từng đến tỉnh tề thị sát, mới vỏn vẹn có hai năm lại đến tỉnh tề, ý nghĩa chính trị bên trong, phàm là người trong quan trường, đều sẽ đoán ra được vài phần. Một khi đến được vị trí cao nhất, sẽ không dễ dàng gì đến những bộ phận tỉnh dưới để thị sát, càng sẽ không ngắn ngủi trong vòng 2 năm, liên tiếp đến thị sát ở cùng một tỉnh. Đối với kết luận về sự việc của Lỗ Thành Lương mà Chu Hồng Cơ đã đưa ra một cách nhanh chóng và quả quyết có thể thấy được, Chu Hồng Cơ cũng chuẩn bị biến thế bị động thành thế chủ động rồi. Nghe được tin này, tôi rất vui. Hạ Tưởng quả thật là thật lòng vui mừng, Chu Hồng Cơ không chỉ lấy lại danh dự cho Lỗ Thành Lương, an ủi vong hồn của người đã chết trên trời, khiến cho gia quyến người chết được an ủi, cũng là một đòn phản công mạnh mẽ đối với hạng người đổi trắng thay đen, đâm bị thóc chọc bị gạo như Hà Giang Hải. Ý nghĩa thâm thúy hơn Hạ Tưởng cũng hiểu được, Chu Hồng Cơ muốn mượn sự việc này, muốn triển khai một hoạt động thu nạp quyền lực trong Ủy ban Kỷ luật. Tỉnh ủy hy vọng Ủy ban Kỷ luật tiếp tục đào sâu chân tướng sự thật, tra ra kẻ làm chủ đứng sau hậu trường, không những phải trả lại một sự công bằng cho đồng chí Lỗ Thành Lương, cũng phải lấy lại danh tiếng cho Ủy ban Kỷ luật. Câu cuối cùng của Hạ Tưởng đã nêu rõ chủ đề. Chu Hồng Cơ rất là vui vẻ yên tâm, hợp tác với người thông minh đúng là nhẹ nhàng thoải mái, vừa nêu đã rõ, ông ta nói một cách cung kính. Sau này tôi công tác ở Ủy ban Kỷ luật, còn cần Phó Bí Thư Hạ giúp đỡ nhiều. Điều chỉnh nhân sự trong Ủy ban Kỷ luật, không rời khỏi cái gật đầu của Phó Bí Thư tỉnh. Lúc Hạ Tưởng quay trở về tỉnh ủy, sắc trời đã tối. Nhưng văn phòng của mấy vị lãnh đạo tỉnh ủy chủ chốt, vẫn đèn đuốc sáng trưng như cũ. Nếu không phải Chu Hồng Cơ gọi điện thoại đến, buổi tối Hạ Tưởng đã sắp xếp xong cùng dùng bữa với Tiêu Ngũ, Dương Uy, Nga Ni Trần rồi. Nhưng sự việc có thay đổi, kết luận của tỉnh ủy vô cùng quan trọng, thậm chí sẽ phân bổ ảnh hưởng đến cục thế trước mắt, hắn cần phải gặp mặt nói chuyện với Khâu Nhân Lễ. Còn chưa lên lầu, đúng lúc gặp phải Chu Hồng Cơ đang cùng đi ra với Niếp Kiến Hào ngay tại hành lang. Niếp Kiến Hào là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, quân khu chính trị tỉnh ủy, một trong số người mà Hạ Tưởng không quen biết. Cao lớn, mặt chữ điền, là hình tượng người lính thật thụ 100%, chứ không phải khí chất nghệ sĩ của người lính dân sự. Phó Bí Thư Hạ, thật trùng hợp. Vẻ mặt Chu Đồng Cơ tươi cười. Đúng lúc tôi và Kiến Hào ra ngoài dùng bữa, đi, cùng đi nào. Cái mà Chu Hồng Cơ biểu hiện ra lúc này là sự thoải mái và nhiệt tình. Hạ Tưởng không có ý cùng đi dùng cơm tối với Chu Hồng Cơ vào lúc này, hắn còn phải lo việc khác, thêm nữa, Niếp Kiến Hào bên cạnh chỉ khẽ gật đầu chào hắn, thái độ rất là lãnh đạm, hắn hà tất phải đi chung vui một cách không cần thiết chứ. Liền khéo léo từ chối ngay. Sự hưng phấn của Chu Hồng Cơ rất cao, thấy Hạ Tưởng một mực không đi, liền kéo Hạ Tưởng sang một bên, nói mấy câu. Phó Bí Thư Hạ, kết luận của Ủy ban Kỷ luật. Ngày mai tôi sẽ chính thức trình lên tỉnh ủy. Tài liệu do Sở Công an tỉnh cung cấp, chứng cứ không đủ, không đáng tin dùng. Nhưng việc điều tra Ngũ Nhạc, hình như tiến triển không lớn, hai đồng chí Lệnh Truyền Chí và Đường Trịnh Kiệt có sự phân chia, tôi chuẩn bị đề ra kiến nghị với tỉnh ủy, điều đồng chí Lệnh Truyền Chí trở về, để ông ta phụ trách cụ thể việc giải quyết hậu quả cho vụ án Lỗ Thành Lương, ngoài ra phái thêm Phó Bí Thư Ủy ban Kỷ luật Mục Chính đến Ngũ Nhạc để cùng phối hợp điều tra với đồng chí Đường Trịnh Kiệt. Trên đây chỉ là bước suy nghĩ mở đầu của tôi, ngày mai chuẩn bị đề trình lên hội nghị làm việc bí thư. Thông báo cho Phó Bí Thư Hạ biết trước đấy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 125.